Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn chương 526, Huyết Nhân Cơ khinh xa không chấp mắt tiếp cận người trẻ tuổi cái chán mọc ra màu đỏ sừng nhọn. Cái này sừng nhọn cấp tốc biến lớn biến tròn, trong khoảnh khắc, liền biến thành một cái đầu của nam nhân, một khuôn mặt hiển hiện ra, cùng nó dưới thân thanh niên trẻ tuổi kia cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là muốn cái đầu nhỏ hơn nhiều, không có tóc, đầu lâu bên trên máu me đầm đìa, hết lần này tới lần khác lại không hướng dưới nhỏ xuống máu đỏ tươi, còn đang không ngừng từ nam tử trẻ tuổi cái chán lỗ rách bên trong không ngừng tuôn ra, cực nhanh ngưng tụ thành một người thân thể, tứ chi, phảng phất hài nhi ra đời tình hình. Chẳng những cơ khinh xa hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái này máu tươi ngưng tụ mà thành tiểu nhân, ma cưu trên mặt thần sắc, cũng biến thành cực kỳ khẩn trương, miệng bên trong chú ngữ thanh âm liên miên không ngừng, hai mắt sáng ngời, nhìn thẳng tươi người tí hon màu đỏ, hai mắt nháy đều không nháy mắt một chút, ngơ ngác đứng ở cột đá phía dưới nam tử trẻ tuổi, sắc mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy, hai mắt trắng dã, ngực nhỏ xíu chập trùng cũng đã không phát hiện được, tựa hồ đã khí tuyệt mất mạng. Cái này tiểu nhân toàn thân từ máu tươi ngưng kết mà thành, lại người không thấy nửa điểm huyết tinh chi khí, cơ khinh xa chỉ có thể từ trên người nó cảm nhận được nhẹ nhẹ âm hàn khí hơi thở. Tiểu nhân hai mắt không chỗ ở run run, tựa hồ tại dốc hết toàn lực, muốn mở mắt ra. Đi, ma cưu lại là hét lớn một tiếng, Công lại gảy nhẹ, giọt thứ hai huyết châu bắn ra, chui vào máu người tí hon màu đỏ thiên linh bên trong. Một tiếng quái dị đến cực điểm khóc lóc, bỗng nhiên vang lên, máu người tí hon màu đỏ hai mắt bỗng nhiên mở ra đến, đầy mắt huyết sắc, lại có thể rõ ràng phân biệt ra được tròng trắng mắt cùng ánh mắt hình dáng. Nhìn ra được, máu người tí hon màu đỏ ánh mắt ngay từ đầu rất mờ mịt, lại trong thời gian cực ngắn liền trở nên thanh minh linh hoạt, rất nhanh liền định tại ma cưu trên thân đến ma Cư khẩn trương tiếp cận người tí hon màu đỏ ngòm, đưa tay trái ra, nhẹ nhàng hướng tiểu nhân ngoác ngón tay, mặt mũi tràn đầy đều là lo được lo mất chi ý, cùng hắn nhất quán chấn định tự nhiên, một trời một vực. Rất nhanh, máu người tí hon màu đỏ trong mắt liền hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, tựa hồ đối với ma cưu 10 điểm sợ hãi, dùng sức giấy dụa lấy, liền muốn thoát ly dưới thân nam tử trẻ tuổi ràng buộc, như vậy bỏ trốn mất dạng. Audio điện tử võ tấn bền Ma cư một tiếng lạnh hư, nháy mắt che mặt xương lạnh, tay trái xoay chuyển, biến trưởng thành chảo, hư không hướng về máu người tí hon màu đỏ vồ mạnh xuống dưới. Một cỗ vô hình cự lực, đảo mắt liền đem máu người tí hon màu đỏ bao phủ nó hạ. Ma cư tay trái một chút xíu kéo về phía sau, mặc cho máu người tí hon màu đỏ như thế nào tê minh, dẫy ruộng, đều không làm nên chuyện gì. Siêu một tiếng, máu người tí hon màu đỏ rốt cuộc tránh thoát dưới thân nam tử trẻ tuổi ràng buộc, nhanh như chớp giật hướng về ma cư bay nhanh mà đi giữa không chung, máu người tí hon màu đỏ còn tại làm sao cùng dẫy dọa liều mạng vặn vẹo lại là không hề có tác dụng ma cư mở ra miệng rộng cao cao phồng lên mà lên bỗng nhiên đi đến hít một hơi một tiếng thê lương tê minh máu người tí hon màu đỏ liền bị ma cư nguyên lành hút vào trong miệng bỗng nhiên không thấy bóng dáng ma cư cả khuôn mặt bỗng nhiên liền biến thành huyết hồng sắc phảng phất mau mạch mạch máu bên trong nháy mắt tràn đầy vô số máu tươi, lúc nào cũng có thể xông phá của hắn huyết quản, vỡ ra. Ma Cưu buồn bực hư một tiếng, bỗng nhiên ngồi ngay đó, lập tức hai đầu gối một bàn, tay trái bấm quyết, tay phải pháp khí vung vẩy, miệng bên trong vội vã niệm chú, bắt đầu bị mình hút nhập thể nội người tí hon màu đỏ ngòm. Ma Cưu sau lưng thánh tuyển lại một lần nữa sôi trào lên, từng tia từng sợi màu đen âm vụ, cấp tốc từ thánh tuyển bên trong tràn ra, chui vào ma cư thể nội. Cơ khinh xa rõ ràng nhìn thấy có một cái nhô lên, tại ma cưu dưới ra nhanh chóng, tựa hồ chính đang cật lực muốn đột phá ràng buộc, thoát khốn mà ra. Cứ việc màu đen âm vụ chính liên tục không ngừng mà tràn vào ma cưu thể nội, lại mảy may cũng áp chế không nổi cái này nhô lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, ma cưu sắc mặt cũng càng ngày càng là thống khổ. Bất quá trong khoảnh khắc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liền từ ma cưu cái chán gợn sóng mà hạ. Ma cưu cắn chặt hàm răng, kiệt lực ngăn cản. Đúng lúc này nguyên bản yên lặng, tại thánh thuyền trung ương nguy nhưng bất động, chỉ ngẫu nhiên theo gió chập trần một chút nở rộ hoa hồng, một sợi tinh khí bay lên, vô thanh vô tức hướng về ma cưu bay tới. Ma cưu lập tức miệng hơi mở, đem cái này sợi tinh khí hút vào, sau một khắc, như là trong gió dương liễu đung đưa không ngừng ma cưu lập tức liền ổn định thân hình, cái chán gợn sóng mà dưới mồ hôi cũng dần dần ngừng, đoàn kia dưới làn da nhô lên, tựa hồ hao hết khí lực, cũng rốt cục bình phục lại đi. Cơ khinh xa con ngươi, có chút co vào. Ma Cưu vẫn như cố tính ngồi yên ở đó, tựa hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng cơ khinh xa rõ ràng đã cảm nhận được một loại nào đó khác biệt. Trước mắt Ma Cưu, so lúc trước Ma Cưu, khí tức thượng hạng giống cường đại một phân. Vừa rồi phe này kịch liệt chiến đấu, chẳng những không có để Ma Cưu tiêu hao tinh khí thần, ngược lại làm cho hắn trở nên càng thêm thần thái sáng láng. Tất cả đây hết thảy, đều bắt nguồn từ xích viêm thảo một sợi tinh khí thiên địa này linh dược quả thật không phải tầm thường, vẻn vẹn một sợi tinh khí, liền có dạng này hiệu quả kinh người, khó trách có thể khởi tử hồi sinh, nghịch thiên hành sự. Ha ha, ha ha ha, chốc lát, mà cừu đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười cực kỳ vui sướng. Tiếng cười kia nghe vào tựa hồ cũng không người điểm vang dội lại tại trong đêm yên tĩnh xa xa truyền ra ngoài, chấn động đến dãy núi oanh minh, vô số chim bay phóng lên tận trời, tại rừng cây trên không lặp đi lặp lại xoay quanh, tiếng chói tai tạp tạp, dị thường bất an. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, kéo quấn lại bên trong lớn thiên vương, quả nhiên không có gạt ta. Chọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, mà cừu tiếng cười mới rốt cuộc dần dần bình ổn lại, mà cừu giống đứa bé, vuốt lên ống tay áo của mình, cẩn thận xem hai cánh tay của mình, thậm chí còn đưa tay đi nén cánh tay một cái bên trên cơ bắp, phảng phất muốn điều tra một chút làn da trơn mềm cùng bắp thịt độ đàn hồi. Cơ khinh xa tú Mỹ song nghi, nhẹ nhàng nhầu một chút tướng so ma cưu bên trên biến hóa cơ khinh xa càng thêm để ý ma cưu vừa mới giọng nói chuyện nghe vào kéo quấn lại bên trong lớn thiên vương lại còn còn sống chỉ ít từ ma cưu ngữ khí tới nghe hẳn là là như vậy thế nhưng là cái này sao có thể chẳng lẽ trên thế giới này thật có trường sinh bất tử bí quyết cũng mà còn có người coi là thật có được loại này bản sự có lẽ là phát giác được cơ khinh xa dị dạng ma cưu tinh quang lấp lóe ánh mắt bỗng nhiên quét tới mỉm cười nói cơ tiểu thư kỳ thật cái này không có có gì đáng kinh ngạc. Thật giống như các người châu Á đạo thuật bên trong, có trường sinh bất tử bí quyết. Chúng ta hàng đầu giới cũng có dạng này, kéo quấn lại bên trong lớn thiên vương, tự mình truyền thừa chi pháp, là chắc chắn sẽ không sai. Cơ khinh xa nhẹ nhàng hư một tiếng, nói, đại quốc sư, chúng ta châu Á, nhưng không có dạng này hại người tà thuật. Nói, ánh mắt tại cách đó không xa nam tử trẻ tuổi trên mặt đảo qua, rất rõ ràng, tên này nam tử trẻ tuổi đã chết đi, cứ việc thân thể của hắn nhìn qua còn rất hoàn chỉnh, cũng đã biến thành một cái hào không có sự sống dấu hiệu xác sống. Cho cười, ma cư cười ha ha một tiếng, nói, cơ tiểu thư, người cho ta ấn tượng, không giống như là như thế loại người cổ hủ. Thế giới này, vốn chính là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu của mình, giết mấy người tính là gì? Quốc gia của các ngươi, không chính là như vậy sao? Từ trước đều đem giết người nhiều nhất người, tôn kính vị đại anh hùng cơ khinh sa sau nghi một dương liền muốn mở miệng lại chỉ nghe ma cư a à một tiếng ngẩng đầu hướng phía tây bắc hướng nhìn lại lập tức trên mặt nở một nụ cười rất tốt cơ tiểu thư người cứu tinh rốt cục hiện thân tiêu tiên sinh đã tiến vào mê cung ma cư mỉm cười nói mang theo nói không nên lời mỉa mai chi ý loại này mỉa mai bắt nguồn từ hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn tại cơ khinh sa miệng bên trong đem tiêu phàm miêu tả thành như thế nào khó lường còn không phải rơi vào mình tỉ mỉ an bài trong cạm bẫy. Cơ khinh xa cười cười, nói, đại quốc sư, nếu thật là dạng này, ta khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút tốt. Tiêu phàm cùng ngươi không giống, hắn là cái hết sức bảo trì bình thản người. Nếu ta không có nhìn lầm, đại quốc sư kỳ thật rất thích mạo hiểm. Ma cư cười lạnh nói, không mạo hiểm, nơi nào sẽ có không tưởng được thành công. Thế giới này trí cường giả, ai không phải như vậy họ cách. Làm từng bước, nhắm mắt theo đuôi, tuyệt không có khả năng leo lên đỉnh phong nhất thật sao xem ra chúng ta ai cũng thuyết phục không được ai vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi cơ khinh xa thần sắc lại trở nên có chút chấn định nhẹ nhõm nói thật nàng không cảm giác được tiêu phàm khí thức nhưng nàng tin tưởng ma cư vị này đại quốc sư trực giác khẳng định so với nàng muốn nhạy cảm được nhiều mà lại đây là đang ma cư trang viên tất cả cấm chế đều là hắn bố trí tự nhiên đối hết thảy đều quen thuộc vô so đã ma cư nói tiêu phàm đã đến, kia tiêu phàm khẳng định liền đã đến. Thạch trận bên ngoài mê cung là ma cư bày ra một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là kiên cố nhất phòng tuyến. Thêm văn đem hắn pháp trận, bố trí tại trong mê cung. Mê cung này chiếm diện tích đủ rất rộng lớn, thêm văn cùng cái khác hai vị giảm nhiều đầu sư cùng hơn 20 người hàng đầu sư có thể thoải mái mà tại trong mê cung giấu tới. Trọng yếu hơn nữa là mê cung này tường đá đầy đủ kiên cố, không phải sức người có thể phá hủy mê cung kiến tạo tại nhiều năm trước đó, mà cưu đại quốc sư tự mình tại trong mê cung bày ra trùng điệp cấm chế, tăng thêm thêm văn tự tay bố trí pháp trận, cấm chế chi lực mạnh mẽ vô so. Thêm văn mặc dù không có cùng tiêu phàm đã từng quen biết, lại cũng không cuồng vọng, càng thêm không dám xem thường tiêu phàm. Một cái có thể làm cho đại quốc sư đều như vậy thận trọng việc ra hỏa, tuyệt khó đối phó. Thêm văn tại trong mê cung bày trận, đánh chính là chưa mưu thắng trước mưu bại chủ ý. Bất kỳ một cái nào pháp trận, sợ nhất chính là bị phá trừ trận nhãn. Trận nhãn vừa vỡ, cường đại hơn nữa pháp trận cũng không có tác dụng. Thêm văn bố trí pháp trận này, trận nhãn nhiều đến ba khu, mỗi một chỗ trận nhãn đều từ một tên giảm nhiều đầu sư chấn thủ, muốn đem pháp trận hoàn toàn phá vỡ, trước hết hủy đi ba khu trận nhãn, mà muốn hủy đi ba khu trận nhãn, thì trước hết đem cái này ba tên giảm nhiều đầu sư cùng bọn hắn thống soái đồ tử đồ tôn toàn bộ tiêu diệt. Nếu không, bất kỳ cái gì địch nhân đều khó mà từ mê cung pháp trong trận lao ra. Thêm văn tin tưởng, coi như tiêu phàm lại nghịch thiên, muốn triệt để phá mất pháp trận, xông ra mê cung, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Có một quãng thời gian dài như vậy, đầy đủ ma cưu đại quốc sư hoàn thành hắn thiên quỷ hàng. Thiên quỷ hàng một khi luyện thành, kia còn có cái gì địch nhân phải sợ hãi chứ? Đề cử nắng sớm Lucifer sách mới cho đoàn người đề cử một quyển sách, nắng sớm Lucifer sách mới hoàn khố độc y. Sách hào, 3 triệu 210 975 nội dung giới thiệu vắn tắt như sau, thân là đã từng đứng tại đám mây bao quát chúng sinh người tu chân, đi tới một một thế giới lạ lẫm tiêu mạnh phải nên làm như thế nào. Hoàn khố tu chân, độc đi thiên hạ tiêu cưỡng bước tại mảnh này đô thị thổ địa bên trên, đánh xuống một mảnh thuộc về mình Giang Sơn. Nắng sớm quyển sách này trước mắt ngay tại trang đầu đầu để rõ rệt vị trí đề cử, trực tiếp điểm kích liền có thể tiến vào. Thích đô thị loại hình ca môn tỉ môn, có thể đi dẫm dẫm mạnh. chương 527, khách không mời mà đến. Còn không có cùng thêm văn nghĩ đến 10 điểm sẵn sàng, một tiếng kêu thảm bỗng nhiên truyền ra, đã có người xông tiến vào mê cung. Đồng thời vừa ra tay ở giữa, thủ hạ của hắn liền xuất hiện thương vong. Cái nào phát ra rú thảm hàng đầu sư, thêm văn còn có ấn tượng, xem như hắn một sư điệt, thiên phú rất không tệ, nhập hành thời gian mặc dù không dài, tại hàng đầu thuật bên trên tạo nghệ, có chút không thấp, Ai ngờ ở đây, vừa đối mặt liền gặp địch nhân độc thủ. Cái này Tiêu phàm, quả nhiên lợi hại. Khởi động đại trận, thêm văn nháy mắt liền bình tĩnh như lúc ban đầu, lạnh lùng phân phó một tiếng. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn mấy tên trẻ tuổi hàng đầu sư, ngồi xếp bằng, nghe vậy lập tức một tay bấm quyết, một tay vung vẩy pháp khí, miệng lẩm bẩm, bắt đầu tác pháp. Đại trận khởi động, một cỗ cường đại đến cực điểm cấm chế chi lực, nháy mắt đem toàn bộ mê cung bao phủ nó hạ. Trong mê cung bố trí cái khác cấm chế, cũng cùng nhau mở ra, cả tòa mê cung trở nên từng bước khó đi, khắp nơi nguy cơ. Đại trận vừa mới khởi động, lại là một tiếng kêu thảm xa xa truyền đến. Thêm văn sắc mặt lập tức biến, cái này âm thanh kêu thảm, cùng vừa rồi kia âm thanh kêu thảm, không phải tới từ cùng một cái phương hướng, là hai cái phương hướng khác nhau, thông hướng hai cái khác biệt trận nhãn, lẫn nhau ở giữa, khoảng cách không gần. Liền xem như tại đất bằng, trong thời gian ngắn như vậy, một người cũng rất khó từ bên này chạy đến bên kia lại càng không cần phải nói là tại trong mê cung cơ hồ là trong nháy mắt thêm văn liền hiểu được đánh vào mê cung người không chỉ một cái kia tiêu phàm thế mà còn có giúp đỡ mà lại là cực mạnh cao thủ nếu không làm sao có thể tại cái này có cường đại trận pháp cấm chế bao phủ trong mê cung hành động tự nhiên thêm văn lập tức nóng nảy pháp trận này lúc trước cũng chỉ là nhằm vào một địch nhân bố trí ai biết bây giờ lại đến hai địch nhân hai cái đều không kém nguyên bản cố như vững chắc đại trận lập tức liền có vẻ hơi yếu kém thêm văn lập tức phát ra yêu cầu tiếp viện tín hiệu lần trước ma cưu trang viên chi loạn ma cưu đại quốc sư thân truyền cơ hồ tổn thất hầu như không còn thậm chí ngay cả isun đều thành phản đồ để bảo đảm an toàn đại quốc sư đem không cổ phái còn lại mấy vị giảm nhiều đầu sư không còn một mống đều triệu tiến vào trang viên trang viên quy mô hùng vĩ cái khác giảm nhiều đầu sư phân biệt chấn thủ các nơi quan trọng quan khẩu. Bất quá thêm văn cho rằng, trước mắt cần gấp nhất chính là mê cung. Mê cung vị trí quá trọng yếu, đã là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mê cung đại trận một khi bị đột phá, địch nhân liền sẽ thẳng bước thạch trận, quấy nhiễu đại quốc sư thiên quỷ hàng. Địa phương khác thủ phải lại ổn định, cũng vô sự vô bổ. Trước đó, Ma Cưu đã trao tặng thêm văn toàn quyền, chỉ cần để bảo đảm an toàn, thêm văn có thể điều động trang viên tất cả lực lượng phòng vệ. Cái khác giảm nhiều đầu sư vừa nhìn thấy thêm văn phát ra tiếp viện tín hiệu, một thời ba khắc liền sẽ chạy tới. Nhưng mà tình huống biến hóa nhanh chóng, thực tế vượt quá thêm văn dự kiến. Cái khác giảm nhiều đầu sư chưa đuổi tới tiếp viện, tiếng thứ ba rú thảm đã vang lên. Thêm văn rõ ràng cảm ứng được, toàn bộ mê cung đại trận cấm chế đều xuất hiện trong nháy mắt ba động. Vị này bị giết hàng đầu sư, hẳn là thủ vệ cái nào đó tương đối quan trọng phương vị, cứ việc không phải trận nhãn lại cũng đã ảnh hưởng đến đại trận vận hành. Không có khả năng, thêm văn đột nhiên đứng dậy, từ yết hầu chỗ sâu lóe ra một câu như vậy, song nghi khóa chặt, sắc mặt tái xanh, trong mắt phun ra phẫn nộ quang mang. Coi như tiêu phàm lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể đối toàn bộ đại trận cấm chế chi lực nhìn như không thấy, thậm chí ngay cả ma cưu đại quốc sư, nếu như bỗng nhiên bị nhốt vào đại trận này bên trong, cũng không thể dạng này tung hoành tới lui, như vào chỗ không người chẳng lẽ tiêu phàm cùng hắn cái kia giúp đỡ hợp lại cùng nhau so ma cưu đại quốc sư còn muốn lợi hại hơn đây không phải nói đùa a à, nhưng mà cứ việc thêm văn trong lòng tràn ngập nghi hoặc lại là không dám xem thường nghe nói cái này tiêu phàm đến từ châu á tại thêm văn trong suy nghĩ châu á qua thần bí có lẽ thật có cái gì đặc thù kỹ xảo là hắn không biết quyết không thể cho phép tiêu phàm tại trong mê cung như thế mạnh mẽ đâm tới nếu không một khi bị hắn phá hủy một chỗ trận nhãn toàn bộ đại trận uy lực liền phải suy yếu không ít. Thêm văn suy nghĩ một chút, liền có quyết định, hướng bên người ngồi vây quanh bảy tên phân phó vài câu, liền là thân hình khẽ động, vô thành vô tức hướng về phía trước trượt mà đi, trong nháy mắt liền chuyển qua một đạo tường đá, không thấy bóng dáng. Thêm văn muốn đích thân qua bên kia tìm hiểu tình huống, nhìn xem sông tiến vào mê cung đến cùng là thần thánh phương nào. Nếu thật là khiến cái này người xuyên qua mê cung, ảnh hưởng đến đại quốc sư, đừng bảo là đại tư tế bảo tỏa sẽ lập tức cách mình đi xa, chỉ sợ ngay cả tính mệnh đều đáng lo. Đối với bên ngoài người mà nói, mê cung này chiếm diện tích rộng lớn, quy mô cực lớn, người không quen thuộc lâm vào trong mê cung, muốn chuyển ra ngoài, cơ hồ là không thể nào, làm không tốt liền sẽ tươi sống chết đói tại trong mê cung. Ngay cả thêm văn cũng cần cẩn thận phân biệt, mới không tới mức đi nhầm đường. Dù sao trước đó, hắn là ở tại mình trong trang viên khổ tu, đối ma cưu trang viên cũng chưa quen thuộc, đối mê cung này liền càng thêm chưa quen thuộc, hay là khoảng thời gian này mới bắt đầu quen thuộc trong mê cung con đường. Tại Ma Cưu Trang Viên, có một cái cứng rắn họ quy định, mặc kệ ai tiến vào mê cung, đều phải bằng đầu cứng rắn nhớ con đường, không thể tại giao lộ làm tiêu chí. Tự nhiên, cái này là vì không bị ngoại nhân lợi dụng. Một khi mê cung từng cái giao lộ làm rõ ràng tiêu chí, bị ngoại nhân giải mã, mê cung liền mất đi tác dụng, chỉ có thể dựa vào trận pháp cấm chế đến khốn địch, tương đối mà nói hiệu quả đương nhiên phải giảm bớt đi nhiều địch nhân tiến vào mê cung về sau tốc độ đi tới nhanh như vậy cũng là để thêm văn khiếp sợ nguyên nhân một trong liền xem như hắn thêm văn đã tại trong mê cung đợi không ít lúc thời gian cho tới nay cũng không dám nói đúng mê cung này rõ như lòng bàn tay mê cung thực tế quá to lớn phân chỗ ngã ba nhiều đến khiến người giận sôi đương nhiên không bài trừ người tới tại phân rõ mê cung phương diện có kiệt xuất thiên phú tại phương diện này thêm văn thừa nhận mình rất bình thường, cơ bản chưa nói tới thiên phú không thiên phú, chính là người bình thường tiêu chuẩn. Thêm văn thiên phú, ở chỗ đối hàng đầu thuật lĩnh ngộ. Làm một tên hàng đầu sư, chỉ cần có cái thiên phú này, vậy liền đầy đủ. Thêm văn vội vã hướng số 2 trận nhãn tiến đến thời điểm, hai chắn dày đặc tường đá ở giữa, một tên cũng không thế nào cao lớn nam tử, chính chậm rãi hướng về phía trước, thần sắc chấn định, dưới chân không nhanh không chậm, phảng phất dạo chơi ngoại thành đạp thanh nam tử này không phải tiêu phàm, mặc truyền thống đan mạn quốc phục sức, áo đen áo bảo đen, thanh đạm dưới ánh trăng, nhìn qua mơ mơ hồ hồ, cho người ta một loại cực độ cảm giác không chân thật. Tên này nam tử vóc người gầy nhỏ, hiển nhiên đối trong mê cung con đường rất quen thuộc, cứ việc bước chân không chậm không nhanh, lại không có chút nào trì trệ, mỗi lần tới đến chỗ ngã ba, rẽ ngoặt thời điểm đều không mang bất cứ chút do dự nào. Khi áo bảo đen nam tử lần nữa chuyển qua một đạo tường đá thời điểm, rốt cục dừng bước hô một tiếng, một đầu to lớn con rết, từ tường đá trên đỉnh treo ngược xuống tới, hai con con mắt đỏ ngầu, gắt gao tiếp cận áo bảo đen nam tử. Cái này con ngô công, thậm chí so ma cưu đại quốc sư bản mệnh linh sủng còn muốn cự lớn, chiều cao trọn vẹn vượt qua ba thước, tiết giáp như sắt, lóng lánh thanh ánh sáng yếu ớt, cho người ta một loại cực độ cứng rắn cảm giác, hai viên thật dài răng nanh lộ ra miệng bên ngoài, tê tê phun ra xương độc. Con rết lớn đến loại trình độ này, quả thực liền cùng yêu quái không khác áo bảo đen nam tử lại cũng không thèm để ý nhàn nhạt, nhạt nhìn qua đầu này hung thần ác sát con rết hai tay để sau lưng ở sau lưng khóe miệng hiện lên một tia nụ cười chế nhạo mặc dù hắn từ đầu này cự hình con rết trên thân cảm nhận được ma cư khí tức nhưng cũng có thể khẳng định đây không phải ma cư bản mệnh linh sùng một cái thất bại vật thí nghiệm mà thôi vậy mà cũng thành thủ trận chủ lực áo bảo đen nam tử rất khinh thường nói tựa hồ là tại cùng đầu kia cự hình con rết đối thoại cử hình con rết phảng phất có thể nghe hiểu được áo bảo đen lời của nam tử, bỗng nhiên cong người lên, kim hoàng sắc đầu lâu dương lên, trong miệng phun ra một miệng lớn xương độc, thẳng đến áo bảo đen nam tử mà tới. Đầu này cự hình con rết, thế mà tính tình 10 điểm táo bạo. Hừ, áo bảo đen nam tử hừ lạnh một tiếng, ống tay áo một dương, một luồng kình phong bắn ra, lập tức liền đem xương độc đảo ngược trở về. Tay phải cong lại gảy nhẹ, một đạo hắc ảnh bắn ra, nhìn kỹ lại, vậy mà là một con nho nhỏ côn trùng, trên lưng lóng lánh hào quang màu vàng óng, khí thế hùng hổ hướng về cự hình con rết nhào tới. Cự hình con rết phảng phất đối cái này kim hoàng sắc tiểu trùng vô cùng kiêng kỵ, lập tức ngẩng đầu lên, lại là một ngụm đại đại xương độc, hướng về kim sắc tiểu trùng phun đi, nháy mắt đem kim sắc tiểu trùng bao khỏa trong đó. Phanh một tiếng vang thật lớn, kim sắc tiểu trùng vỡ ra, một cỗ kỳ thanh vô so mùi lập tức hướng bốn phía khuếch tán. Nguyên bản áp sát vào trên tường đá cự hình con rết, bỗng nhiên như bị bỏng nước sôi đến, tê tê gọi bậy, xoạch một tiếng, từ trên tường đá thẳng rớt xuống đến, ở trong đường hầm không ngừng lăn lộn, cứng rắn như sắt giáp lưng phía trên, thế mà thêm ra mấy cái đen xỉ lỗ nhỏ, phảng phất bị thứ gì hòa tan giáp lưng, liền bên trong thịt trắng đều lộ ra. Bạo liệt trùng, ngươi là hàng đầu sư, thông đạo một bên khác, vang lên thêm văn thanh âm, tràn đầy kinh ngạc chi ý. Áo bảo đen nam tử đối thêm văn không chút nào để ý, chỉ là tiếp cận ở trong đường hầm lăn lộn dẫy ruộng cự hình con rết, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh dị. Đầu này cự hình con rết, rõ ràng chỉ là một cái thất bại vật thí nghiệm, mà cưu đã từng rất có thể là muốn đem nó bồi dưỡng thành mình bản mệnh linh sủng thế nhưng là chưa thể toại nguyện. Chỉ như vậy một cái thất bại vật thí nghiệm, tại hắn bạo liệt trùng công kích phía dưới, thế mà còn có thể kiên trì cái này hứa thời gian dài, không có lập tức mất mạng. Thêm văn cũng ngử lạnh một tiếng, chậm rãi từ thông đạo bên kia chuyển ra hiển nhiên, áo bào đen nam tử loại này ngạo nghễ thái độ, chọc giận thêm văn. Thêm văn tính tình, nguyên bản liền cũng không ra hồn bình thản. Từ khi trở thành hàng đầu sư, mấy chục năm qua, thật đúng là có rất ít người ở trước mặt hắn như thế kiêu căng qua. Các hạ người nào, dám xông tiến vào ma cưu trang viên, không muốn sống sao? Thêm văn mặt âm trầm, hỏi, xa xa đứng vững bước, không có tiếp tục tới gần. Từ trên người người này, hắn cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt uy hiếp một cái có thể bồi dưỡng ra bạo liệt trùng hàng đầu sư, tạo nghệ chi cao, có thể nghĩ. Cuống hồ, thêm văn đã cùng hắn mặt đối mặt, lại mảy may nhìn không ra sâu cạn của hắn tới. Cái này tại thêm văn mà nói, là trước nay chưa từng có. Áo bào đen nam tử liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng khinh thường chi ý, càng thêm rõ ràng. chương 528, không tưởng được khách nhân. Trăng lên giữa trời, hạ huyền như câu, một cái người tí hon màu đỏ ngòm, từ một tên cô gái trẻ tuổi trên trán chậm rãi chui ra, cực lực dẫy ruộng, lại bị ma cư một tay trưởng khống. Đây đã là cái thứ sáu, ba nam ba nữ sáu bộ thi thể, trên trán một cái lỗ máu, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua nói không nên lời khiếp người. Dù là cơ khinh xa không phải bình thường kiều kiều nữ, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, trong đầu cũng cực kỳ khó chịu. Toàn bộ thạch trận, âm phong thê thê, ma cư hé miệng đến, một ngụm đem cái kia giấy ruộng không thôi máu người tí hon màu đỏ nuốt vào bụng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận công luyện hóa. Liên tiếp có sáu lần giống nhau kinh lịch, hết thảy đều đã quen ký như lưu, thôn phệ, luyện hóa, một mạch mà thành, ở giữa lại vô nửa phân trì trệ. Một cỗ tiên diễm huyết sắc, tại ma cưu dưới làn da không ngừng phun trào. Dưới mắt ma cưu, đã cùng lúc trước có khác biệt rất lớn, sắc mặt không còn là đen nhánh, mà là tiên diễm như máu, thậm chí hai mắt đều biến thành huyết hồng sắc tại cơ khinh xa trong cảm giác cả trên trời nguyệt lượng tựa hồ cũng biến thành huyết hồng sắc nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng mà cưu trên người vòng quanh um tùm âm khí đây là trước nay chưa từng có không có bất kỳ cái gì một người sống có thể cho cơ khinh xa dạng này âm trầm trầm cảm giác ma cưu gương mặt lại một lần nữa bắt đầu vặn vẹo cái chán chảy ra mồ hôi mịn trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp thôn vệ sáu cái âm quỷ dung hợp âm hồn dù coi như ma cưu công lực thông huyền cũng cảm thấy càng ngày càng phí sức. Cơ khinh xa mặc dù không hiểu rõ thiên quỷ hàng pháp môn, bằng trực giác cũng có thể biết, mà cưu trên thực tế là tại cưỡng ép tăng tốc tiến trình. Hắn nhất định là cảm thấy một loại nào đó nguy hiểm ngay tại tiếp cận. Trong mê cung phát sinh tình hình, cơ khinh xa không phát hiện được, mà cưu lại cùng nàng không giống. Mê cung rất nhiều cấm chế, đều là hắn tự tay bố trí, chỉ cần có người vừa chạm vào động cấm chế, cách xa nhau gần như vậy, tự nhiên không gạt được hắn có thể điều động lực lượng phòng ngự, đều đã điều động. Tại trong mê cung, bày ra cấm chế dày đặc, mấy vị giảm nhiều đầu sư tự mình chấn thủ, mượn nhờ đại trận chi lực, thế mà còn là không ngăn cản nổi tiêu phàm, ma cưu đại quốc sư thực tế cũng có chút bất đắc dĩ. Trong mê cung, liên tiếp hai tiếng rú thảm xa xa truyền đến. Đang toàn lực dung hợp thể nội tiểu nhân ma cưu, khóe miệng co quắp một trận. Có một tên giảm nhiều đầu sư chết rồi, mê cung đại trận một cái trận nhãn đã bị công phá, đại trận cấm chế chi lực vặn vẹo ba động, thậm chí ngay cả chân khí nội lực bị phong bế cơ khinh xa, cũng cảm thấy. Đại quốc sư, người thật giống như có phiền phức, một mực giữ im lặng cơ khinh xa bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hừ, ma cưu đại quốc sư hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên tay một dương, một cỗ kỳ hàn kình lực bỗng nhiên hướng về cơ khinh xa đối diện bạch ngọc điêu tố kích bắn đi, cỗ khí tức này chi rét lạnh, thậm chí ngay cả không khí tựa hồ cũng bị đông lại. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh từ bạch ngọc điêu tố đỉnh đầu hiển hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái vóc người linh lung tinh xảo âm quỷ, mở hai mắt ra, tiếp cận cơ khinh xa, thâm trầm. Cơ tiểu thư, người tốt nhất đừng ép ta thay đổi chủ ý. Ma cư âm âm quát lớn một tiếng, tiêu phàm nếu như lúc này tới quấy rối ta không ngại bắt ngươi khai đao. Cơ khinh xa liền cười, mang theo nhàn nhạt khinh thường. Coi như ma cư là đại quốc sư, thời khắc mấu chốt, cũng giống vậy là loại này đức họ, chỉ biết cầm nữ nhân làm uy hiếp tiêu phàm liền tuyệt sẽ không như vậy đối điểm này cơ khinh sa tin tưởng vững chắc không nghi ngờ ma cưu bắp thịt trên mặt vừa thống khổ run rẩy hai lần dưới làn da huyết hồng sắc bỗng nhiên tiêu tán thoáng qua biến thành thanh thảm thảm nhan sắc ma cưu lại không để ý tới cơ khinh sa nâng tay khẽ vẫy thánh tuyển trung ương xích viêm thảo lại tuôn ra một cỗ khổng lồ sinh mệnh tinh khí hướng về ma cưu vào tới khẽ hấp nhập cỗ này tinh thuần đến cực điểm sinh mệnh tinh khí Ma Cưu lập tức đầu một dương, mặt mũi tràn đầy đều là cực kỳ hài lòng thần sắc, trên mặt thanh thảm thảm nhan sắc, liền là bắt đầu biến mất. Biến cố ngay một khắc này phát sinh, một cỗ hấp lực cường đại từ trong mê cung tuôn ra hiện ra, nguyên bản chính đang làm dịu lấy Ma Cưu xích viêm thảo sinh mệnh tinh khí, bỗng nhiên chuyển hướng, hướng về mê cung bên kia vào tới. Lớn mật, Ma Cưu vừa sợ vừa giận, gầm lên giận dữ, chỉ nghe suy suy tiếng vang. Bốn cái kim sắc tiểu trùng từ trong mê cung bay nhanh mà đến, trong khoảnh khắc liền đến ma cưu đỉnh đầu. Bạo liệt trùng, ma cưu giật nảy cả mình, dưới chân bất động, cả người bỗng nhiên hướng một bên lướt ngang ra ngoài. Thân là thứ nhất hàng đầu sư, ma cưu so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bạo liệt trùng lợi hại. Cái này ngay miệng, muốn trước đứng lên lại tránh né, căn bản là không kịp. Ma cưu một bên né tránh, một bên vung ra một trường, lập tức âm vụ cuồn cuộn, kỳ hàn triệt cốt. Chỉ tiếc, đại quốc sư động tác dù nhanh, bất đắc dĩ đối thủ chọn thời cơ quá kén ăn, ngay tại hắn toàn lực vận công dung hợp thể nội âm hồn ngay miệng, còn cần xích viêm thảo bổ sung mới có thể miễn cưỡng ứng phó được đến. Lúc này xuất thủ đánh lén, chính là thời cơ tốt nhất. Có thể đem thời cơ xuất thủ khống chế được dạng này vừa đúng, nhưng thấy người đánh lén, tuyệt đối cũng là tinh thông hàng đầu thuật một đời tông sư. Phanh phanh phanh, kỳ hàn âm vụ vừa một gần người, bạo liệt trùng đã đoạt trước một bước nổ tung ra. Chỉ thấy bốn đóa hoa mỹ diễm hỏa, ở giữa không trung bỗng nhiên nở rộ, vô số diễm hỏa kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng về ma Cưu vào đầu bao phủ xuống. Một bên cơ khinh xa, bị loại xinh đẹp này kinh sợ, thực tế không nghĩ tới, hàng đầu thuật vậy mà có thể như thế rực rỡ màu sắc. Ma Cưu lại là một trưởng đánh ra, cuồng phong gào thét, gào thét không thôi, kỳ hàn triệt cốt âm khí, tại không trung hình thành xương trắng, có thể thấy rõ ràng. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem đại bộ phận phân bạo liệt trùng bạo tạc về sau hình thành diễm hỏa cho đông cứng bất quá cơ khinh xa thấy rõ ràng, hay là có hai điểm diễm hỏa xuyên thấu qua âm vụ chặn đường, rơi xuống nước đến ma cưu trên thân, quang mang lóe lên, liền là chui vào đến ma cưu trong quần áo không gặp. Một sợi hắc khí, nháy mắt tại ma cưu trên mặt hiện lên. Cút ra đây, ma cưu nổi giận, cổ tay khẽ đảo, hai đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục nổi lên, hai tay một dương, quang cầu đằng không mà lên, bay ra thạch trận, tại mê cung phía trên hóa thành một chương lục sắc cự, vào đầu bao phủ xuống bóng người lóe lên, một cái áo bảo đen nam tử từ trong mê cung lách mình mà ra, tránh thoát lục sắc cự công kích. Gặp một lần vị này áo bảo đen nam tử, cơ khinh xa bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Là ngươi, ngay cả ma cưu đều lấy làm kinh hãi, tựa hồ hơi có chút không tưởng được. Vị này người mặc đan mạn quốc truyền thống bảo phục nam tử, thần sắc nhã nhận nho nhã, chính là nạp cát phái giáo chủ Tô Nam. Đại quốc sư, không nghĩ tới là ta đi. Tô Nam hai tay chắp sau lưng, xa xa tại thạch trận dừng đứng lại, nhàn nhã nói, trên mặt hiện lên một vòng mỉa mai ý cười. Xác thực không nghĩ tới, người lại còn dám đi tìm cái chết. Ma cưu rất nhanh liền chấn định lại, cười lạnh một tiếng, nói. Chịu chết, đại quốc sư không khỏi quá tự tin chưa? Người bây giờ loại tình hình này, hắc hắc, Tô Nam cũng cười, cười đến có chút lạnh. Tô Nam, mặc kệ người trang phải cường đại cỡ nào, nhưng người không thể gạt được ta. Ma cưu lạnh lùng tiếp cận hắn, lạnh lùng nói. Tô Nam nhẹ gật đầu, nói, đại quốc sư, ta không có tính toán muốn giấu ngươi. Không sai, nửa tháng trước trận chiến kia, ta xác thực thụ thương không nhẹ. Sáu tên âm bộc toàn quân bị diệt, thực lực giảm đi nhiều. Nhưng là, có một việc, đại quốc sư hẳn là có thể muốn lấy được. Mười mấy năm qua, người vẫn luôn tại vì thiên quỷ hàng, làm chuẩn bị, mà ta cũng tại vì một kiện chuyện làm chuẩn bị. Người một mực tại chuẩn bị đối phó ta, mà cư hỏi ngược lại, ngữ khí hơi 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 nghi hoặc một chút. Đương nhiên, Tô Nam không chút do dự liền thừa nhận, những năm này, đại quốc sư một mực đem ta Tô Nam coi như uy hiếp lớn nhất, trước sau hai lần đến ta trang viên tới bái phòng ta, dọa đến ta bình thường ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài. Đại quốc sư, nếu như người đụng phải loại tình hình này, người có nhớ ta hay không đồng dạng, bao nhiêu làm chút chuẩn bị. Mà cưu cười lạnh một tiếng, nói chỉ có kẻ yếu, cần làm dạng này chuẩn bị. Tô Nam lạnh nhạt nói, Đại quốc sư, ta thừa nhận, người rất cường đại. Nhưng càng là cường đại người liền càng tự tin, qua phân tự tin, có đôi khi là sẽ hỏng việc. Sẽ để cho người sinh ra phán đoán sai lầm. Điểm này, mà cư cũng không thể không thừa nhận, Tô Nam bỗng nhiên xuất hiện ở đây, chính là chứng cứ rõ ràng. Vốn cho là, Tô Nam sớm đã sợ vỡ mật, khẳng định sẽ liều mạng vọt về nhà đi, bế quan tự thủ, không dám tiếp tục bước ra trang viên một bước. Ai biết lại tại loại này thời khắc quan trọng nhất? lần nữa đứng tại ma cư trước mặt ma cư quả thật có thể cảm nhận được tô nam suy yếu vô luận là ai khổ tâm xúc dưỡng nhiều năm sáu tên âm quỷ một khi toàn diệt thần hồn đều sẽ bị thương nặng cái này nhưng không lừa gạt được ma cư ngay lúc đó tô nam xác thực bị thương rất kịch chỉ không biết hắn dùng phương pháp gì để cho mình trong thời gian ngắn như vậy khôi phục sức chiến đấu có lẽ cách đỉnh phong còn kém xa lắm nhưng ít ra có sức đánh một trận thậm chí tại dạng này đặc thù thời điểm đối ma cưu đều có thể sinh ra to lớn uy hiếp. Còn có, bạo liệt trùng, đây cũng là ma cưu không tưởng được, thân là đan mạn quốc một cùng một giảm nhiều đầu sư, tô nam có thể luyện chế ra bạo liệt trùng, ma cưu cũng không quá ngoài ý muốn. Mấu chốt tại Hoàng Phủ quyết chiến thời điểm, tô nam kém chút tại chỗ vẫn lạc, thế mà cũng có thể nhịn ở, không sử dụng bạo liệt trùng, liền có chút ngoài dự liệu. Xem ra Tô Nam một mực đang đợi tốt nhất cơ hội, mới bằng lòng thả ra bản thân đòn sát thủ. Tô Nam, người khôi phục được rất nhanh. Ma Cưu gắt gao tiếp cận Tô Nam, chậm rãi nói, gương mặt không phải run rẩy một chút, thánh tuyển bên trong, mặt nước sôi trào, đại lượng địa mạch âm khí không ngừng tràn vào Ma Cưu thể nội, trợ giúp hắn không chịu đi vào khuôn khổ người tí hon màu đỏ ngòm. Tô Nam cười nhạt một tiếng, nói, đại quốc sư, ta trong trang viên, mặc dù không có sinh trưởng ra, xích viêm thảo, cái khác dược liệu hay là không ít. Luyện chế đan dược, coi như không có công hiệu khởi tử hồi sinh, hơi đền bù một chút tinh khí thần, cũng còn có thể làm được đến. Nói, ánh mắt hướng về thánh tuyển trung ương nở rộ hoa hồng liếc đi, song trong mắt lóe lên một vòng màu nhiệt huyết. Tô Nam tự nhiên biết, mình trong trang viên dược liệu, cố nhiên đều rất không tệ, nhưng cùng xích viêm thảo tương đối mà nói, đâu chỉ khác nhau một trời một vực. Liên vừa rồi, hắn vẻn vẹn chỉ là lấy ra một chút xíu sinh mệnh tinh khí, đều đã để cho mình được ích lợi không nhỏ, nếu như có thể đem chọn gốc xích viêm thảo đoạt tới tay, còn đến mức nào ngươi cũng muốn, xích viêm thảo, nằm mơ đi thôi. chương 529, huyết ảnh hàng. Ma Cưu gầm lên giận dữ, nhấc tay một dương, một sợi vô hình kình lực bắn ra, vòng quanh thánh tuyền trung ương xích viêm thảo dạo qua một vòng, một mảnh diễm lệ cánh hoa, bỗng nhiên bay dương mà lên, tại xích viêm thảo trên không bay múa nhẹ dương, tựa hồ lưu luyến không rời, không nguyện ý rời đi bản thể. Ma Cưu hướng về hư không vẫy tay một cái, cánh hoa kia phảng phất nhận một loại nào đó triệu hoán, như là mũi tên, hướng ma cưu kích xạ mà tới. Ma cưu đem cánh hoa tiếp trong tay, cẩn thận xem xét, đầy mắt đều là lửa nóng cùng không thôi thần sắc, bất quá lập tức liền cắn răng một cái, há mồm đem cánh hoa cắn, nhấm nuốt mấy lần, nuốt xuống. Tô Nam vẫn chưa xuất thủ ngăn cản, chỉ là không chấp mắt tiếp cận ma cưu, tựa hồ cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút xích viêm thảo hiệu quả. Đối với đại đa số hàng đầu sư mà nói, xích viêm thảo khởi từ hồi sinh thần hiệu, chẳng qua là nghe đồn mà nói, chân thực dược hiệu đến cùng như thế nào, ai cũng không được biết. Ma Cưu một nuốt vào xích viêm thảo cánh hoa, nguyên bản huyết hồng màu da nhanh chóng tiêu tán, lại trở nên đen nhánh, thể nội liều mạng dẫy ruộng, sao động bất an máu người tí hon màu đỏ, nháy mắt bị dung hợp, rốt cuộc không có động tính chút nào. Mắt thấy đây hết thảy, cơ khinh xa khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, tô nam giáo chủ, người hẳn là ngăn cản hắn. Hiện tại Ma Cưu đã không phải là lúc trước Ma Cưu, Tô Nam biến sắc, hai tròng mắt bỗng nhiên co vào. Cơ khinh xa vẫn chỉ là mơ hồ cảm giác được ma cư khí thức cùng lúc trước khác nhau rất lớn, cùng là giảm nhiều đầu sư, Tô Nam tại phương diện này cảm giác, liền muốn nhạy cảm phải nhiều. Ngươi, thật thành nửa quỷ chi thân, nhìn qua cách đó không xa ma cưu, Tô Nam trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thần niệm chi lực đảo qua đi, vậy mà tại ma cưu trên thân cảm ứng được âm trầm trầm lệ quỷ khí tức. Không phải xúc dưỡng âm quỷ khí tức, mà là, loại khí thức này rõ ràng phát ra từ ma cư bản thể. Tô Nam trước kia chưa bao giờ có loại cảm ứng này. Ha ha, ma cư ngửa mặt lên trời cười như điên, đối trong mê cung lại một lần nữa phát ra rú thảm thanh âm không thèm để ý chút nào. Tô Nam, người đến bây giờ mới phát hiện, không cảm thấy quá trễ rồi sao? Tô Nam kìm lòng không đặng lui về sau một bước, trước mắt ma cư, xa so nửa tháng trước phải cường đại hơn nhiều, dù coi như là Tô Nam, đối mặt với hắn, cũng có loại cảm giác thâm bất khả chắc. Nhất là cả người loại kia khí tức như có như không, càng làm Tô Nam kinh tâm. Nghe đồn rằng, luyện thành thiên quỷ hàng về sau, hàng đầu sư có thể thành tựu nửa người nửa linh thân thể, có thể để thân thể tùy thời tại hư thực ở giữa. Có loại kỹ xảo này, cơ hồ liền đã trở thành bất tử thân. Rất nhiều công kích đối với hắn đều là vô hiệu, khó trách vừa rồi Tô Nam thả ra bản thân đòn sát thủ bí mật luyện chế nhiều năm bạo liệt trùng, đối ma cư cũng không có chút nào tổn thương bạo liệt trùng chỉ đối huyết nhục chi khu hiệu quả rõ ràng, một khi nhiễm, hậu hoạn vô tận. Nhưng đối với âm quỷ thân thể, tác dụng lại là không lớn. Bạo liệt trùng chỗ mang theo hàng đầu thuật, đối âm quỷ tạo thành không được thương tổn quá lớn. Tô Nam, ta đã sớm nói qua với ngươi, kéo cuốn lại bên trong lớn thiên vương, truyền thừa vô thượng thần thuật, thần diệu khó lường, không phải ngươi có thể lĩnh ngộ đạt được. Hiện tại, ngươi tướng tin chưa, ma cưu cũng không nén được nữa trong ngực vẻ đắc ý, cười lớn nói thiên quỷ hàng tại Đan Mạn Quốc lưu truyền nhiều năm như vậy, trừ trong truyền thuyết thiên quỷ vương kéo quấn lại bên trong, ngàn ngàn vạn vạn hàng đầu sư không có người nào có thể luyện thành, thậm chí ngay cả nếm thử đều không ai làm được. Bây giờ hắn ma cưu rốt cục ánh dạng đông đang nhìn, trở thành cái kéo quấn lại bên trong về sau, trăm ngàn năm qua chân chính thứ nhất hàng đầu sư, sao không khiến người dương dương đắc ý, nhịn không được muốn khoe khoang một phen. Tô Nam, thực tế là cái rất tốt khoe khoang đối tượng thật giống như chân chính cao phú soái tuyệt sẽ không đối tia khoe khoang. Hắn khoe khoang đối tượng, chỉ có thể là một cái khác cao phú soái Ma cư một mực không giết cơ khinh xa, mà là để nàng đứng ngoài quan sát, chính là loại này khoe khoang tâm lý đang tác quái. Tô Nam lập tức chấn định lại, cười lạnh nói, Ma cư, lúc này mới qua một nửa, cách thiên quỷ hàng, đại thành, còn rất sớm đâu. Người bây giờ liền dương dương đắc ý, không chê quá sớm a à. Thật sao, Tô Nam, Ngươi biết không, lớn nhất mau bệnh liền là ưa thích mạnh miệng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta hiện tại còn có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi lập tức quay đầu, đi giết Tiêu Phàm, ta liền coi ngươi là người mình, không truy cứu nữa quá khứ hết thảy. Nếu không, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Ma Cưu trầm mặt xuống, nói từng chữ từng câu, Tô Nam cũng không nhịn được cười lên, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu, tựa hồ tại kỳ quái ma Cưu làm sao lại có ý nghĩ như vậy. "Giết Tiêu Phàm ma cưu người nói đùa sao người cho rằng ta hao hết thiên tân vạn khổ lại tới đây là tới nghe người nói đùa lời nói sao mà lại người đem tiêu tiên xin xem như người nào rồi coi là ai cũng có thể đối phó được hắn ma cưu méo mặt mấy lần trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ thống khổ cơ khinh xa bỗng nhiên nói tô nam giáo chủ không muốn bị hắn bên ngoài đồng hồ che đậy hắn thụ thương người vừa rồi thả ra tiểu côn trùng làm bị thương hắn im miệng Ma Cưu nổi giận hét lớn, dương một tay lên, một đoàn lục mang hóa vì một con bướm, hướng về cơ khinh xa kích bắn đi. Cơ khinh xa toàn thân chân khí pháp lực bị phong, không có chút nào kháng cự chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lục sắc hồ điệp dính trên người mình, khoảnh khắc xuyên thấu qua thật mỏng lụa mỏng, chui vào, ngực có chút mát lạnh, lập tức một cỗ ngứa lạ nháy mắt truyền khắp toàn thân. Dù là cơ tổng làm nói coi trọng nhất phong độ, cũng không nhịn được buồn bực hừ một tiếng, cắn chặt diễm lệ môi đỏ, mồ hôi mịn, dò gì từ cái chán tuôn ra. Tô Nam tay vừa nhấc, một cái bình bát trạng pháp khí nổi lên, thừa dịp ma cư hướng cơ khinh xa xuất thủ mà phân thần sát na, bình bát đón gió mà lên, hướng về thánh Tuyền trên không bay đi, bình bát pháp khí một khi tế lên, liền là phát ra một cỗ cường đại đến cực điểm hấp lực, xích viêm thảo khổng lồ vô song sinh mệnh tinh khí, nhao nhao hướng về bình bát bay đi. Dám, ma cư gầm thét, ống tay áo một dương, một đầu dài hai thước cử hình con rết bay dương mà ra, ngang qua thánh Tuyền hướng về bình bát đối diện đánh tới, mở ra miệng rộng, một ngụm nọc độc phun ra, hai viên bén nhọn răng nanh tại thanh lãnh dưới ánh trăng, lóng lánh chí mạng hàn mang. Cùng lúc đó, mà cưu dưới chân khẽ động, hai tay đại trương, phi thân lên, tựa như diều hâu chụp mồi, vào đầu đuổi giết tô nam, trên mặt cơ bắp run rẩy không thôi, tràn đầy vẻ dữ tợn. Tô nam không dám thất lễ, ống tay áo bên trong bay ra một cái màu đen kiếm luân, tại không trung bao quanh bay múa, tay trái bấm quyết đưa ngang ngực, tay phải ngay cả dương, đem từng đạo pháp lực đánh vào kiếm luân bên trong. Kiếm luân càng chuyển càng nhanh, huyễn hóa ra một cỗ hắc vụ, ở giữa không trung hình thành một cái không lớn không nhỏ vòng xoáy màu đen, vắt ngang tại ma cư trước người. Hồ ma cư một trưởng đánh ra, lập tức cuồng phong gào thét. Kiếm luân huyễn hóa ra hắc vụ vòng xoáy, không có chút nào kháng cự chi lực, lập tức tiêu tán. Tô Nam không chút nào ham chiến, kiếm luân một khi tế ra, dưới chân đã như là hành vân như nước chảy, hướng về mê cung phương hướng giống như bay thối lui đồng thời vẫy tay cái kia bay về phía xích viêm thảo bình bát dừng một chút cực tốc bắn trở về khoảnh khắc liền trở lại tô nam trong tay cử hình con rết cắn một cái tại không trung tô nam một khắc không ngừng rút lui thẳng đến đến mê cung lối đi ra mới dừng lại thân hình mắt nhìn ma cưu ma cưu ống tay áo mở ra rơi xuống từ trên không thân sắc âm trầm trên mặt cơ bắp lại là co quắp một trận nơi này đã là thạch trận bên ngoài vừa rời đi thạch trận ma cưu lập tức liền cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn nguyên vốn đã bị âm quỷ sinh hồn tựa hồ lại có chút ngo ngoe muốn động ma cưu trong lòng minh bạch ngắn như vậy ngắn một chút thời gian căn bản không đủ để chân chính dung hợp những cái kia âm quỷ sinh hồn dù coi như có xích viêm thảo cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh tinh khí cũng chỉ là để bản thể của hắn trở nên sinh cơ tràn đầy có đầy đủ năng lực cưỡng ép nguyên lành thôn phệ hết âm quỷ sinh hồn thật muốn hoàn toàn dung hợp còn phải tại thạch trong trận nghỉ ngơi không ngắn một đoạn thời gian, không nhận bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu, chậm rãi vận công cách làm, một chút xíu tiêu hóa rơi mới được. Bất quá Tô Nam rõ ràng không có ý định để hắn như thế nhàn nhã. Mắt thấy Ma Cưu vẫn chưa truy sát, Tô Nam cười cười, lạnh nhạt nói, Đại Quốc Sư, là không phải là không thể rời đi cái kia thạch trận quá xa. Ta liền biết, thiên quỷ hàng, không có dễ luyện như vậy. Hai ta coi như tiêu hao, xem ra Tô Nam đã hạ quyết tâm, tuyệt không cùng ma cưu chính diện giao thủ, chỉ cần ma cưu vừa về tới thạch trong trận, chuẩn bị tiếp tục thiên quỷ hàng, Tô Nam liền chạy tới quấy rối. Một khi ma cưu tức giận, muốn lấy hắn tính mệnh, Tô Nam lập tức xa xa né tránh, tránh đi sắc bén. Cái này kêu là, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy. Năm đó một vị nào đó vĩ nhân chiến thuật du kích, quả nhiên là đúng mọi nơi mọi lúc chân lý. Ma cưu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, âm thầm cắn răng một cái, đưa tay phải ra ngón trỏ, bàn tay trái tụ khí làm đau, nhẹ nhàng vạch một cái, ngón trỏ đầu ngón tay lập tức máu tươi tuôn ra. Ma Cư xoay người sang chỗ khác, liền tại sau lưng cự hình cột đá phía trên nhanh chóng vẽ ra một cái cổ quái đồ án, hồng quang lóe lên, đẫm máu cổ quái đồ hình trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ bị cột đá ngạnh sinh sinh cắn nuốt sạch sẽ. Ma Cư ống tay áo một dương, phi thân lên, vòng quanh thạch trận chuyển lên vòng tròn, ngón trò tay phải bên trong máu tươi liên tục không ngừng mà tuôn ra, từng cái phù chú cổ quái đồ án một một khắc sâu tại cột đá phía trên. Một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, dần dần tràn ngập ra. Khi cái cuối cùng phù chú đồ án bị cột đá hấp thu thôn vệ thời điểm, 12 cây cột đá bỗng nhiên phát ra ong ong tiếng oanh minh, 10 điểm trầm thấp, lại rõ ràng có thể nghe. Cột đá phía trên điêu khắc lõa nam, trên thân thể hiện ra một tia huyết sắc, dần dần bắn ra một đạo huyết hồng quang mang, lẫn nhau ở giữa, liên tiếp, nháy mắt toàn bộ thạch trận đều bị một tầng thật mỏng huyết vụ bao phủ, máu màn sáng màu đỏ, như ẩn như hiện. Ma cưu chậm rãi trở lại cơ khinh xa đối diện bạch ngọc điêu tố trước đó, khoanh chân ngồi xuống, vận khí điều tức, hai mắt khép hờ, cũng không tiếp tục hướng tô nam bên kia nhìn lên một chút, tựa hồ ép căn bản không hề một người như vậy tồn tại. Huyết ảnh hàng, tô nam gắt gao tiếp cận tầng kia như ẩn như hiện huyết sắc quang mạc, thì thào nói, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi huyết ảnh hàng theo một ý nghĩa nào đó đến nói, kỳ thật cùng tự bạo đồng dạng là một loại lưỡng bại câu thương hàng đầu thuật. Không phải vạn bất đắc dĩ, hàng đầu sư sẽ không thi triển. Bây giờ ma cưu thi triển huyết ảnh hàng đem thạch trận hoàn toàn bao phủ, Tô Nam muốn đi vào thạch trận công kích ma cưu, liền nhất định phải xuyên qua huyết ảnh hàng hình thành bình chướng. Nói cách khác, tại công kích ma cưu trước đó, Tô Nam sẽ trước bên trong hàng đầu. Đương nhiên, cứ như vậy, ma cưu bản thân cũng muốn nguyên khí tổn hao nhiều. Chỉ bất quá, phía sau hắn liền có một gốc xích viêm thảo, tổn thất một chút tinh nguyên, có thể kịp thời được bổ sung. Coi như một thời ba khắc không thể hoàn toàn đền bù, tối thiểu cũng không phải hoàn toàn liều tiêu hao. chương 530, Bạo Liệt Trùng Vương trọn vẹn gần nửa canh giờ trôi qua, khoanh chân ngồi tính tọa ma cư mới lần nữa mở mắt ra, ngón tay búng một cái, một cái lục sắc tiểu quang đoàn lần nữa bắn về phía cơ khinh xa, cơ khinh xa thể nội ngứa lạ, rốt cục có chỗ làm dịu mồ hôi đã ướt đẫm thật mỏng sa y cùng áo lót càng thêm làm nổi bật lên cơ khinh sa xinh đẹp yêu kiều cơ khinh sa nhẹ nhàng thở dốc một hơi nhìn qua ma cưu không nói một lời ma cưu lạnh lùng nói cơ tiểu thư người bây giờ là tù binh của ta nên tuân thủ nghiêm ngặt tù binh bổn phận đừng nói lung tung nếu không sẽ ăn nhiều không ít đau khổ cơ khinh sa cười nhạt một tiếng nói đại quốc sư ta nghĩ thế cục bây giờ người so ta rõ ràng hơn Ngươi đã chúng tôi nam giáo chủ hàng đầu, mặc dù ngươi tu vi cao thâm, cưỡng ép ngăn chặn những này hàng đầu không đến mức lập tức phát tác, nhưng mà một khi ngươi tiếp tục thiên quỷ hàng pháp lực tiêu hao quá lớn, khẳng định liền áp chế không nổi. Cho đến lúc đó, loạn trong giặc ngoài, dù coi như đại quốc sư lại cao minh, chỉ sợ cũng không tốt ứng đối a. À. Mà cưu sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cười lạnh một tiếng, nói cơ tiểu thư, người đối hàng đầu thuật hiểu được không ít a. À. Thế nhưng là có một chút người khả năng không biết a à. Ta là bên trong tô nam hàng đầu, nhưng chỉ cần ta bắt hắn lại, dung hợp hồn phách của hắn, nuốt vào máu tươi của hắn, liền có thể giải trừ hàng đầu. Đã giải dược đang ở trước mắt, ta có cái gì tốt lo lắng. Cơ khinh xa không khỏi thoảng qua sững sờ, nàng xác thực không từng nghe nói qua, hàng đầu thuật có dạng này giải hàng kỹ xảo. Đương nhiên, người bình thường thậm chí hàng đầu sư, coi như biết cái kỹ xảo này, cũng vô pháp sử dụng vẹn vẹn dung hợp hồn phách điểm này cũng rất ít có hàng đầu sư có thể làm được chớ đừng nói chi là nuốt sống tô nam hồn phách cùng tinh huyết ma cưu không còn để ý không hỏi cơ khinh xa lập tức bắt đầu bấm quyết tác pháp khu động ẩn nấp tại bạch ngọc điêu tố bên trong cái thứ bảy âm quỷ thôn vệ một tên nam tử trẻ tuổi sinh hồn đem người tí hon màu đỏ ngòm từ nam tử trẻ tuổi ở giữa chán bắt ra một ngụm nuốt xuống sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cường lực dung hợp cái thứ bảy sinh hồn lần này tình hình càng thêm gian nan, mà cưu trên mặt cơ bắp liên tục run rẩy, lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc. Một mực tại thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy tô nam không do dự nữa, dưới chân khẽ động, thân thể tựa như mũi tên, hướng về bị huyết sắc xương mù bao phủ thạch trận kích xạ mà đến, ngón tay búng một cái, một con tròn vo, kim quang lóng lánh giáp trùng bắn ra. Trong nháy mắt, giáp trùng liền bổ nhào vào huyết sắc màng mỏng phía trên, lập tức giấy ruộng bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ này huyết sắc màng mỏng đối với nó tạo thành tổn thương cực lớn phanh một tiếng bạo liệt trùng bỗng nhiên nổ bể ra đến kim sắc gió lốc tứ tán bay dương huyết sắc màng mỏng cứ việc huyền diệu vạn phân nhưng cũng ngăn cản không nổi bạo liệt trùng bạo thể lập tức bị nổ tung một cái động lớn cái hang lớn này vừa vừa nổ tung liền lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng co lại nhỏ chỉ cần trong khoảnh khắc liền có thể phục hồi như cũng như lúc ban đầu Tô Nam tranh chính là cái này sát vậy thời gian, thân thể như quỷ mị nhoáng một cái, tại lỗ lớn sắp phục hồi như cũ nháy mắt, từ đó xuyên qua. Lấy một con đắt đỏ vô so bạo liệt trùng làm đại giới, mới lấy tranh thủ đến này nháy mắt quang cảnh, huyết ảnh hàng danh bất hư truyền. Chỉ bất quá, ngay sau đó sự thật chứng minh, Tô Nam hay là đánh giá quá thấp huyết ảnh hàng uy năng. Tô Nam vừa vừa mới đi vào thạch trận, một cỗ thấu xương kỳ hàn mãnh liệt mà tới, lấy Tô Nam chi năng, nháy mắt cũng có muốn bị đông cứng cảm giác, động tác lập tức chậm lại. Liền tại lúc này, một tầng huyết sắc màng mỏng không có dấu hiệu nào nổi lên, hướng về tô nam bao phủ xuống. Huyết tinh sông vào mũi, cái này huyết ảnh hàng thế mà còn có hậu thủ. Ngay tại ngồi xếp bằng ma cư mở hai mắt ra, lạnh lùng quét tới, khóe miệng hiện lên một vòng mỉm mai mỉm cười. Coi là ma cư tự tổn tinh huyết, tự mình bày ra huyết ảnh hàng cứ như vậy một điểm uy năng, tô nam đem đại quốc sư xem như người nào rồi. Tô Nam hơi kinh hãi, nhưng cũng gặp nguy không loạn, quát khẽ một tiếng, thủ đoạn một dương, đồng dạng huyết hồng sắc bình bát trạng pháp khí bỗng nhiên bay lên, một cỗ tinh thuần đến cực điểm sinh mệnh tinh khí phun ra ngoài. Chính là Tô Nam trước đó không lâu vụng trộm từ xích viêm thảo nơi đó trộm lấy ra thiên địa tinh hoa. Cái này tinh thuần sinh mệnh tinh khí, chính là huyết ảnh hàng khắc tinh, vào đầu chụp xuống huyết sắc màng mỏng, lập tức giống rắn giết gặp được liệt diễm, lập tức đảo ngược mà đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghĩa mai thần sắc lập tức sơ cứng tại ma cưu trên mặt, như là một cái phim hoạt hình mặt nạ, vụng về không chịu nổi. Bất quá ma cưu cũng không có bao nhiêu thời gian để diễn tả ngạc nhiên chi ý, sau một khắc, khuôn mặt của hắn liền kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, màu da trở nên như máu tươi đỏ bừng, một cái tiểu nhân khuôn mặt, ngay tại khuôn mặt của hắn dưới nổi lên, không ngừng giấy rụa vặn vẹo, tựa hồ cực lực muốn đột phá giảm buộc, thoát ly khốn cảnh. Như thác nước mồ hôi lạnh từ ma cưu cái chán giỏ dỉ chảy xuôi mà hạ, vừa định đứng lên, lại bỗng nhiên một ngồi xuống, chật vật không chịu nổi, đại quốc sư chấn định ung dung phong độ, kia là nửa phân cũng không còn sót lại. Tô Nam giữ tợn cười một tiếng, bỗng nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi hướng về không trung màu đỏ bình bát phun ra, chỉ thấy quay tròn chuyển động màu đỏ bình bát nháy mắt quang hoa đại phóng, máu chói, xoay tròn lấy, đánh bay hướng ngã ngồi trên mặt đất, chính đang cật lực vận công sinh hồn cùng hàng đầu ma cưu. Trong nháy mắt, bình bát liền bay đến ma cưu đỉnh đầu, huyết sắc quang mang đem ma cưu bao phủ nó hạ, ma cưu lập tức cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, trong lúc gấp bách ngẩng đầu nhìn lên, nguyên bản huyết hồng sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, chỉ thấy bình bát chính giữa một con to lớn kim sắc giáp trùng chính gục ở chỗ này, dương nanh múa vuốt, cái này kim sắc giáp trùng cùng ma cưu tô nam bồi dưỡng bạo liệt trùng giống nhau như đúc, kim sắc giáp sắc quang hoa lấp lóe, lộng lẫy dị thường, khác biệt duy nhất ở chỗ cái này giáp trùng so phổ thông bạo liệt trùng lớn, đủ lớn bằng nửa nắm tay nhỏ, một đôi răng nanh lộ tại miệng bên ngoài, dài ước chừng nửa tấc, tướng mạo dữ tợn vô so. Bạo liệt trùng vương, ma cưu không chịu được la thất thanh, nghe đồn rằng, rất nhiều năm trước, từng có hàng đầu sư bồi dưỡng được bạo liệt trùng vương, uy lực so với bình thường bạo liệt trùng lớn, bạo tạc về sau, vô luận là ai, chỉ cần dính vào một điểm, lập tức mất mạng. Chỉ bất quá bồi dưỡng bạo liệt trùng vương chi phí lớn đến kinh người, cần rất nhiều chỉ thành thục bạo liệt trùng tương hỗ thôn phệ, cuối cùng thắng được một con kia, chính là trùng vương. Bạo liệt trùng vốn là rất khó bồi dưỡng, mỗi một cái bạo liệt trùng đều muốn lấy người sống làm ký chủ, một con bạo liệt trùng liền đại biểu cho một cái mạng. Bình thường hàng đầu sư, căn bản là không có năng lực như vậy bồi dưỡng bạo liệt trùng. Lại càng không cần phải nói bồi dưỡng bạo liệt trùng vương. Mà cư cư đại quốc sư chi vị rủ xuống 30 năm, quyền thế ngút trời, cũng không có nếm thử bồi dưỡng bạo liệt trùng vương. Kia là chuyện không có nắm chắc, người xưa kể lại, bồi dưỡng bạo liệt trùng vương cần cực lớn vận khí, coi như lấy rất nhiều thành thục bạo liệt trùng tương hỗ thôn phệ, cuối cùng cũng chưa chắc nhất định có thể bồi dưỡng ra trùng vương tới. Đồng quy vô tận khả năng họ lớn hơn một chút, kia thật đúng là mất cả trì lẫn chài Lại nói, đối ma cư mà nói, phổ thông bạo liệt trùng cũng đã đầy đủ, bình thường đối thủ, nơi nào đến phiên đại quốc sư lấy bạo liệt trùng đi đối phó ma cưu giơ tay ở giữa liền làm hắn hôi phi yên diệt bạo liệt trùng vương uy lực lại lớn đối ma cưu mà nói cũng là không dùng được đồ vật trọng yếu nhất chính là bạo liệt trùng vương bồi dưỡng chi pháp sớm đã thất truyền không chỉ có riêng chỉ là để côn trùng tương hỗ thôn vệ tự giết lẫn nhau đơn giản như vậy còn có thật nhiều cần thiết phụ trợ khiếu môn một nước vô ý liền phí công nhọc sức ma cưu trăm ngàn không nghĩ đến Tô Nam lại nhưng đã len lén bồi dưỡng ra bạo liệt trùng vương dạng này siêu cấp đại sát khí. Ngay tại nửa tháng trước, Hoàng Phủ bên trong, Ma cưu lấy bạo liệt trùng đối phó Tô Nam, Tô Nam còn giật nảy cả mình, nghĩa chính từ nghiêm trách cứ ma cưu sát hại nhân mạng, luyện chế tà trùng. Ai ngờ vị này lấy nho nhã chứ danh Tô Nam giáo chủ, vụng trộm chẳng những bồi dưỡng bạo liệt trùng, thậm chí ngay cả trùng vương đều làm ra đến. Nhưng lại không biết sát hại bao nhiêu nhân mạng, ra vẻ đạo mạo, Ma Cưu trong đầu cực nhanh hiện lên cái từ ngữ này. Hoảng hốt ở giữa, Ma Cưu bỗng nhiên nghĩ tới, tựa hồ nghe đồn rằng, cái kia đã từng bồi dưỡng ra bạo liệt trùng vương giảm nhiều đầu sư, chính là nạp cát phái tổ sư, nhiều năm trước kia, đan mạn quốc thứ nhất hàng đầu sư, hoàng thất khâm phong đại quốc sư vinh ngậm. Khó trách Tô Nam có thể bồi dưỡng ra trùng vương, Tô Nam, người cái này ngụy quân tử, Ma Cưu vừa vội vừa giận, lớn uống, món kia huyết sắc bình bát, cũng không biết ra sao các loại bảo vật, chẳng những có thể hấp thu xích viêm thảo sinh mệnh tinh khí phát ra tới quang mang thậm chí khiến ma cưu đều cảm thấy gân xốp giòn xương mềm tựa hồ toàn thân kinh lực ngay tại liên tục không ngừng bị vật này hấp thu quá khứ tăng thêm thể nội liều mạng dãy ruộng không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ người tí hon màu đỏ ngòm cùng tô nam sở hạ hàng đầu ma cưu dù có thông thiên triệt địa chi năng lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khó mà chống cự tô nam trên mặt nho nhã hiện ra một trận nụ cười dữ tợn ma cưu đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, mặc dù còn không phải chân chính trùng vương, nhưng cũng là siêu cấp bạo liệt trùng. Ta dùng 12 con bạo liệt trùng mới bồi dưỡng được đến, đối phó ngươi đầy đủ. Tô Nam, nguyên lai ngươi vẫn luôn đang tính kế ta. Đó là đương nhiên, Ma Cưu, ngươi đừng quên, nhị tử ta duy nhiều, chính là chết tại các ngươi, không cổ phái, trong tay, ta cùng các ngươi, không cổ phái, không đội trời chung. Tô Nam hung tợn nói, trong đôi mắt, huyết quang bắn ra, hận ý ngập trời. Giết con của người chính là Isun, Ma Cưu kêu lên, nghe được, Ma Cưu đại quốc sư là thật sợ hãi, thậm chí đem chịu tội hướng Isun trên thân đẩy. Nếu như không phải đến 10 điểm quấn bách ruộng đồng, lấy Ma Cưu đại quốc sư ngạo khí, làm sao có thể nói lời như vậy? Ta biết, Isun đã bị ta giết, hắn dùng huyết phú hàng, giết nhi tử ta, ta cũng làm cho hắn nếm thử, huyết phú hàng, hương vị. Hắn hiện tại đã phấn thân toái cốt, nhưng là, vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ ta muốn tiêu diệt các ngươi không cổ phái để các ngươi vĩnh thế thoát thân không được để toàn đan mạng quốc người tất cả xem một chút ai mới thật sự là thứ nhất hàng đầu sư ma cưu chịu chết đi tô nam giống to hai tay bấm quyết đồng thời chỉ về phía trước hai đạo hùng hồn vô so pháp lực bắn ra đánh vào huyết sắc bình bát phía trên bình bát quang hoa càng thêm lóa mắt nguyên bản vững vàng dính tại bình bát chính giữa bạo liệt trùng vương thân thể nháy mắt nở lớn, toàn thân biến thành hơi mở dáng vẻ. Sau một khắc, cái này trùng vương liền muốn vỡ ra. Đúng vào lúc này, tô nam miệng bên trong niệm chú thanh âm, im bặt mà dừng, hai mắt bỗng dưng trợn thật lớn, toát ra hoàn toàn không dám tin thần sắc. Tựa hồ có cái gì ý chuyện không nghĩ tới bỗng nhiên phát sinh. chương 531, tô nam chuẩn bị ở sau. Cơ khinh xa kinh ngạc nhìn thấy, một con cự hình con rết, cắn tô nam chân. Cái này con ngô công, không hề nghi ngờ là ma cư bản mệnh linh sủng, ngay từ đầu tại thánh tuyển trên không khu trục huyết sắc bình bát, tô nam phi thân thối lui về phía xa về sau, liền không người đi để ý hành tung của nó. Nhưng mà, làm thứ nhất hàng đầu sư bản mệnh linh sủng, thực tế là không nên dạng này bị xem nhẹ. Tại thời khắc quan trọng nhất, cái này con ngô công quả nhiên chui ra, một kích kiến công. Trong nháy mắt, tô nam mặt liền biến thành màu cho tàn, một cỗ khí tức tử vong, Sát Na liền đem hắn toàn bộ bao phủ nó hạ. Chỉ bất quá lúc này bình bát bên trong bạo liệt trùng vương cũng rốt cuộc nổ tung lên, một đoàn lộng lẫy vô so kim sắc quang hoa đột nhiên giữa không trung nở rộ, lập tức đem huyết sắc bình bát nổ chia năm sẻ bảy, hình thành một cái cự đại kim sắc tuyển qua hướng về ma cưu vào đầu chụp xuống. Liên tại thời khắc này, nguyên bản nương tay chân nhũn ra, thân thể chuyển động mất linh ma cưu, chợt bộc phát ra vô tận lực lượng, hai tay trên mặt đất khẽ chống, cả người như là mũi tên trực tiếp hướng về tô nam phóng đi tất cả mọi chuyện cơ hồ đều phát sinh ở cùng một cái thời gian bản mệnh con rết cắn tô nam trùng vương bạo tạc mà cưu chạy trốn đồng thời phát sinh không có bất kỳ cái gì thứ tự trước sau mà theo dù là ma cưu động tác nhanh như thiểm điện trùng vương bạo tạc về sau hình thành kim sắc tuyển qua tốc độ thực tế quá nhanh mà cưu thân thể là rời đi kim sắc tuyển qua phạm vi bao phủ nhưng chân phải của hắn cuối cùng không có tránh thoát đi một tiếng hét thảm từ ma cưu miệng bên trong phát ra, chỉ thấy kim sắc tuyền qua vừa dính vào đến ma cư chân phải, liền như là nhiệt độ cực cao rong nham lăn qua, những nơi đi qua, da chóc thịt nát, chỉ bất quá trong khoảnh khắc, ma cưu toàn bộ chân phải, liền biến thành nùng huyết, bị kim sắc tuyền qua cắn nuốt sạch sẽ. Mà loại này kinh người ăn mòn, vẫn chưa đình chỉ, ngược lại lấy tốc độ cực nhanh lan tràn lên phía trên, trong nháy mắt, ma cưu bắp chân lại biến thành nùng huyết. Ma cưu không nói hai lời, xoay tay phải lại, trong tay nhiều hơn một cái đen nhánh pháp khí, vung ngược tay lên, toàn bộ đùi phải ngang gối mà đứt, máu tươi lập tức như là như nước suối phun ra ngoài. Nhưng mà, Ma cừu thụ thương lại cùng người bình thường thụ thương tình hình có chỗ khác biệt, theo máu tươi dâng trào, cơ khinh xa lờ mở nhìn thấy mấy trương huyết hồng gương mặt, tại không trung lóe lên mà diệt. Phảng phất chính là ma cừu vừa rồi cưỡng ép thôn về kia bảy cái sinh hồn, còn chưa hoàn toàn bị dung hợp, ma cừu bỗng nhiên bị thương, những này sinh hồn tinh khí, lập tức liền theo huyết dịch hướng bên ngoài cơ thể trôi qua mà đi. Đương nhiên, mà cừu tuyệt sẽ không cho phép loại tình hình này không trở ngại chút nào tiếp tục, ống tay áo một dương, một đầu đen nhánh dài nhỏ tiểu xà bắn ra. Đầu kia tiểu xà nhìn qua cực kỳ tinh tế, thân thể lại dài đến 5-6 thước, dù coi như rắn giết loại phần lớn thân thể dài nhỏ, đầu này tiểu xà dáng người cũng không tránh khỏi quá thon thả chút, tại rắn giết bên trong, đều có thể xương dị loại. Đầu này đen nhánh dài nhỏ tiểu xà tựa hồ rất có linh tính, vừa một bắn ra, nhìn thấy ma cưu chân vẩy ra máu tươi, lập tức ngẩng đầu lên, tê tê phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, tựa hồ đặc biệt hưng phấn. Không đợi ma cưu có tiến một bước phân phó, thân thể uốn éo, bay vụt mà trước, liền quấn ở ma cưu phải phía trên, dùng sức nắm chặt, nhọn cái đầu nhỏ thì một đầu đâm tiến vào vũng máu bên trong, miệng lớn lấy máu tươi, chật chật có âm thanh, nghe vào cơ khinh xa trong lỗ tai, biết bao khiếp người nhưng mà loại này khác loại cầm máu phương pháp còn rất có tác dụng, cơ hồ là lập tức, mà cư phần gối vẩy ra máu tươi liền ngừng lại. Uống qua máu tươi dài nhỏ tiểu xa, nhan sắc cũng từ màu đen biến thành màu đỏ sập, dài nhỏ thân thể, tựa hồ thoảng qua thô to một phân. ma cư sắc mặt lại trở nên tái nhợt, hai tay lại hướng trên mặt đất khẽ trống, mãnh đứng lên, thân thể lay động mấy lần, rốt cục đứng vững, gắt gao tiếp cận cách đó không xa tô nam, trong mắt phun ra vô cùng phẫn nộ ngọn lửa. Tô Nam liền cười, một loại nụ cười chế nhạo tại hắn màu cho tàn trên mặt dần dần giãn ra, hai mắt vô thần nghinh đón tiếp lấy, cùng Ma Cưu đối mặt, không có chút nào khiếp đảm chi ý. Ma Cưu, ngươi cho rằng bộ dạng này liền có thể sao? Ngươi cũng quá coi thường ta trùng vương đi, Ma Cưu vùng đao chân gãy, xác thực đầy đủ quả quyết. Nhưng là hắn chỗ chọn lựa, nói cho cùng cũng vẻn vẹn chỉ là cầm máu biện pháp, phổ thông cầm máu biện pháp, lại chỗ nào có thể ngăn cản được bạo liệt trùng vương hàng đầu thuật ăn mòn cứ việc tô nam cũng thừa nhận cái này còn không phải chân chính trùng vương uy lực lại cũng đã đầy đủ mạnh lớn ma cư cười lạnh một tiếng lạnh như băng nói cái này có quan hệ gì bắt lại ngươi nuốt mất hồn phách của ngươi lại hút khô máu tươi của ngươi ngươi bỏ xuống hàng đầu tự nhiên giải trừ ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy a à? tô nam cười lên ha hả bỗng nhiên há miệng ra cơ khinh xa kém chút lên tiếng kinh hô ma cư sắc mặt cũng lập tức trở nên cực kỳ khó coi chỉ thấy tô nam mở ra miệng bên trong xuất hiện một con vàng óng ánh tiểu giáp trùng một mực đính tại tô nam lưỡi trên đầu tựa hồ chính tại hấp thụ tô nam tinh huyết cái này tiểu giáp trùng mà cưu đương nhiên nhận biết lại là một con bạo liệt trùng cùng cái khác bạo liệt trùng khác biệt chính là tô nam vậy mà đem cái này bạo liệt trùng nuôi dưỡng ở trong cơ thể của mình lấy tinh huyết của mình chăn nuôi nó chẳng lẽ cái này bạo liệt trùng là lấy tô nam bản nhân vì ký chủ không đến mức điên cuồng như vậy đi nhưng sự tình rõ ràng mặc kệ cái này bạo liệt trùng có phải là lấy tô nam bản nhân vì ký chủ mà cư muốn thôn vệ tô nam linh hồn hút khô máu tươi của hắn lại là muôn vàn khó khăn làm được chỉ cần ma cư vừa có động tác như vậy tô nam liền sẽ lập tức dẫn bạo miệng bên trong bạo liệt trùng đem mình nổ chia năm xẻ bảy đồng thời ma cư tin tưởng tô nam khẳng định sẽ còn đem thân thể của mình xem như sau cùng thủ đoạn công kích lấy tự bạo phương thức đến đối với địch nhân tiến hành cuối cùng cũng là thảm thiết nhất sát thương. Đây là bất kỳ một cái nào hàng đầu sư tự bạo thời điểm đều sẽ áp dụng phương thức. Tô Nam chỉ cười hai tiếng, thanh âm liền lập tức trở nên khàn giọng thấp chìm xuống, một cỗ khí tức tử vong trên mặt của hắn hiện lên. Cắn chân hắn mắt cá chân cự hình con rết đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng hàng đầu sớm đã thâm nhập trong cơ thể của hắn. Bị đại quốc sư bản mệnh linh sủng cắn qua về sau, còn có thể kiên trì không ngã người, trên thế giới này, trên cơ bản là không tồn tại. Tô Nam cũng quyết không thể ngoại lệ. Khác nhau ngay tại ở, Tô Nam so những người khác kiên trì thời gian càng lâu một chút. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Tô Nam đưa lưng về phía cột đá, chậm rãi ngã ngồi. Ở phía sau hắn, thì là thứ nhất bị ma cư hấp thụ tinh hồn thuần dương tướng mệnh nam tử trẻ tuổi, sớm đã trở thành một cỗ thi thể, đầu nghiêng về một bên, sắc mặt trắng bệch, âm thê thê. Tô Nam liền dựa vào tại cỗ thi thể này trên đùi nhìn ra được, không bao lâu, đường đường nạp cát phái giáo chủ, đan mạn quốc một cùng một giảm nhiều đầu sư tô nam, cũng sẽ cùng cái này cái trẻ tuổi nam hài đồng dạng, biến thành một bộ lạnh như băng thi thể. Bất quá tô nam trên mặt, từ đầu đến cuối treo nhàn nhạt, nhạt, mỉa mai ý cười. Có thể tại ma cưu trang viên hạch tâm địa vực cùng ma cưu đại quốc sư liều cái đồng quy vô tận, tô nam tựa hồ cũng đã không tiếc. Nhưng ma cưu hiển nhiên cũng không cho là như vậy. Đại quốc sư cực kỳ chán ghét nhìn chằm chằm tô nam một chút, cười lạnh nói, Tô Nam, người quả nhiên là mưu lược sâu xa, vì đối phó ta, quả thực là không từ thủ đoạn. Nhưng là ở đây, người hết thảy mưu đồ, đều chú định sẽ không hiểu. Trừng lớn con mắt của người thấy rõ ràng, đó là cái gì đại quốc sư bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, đưa tay chỉ hướng thánh tuyển trung ương hoa hồng lớn xích viêm thảo. Xích viêm thảo vẫn như cũ nở rộ, theo gió chập trờn, sinh cơ tràn đầy như biển. Chỉ cần có, xích viêm thảo, vô luận ta bị thương nặng bao nhiêu, Hồ luận ngươi cho ta dưới nhiều ác độc hàng đầu, đều chẳng qua là việc rất nhỏ. Không có gì có thể ngăn cản ta, thiên quỷ hàng. Tô Nam ta cho ngươi biết, chờ ta thần công đại thành về sau, cái thứ nhất liền phải đem ngươi, nạp cát phái, tiêu diệt sạch sẽ, chó gà không tha. Để, nạp cát phái, từ đây tại đan mạn quốc biến mất. Ma cưu giống giận, nghiến răng nghiến lợi, mặc dù hắn miệng bên trong nói thật giống như không có sợ hãi, kỳ thật Tô Nam xuất hiện, đã cho hắn tạo thành cũng đủ lớn phiền phức thiên quỷ hàng là loại nào thần kỳ vô thượng thần thuật. Trăm ngàn năm qua, trừ lớn thiên vương kéo quấn lại bên trong, lại không có người thứ hai luyện thành qua. Ma cưu vì môn này thần thuật, không sai biệt lắm dòng dã chuẩn bị 30 năm. Tại tinh khí thần đều ở vào đỉnh phong thời kỳ đến, đều chưa chắc nhất định có thể thành công, không nói đến hắn hiện tại liên tiếp thụ thương, thân chúng hai lần hàng đầu. Dù coi như có xích viêm thảo, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, nhưng tự thân tinh khí tổn thất quá nhiều, thiên quỷ hàng tỷ lệ thành công lại muốn hạ thấp rất nhiều. Thiên quỷ hàng là một con đường không có lối về, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Mà thất bại hậu quả, chính là từ khống chế không nổi 12 âm quỷ phản phệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không có con đường thứ ba có thể đi, bởi vậy có thể thấy được, mà cừu đối tô nam ra sao chờ thống hận. Bất quá lúc này, mà cừu cũng không dám tới gần tô nam. Tô nam nhìn qua đã thoi thóp, thậm chí đối ma cư gào thét đều không có bất kỳ phản ứng nào, tử thần bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Nhưng chỉ cần Tô Nam còn có cuối cùng một hơi tại, ma cư liền không nguyện ý mạo hiểm. Ngược lại hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm vội vã cách làm, tại Tô Nam trước người liên hạ hai cấm chế. Cái này là vì đề phòng Tô Nam tối hậu quan đầu tự bạo mà làm chuẩn bị. Hàng đầu sư chết đi, không thể lấy thường nhân tiêu chuẩn đi đối đái, dù coi như Tô Nam đã khí thức hoàn toàn không có, chỉ cần còn có một tia thần niệm chi lực tồn tại, liền có thể chỉ dẫn bạo liệt trùng tự bảo. Nếu ma cưu không cẩn thận tiếp cận tô nam, vẫn như cũng có khả năng bị mưu hại được. Dạng này khi, ma cưu tuyệt sẽ không bên trên, thật vất vả, ma cưu cách làm hoàn tất, cái này mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Có hai cái này cấm chế tại, coi như tô nam tự bảo, cũng rất khó tổn thương được mình. Chỉ bất quá phen này xuống tới, ma cưu pháp lực tiêu hao càng nhiều, sắc mặt trở nên càng thêm sám trắng, trên mặt lộ ra thần thái mệt mỏi. Cũng cho đến lúc này, Ma cư mới có thể đưa ra thời gian đến, cẩn thận điều tra một chút đùi phải thương thế, lại lâm thời làm một chút xử trí. Nhưng mà mặc kệ hắn làm thế nào, dưới mắt hắn trung quy là mất một cái chân, hành động kém xa vừa rồi thuận tiện. Cùng ma cư rốt cục đem tổn thương chân xử lý hoàn tất, lần nữa nhẹ khẽ thở phào, ngẩng đầu hướng thánh tuyển trung tâm nhìn lại, chuẩn bị hấp thu xích viêm thảo tinh hoa, khôi phục một chút thương thế, song nghi lại bỗng nhiên dương lên chỉ thấy một tên dáng người cao thần thái nhã nhận nam tử trẻ tuổi, chính chậm rãi từ trong mê cung đi ra, hướng về thạch trận đi tới. Ma cư con ngươi, bỗng nhiên co vào. chương 532, uy hiếp. Không thể nghi ngờ, tên này không chậm không nhanh, ung dung nho nhã nam tử trẻ tuổi, chính là tiêu phàm. Ma cư thi triển huyết ảnh hàng đem toàn bộ thạch trận bao phủ lại về sau, liền triệt để ngăn cách cùng mê cung ở giữa liên hệ. Bất quá ngay tại huyết ảnh hàng có hiệu lực trước đó, hắn còn có thể cảm ứng được mê cung đại trận chỉ bị công phá một cái trận nhãn còn có hai cái trận nhãn là có hiệu lực làm sao trong thời gian ngắn như vậy tiêu phàm liền đã thoát khốn mà ra trấn thủ mê cung đại trận thêm văn cùng cái khác mấy tên giảm nhiều đầu sư chẳng lẽ đều cho tiêu phàm giết rồi ma cư có chút khó có thể tin phóng nhãn toàn bộ đan mạng quốc thêm văn có lẽ còn tính không được giảm nhiều đầu sư bên trong trí cường giả so sánh với tô nam cao trừng nạp trái cùng một cùng giảm nhiều đầu sư, có tranh lệch rõ ràng. Nhưng mà có mê cung đại trận cùng mấy vị khác giảm nhiều đầu sư tương trợ, coi như không thể đem tiêu phàm diệt sát, chỉ ít cũng có thể ngăn cản hắn một quãng thời gian không ngắn a. À. Thế nhưng là, trước mắt tiêu phàm, rõ ràng không phải hắn thị giác xuất hiện sai lầm. Thậm chí, tiêu phàm trong tay cầm chuôi kiếm này, mà cưu đều có thể nhận ra được, chính là y lúc trước mang về ngọc dương quan bảo vật chấn giáo trảm ma kiếm, bị tiêu phàm tiện tay mượn đến sử dụng tiêu phàm chậm rãi đi tới thạch trận trước đó dừng bước mắt nhìn tầng kia tản ra gay mũi mùi máu tanh huyết sắc màng mỏng song nghi có chút nhau ánh mắt lập tức rơi vào thạch trận bên trong cơ khinh xa trên thân lập tức lộ xuất quan chú thần sắc tiêu phàm coi chừng đây là hàng đầu cơ khinh xa kìm lòng không đặng kêu lên trước đó cơ khinh xa một mực chấn định tự nhiên dù coi như bên trong ma cưu dưới hàng đầu cũng là cắn răng chịu khổ tuyệt không ra miệng cầu xin tha thứ tiêu phàm vừa xuất hiện Cơ khinh xa liền không thể kìm được. Ma Cưu sắc bén ánh mắt bỗng nhiên quét tới, khinh thường cười một tiếng. Coi là huyết ảnh hàng là cái gì, tại hàng đầu bao phủ phía dưới, còn có thể tự nhiên trò chuyện. Đúng lúc này, tiêu phàm thanh âm rõ ràng truyền vào, công chính dịu, không mang mảy may ngang ngược chi khí, thật giống như tại cùng Ma Cưu Đại Quốc Sư Tâm Bình Khí Hòa Thương Lượng. Đại Quốc Sư, mời người thả lụa mỏng, cũng thả tôn nam giáo chủ. Ma Cưu đầu tiên là giật mình, lập tức liền chấn định lại cười lạnh một tiếng nói tiêu tiên sinh người cảm thấy có loại khả năng này a à? ta biết loại khả năng này họ rất nhỏ nhưng ta vẫn là muốn làm một chút cố gắng cuối cùng đại quốc sư là một phái tri tôn ta hy vọng vấn đề có thể tại chúng ta nam nhân ở giữa giải quyết tiêu phàm thanh âm vẫn như cũ bình thản cũng không vội nóng này tiêu tiên sinh người nói đùa sao là nữ nhân của người chạy trước đến ta trong trang viên đến nội ứng bị ta nhìn thấu hiện tại ngươi lại đến nói loại lời này. Coi ta là ngớ ngẩn a, à, hay là nói người hoa các ngươi, đều quen thuộc dạng này lật ngược phải trái. Tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu, ngậm miệng lại, sự tình đến một bước này, rất rõ ràng đã không có khả năng thông qua đàm phán đến giải quyết vấn đề, chỉ có thể bằng thực lực một quyết thắng thua. Tiêu phàm dơ lên trong tay chảm ma kiếm, đưa tay phải ra nắm chặt chuôi kiếm, phụt một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ ba tắc, hàn quang bắn ra bốn phía, một cỗ âm u tính mịch sát khí bốn phía mà ra. Dừng tay, không đợi trảm ma kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, mà cưu chính là một tiếng gào to, chân sau trên mặt đất khẽ trống, thân thể phiêu nhiên nhi khởi, đi tới cơ khinh xa trước mặt, tay phải vừa nhấc, bóp lấy cơ khinh xa trắng noãn tinh xảo cái cổ. Tiêu tiên sinh, muốn nữ nhân của người còn sống, liền ngoan ngoãn ngốc tại đó đừng nhúc nhích. Nếu không, ta giết nàng. Ma cưu không khách khí chút nào nói, ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Kỳ thật tại cơ khinh xa đã bị quản chế, không hề có lực hoàn thủ dưới tình hình, mà Cư muốn giết nàng, căn bản liền không cần như thế phiền phức, giơ tay ở giữa liền có thể đạt tới mục đích, nhưng mà dưới mắt động tác này, uy hiếp hiệu quả lại rõ ràng nhất. Cơ khinh xa trắng noãn tú mỹ cái cổ, cùng ma Cư làn da ngăm đen, gân xanh nổi lên cánh tay hình thành cực kỳ tươi sáng đối so, cho người ta 10 điểm mãnh liệt giác quan kích thích tiêu phàm lập tức đình chỉ động tác cơ khinh sa liền cười trên mặt mỉa mai cùng khinh thường chi ý vô luận như thế nào đều không che giấu được đại quốc sư thật mất mặt không nghĩ tới đường đường đan mạn quốc thứ nhất hàng đầu sư tự xưng phải thừa kế lớn thiên vương kéo quấn lại áo trong bát ma cư tiên sinh thế mà luôn lạc tới dạng này hoàn cảnh cần dựa vào uy hiếp nữ nhân tới bảo trụ cái mạng già của mình cơ khinh sa chậm rãi nói vừa nói vừa nhẹ nhàng lắc đầu Ma Cưu nửa phân đều không mắc mưu, cười lạnh nói, cơ tiểu thư, nam nhân của ngươi cũng không so ta mạnh đến mức nào. Còn không phải để nữ nhân của mình chạy đến ta nơi này làm nằm vùng. Dựa theo người hoa các ngươi lời nói đến nói, chính là hắn làm được sơ một, ta liền có thể làm mười lăm. Biết rõ là chuyện giữa nam nhân chúng ta, người khi đó liền không nên đặt chân tiến đến. Như là đã đặt chân tiến đến, còn nghĩ bình yên vô sự lui ra ngoài, nằm mơ đi. Đại quốc sư, nếu như ngươi không làm thương hại lụa mỏng, như vậy ta cam đoan, đây chính là chúng ta giữa hai người sự tình, mặc kệ thắng bại như thế nào, cũng sẽ không lại dính đến quý phái cai khác hàng đầu sư. Tiêu phàm yên lặng tiếp cận Ma Cưu, chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp. Người đang uy hiếp ta, Ma Cưu ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng. Tiêu phàm tỉnh táo nói, Đại Quốc Sư, đây không phải uy hiếp, đây là điều kiện trao đổi. Hừ, điều kiện trao đổi, nếu như ta chết rồi không cổ phái còn có cái gì tồn tại tất yếu dù là ngươi đem bọn hắn đều giết sạch lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta ngươi biết ta vì cái gì không cưới vợ không sinh con a à. bởi vì ta theo đuổi vốn là con đường trường sinh chỉ cần ta có thể trường sinh muốn thê tử hậu nhân làm gì dùng ta nếu là không có thể trường sinh trong thế tục hết thảy đối với ta còn có ý nghĩa gì ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp nhận điều kiện của ngươi trao đổi Ma Cưu rất khinh thường nói, đại quốc sư, lui ra phía sau, Ma Cưu lại là giống to một tiếng, nếu không, ta trước hết giết nữ nhân của ngươi, lại cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Ma Cưu thanh âm, đã mang theo rõ ràng nôn nóng, thậm chí ẩn ẩn sen lẫn điên cuồng chi ý. Từng tia từng sợi kim hoàng dị sắc, từ trên mặt hắn nổi lên, nhìn qua, cùng bạo liệt trùng vương giáp lưng nhan sắc, giống nhau như đúc, tại Ma Cưu dưới làn da không ngừng liên tiếp hai lần bên trong tô nam bạo liệt trùng chi hàng đầu, gánh đến bây giờ, đã rất khó lại áp chế xuống, nhất định phải lập tức khai thác biện pháp. Ma cưu trên tay, bỗng nhiên thêm một thanh kình, cơ khinh xa trên mặt hiện lên một vòng thần tình thống khổ. Tiêu phạm yên lặng lui về sau đi, thần sắc vẫn chấn định như cũ, bất quá cầm kiếm tay trái trên mu bàn tay, gân xanh từng cây bạo chán mà ra, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch, cho thấy tiêu phàm nội tâm, kém xa hắn bên ngoài đồng hồ như thế bình tĩnh. Tối nay một trận chiến này, quan hệ đến hắn sinh tử của mình tương lai, cũng quan hệ đến tân lâm cùng cơ khinh xa sinh tử tương lai. Cái này hai tên phong hoa tuyệt đại nữ tử, đều cho hắn lớn nhất, không giữ lại chút nào tiến nhiệm. Ma cưu cắn chặt răng, gắt gao tiếp cận tiêu phàm, bóp ở cơ khinh xa trên cổ tay phải, thậm chí bắt đầu cực kỳ nhỏ run rẩy. Lại không nghĩ biện pháp, trong cơ thể hắn hàng đầu thật muốn áp chế không nổi liền ở thời điểm này trong mê cung gầm lên giận dữ thêm văn mang theo mấy tên hàng đầu sư vọt ra nhìn qua vị này không cổ phái gần với ma cưu giảm nhiều đầu sư dưới mắt hơi có chút chật vật máu chảy đầy mặt con mắt thiếu một con mắt trái chỗ là một cái máu me nhầy nhụa trống rỗng ánh mắt đã không cánh mà bay theo sát thêm văn về sau còn có hai tên giảm nhiều đầu sư cùng bốn tên hàng đầu sư đều đều trên thân mang thương liền không có một cái là nguyên lành Thêm văn bọn người vừa nhìn thấy tiêu phàm, lập tức mắt phun lửa giận, hận không thể một ngụm đem trước mắt cái này cái trẻ tuổi hoa hạ nam tử nuốt vào, cắn phải mảnh vỡ. Mê cung đại trận, vốn là vì vây khốn tiêu phàm mà bố trí, ai ngờ hiện tại hết thảy đều điên đảo, tô nam cùng tiêu phàm trước sau sông ra mê cung, thêm văn bọn hắn ngược lại bị vây ở trong mê cung, hiện tại mới cướp đường lao ra. Cái này ảo thuật trở nên có chút cổ quái, chỉ bất quá dưới mắt mà cưu căn bản liền không có thời gian đi truy cứu việc này chân tướng, vừa thấy được thêm văn bọn người hiện thân, không khỏi vui mừng quá đỗi, cất cao giọng điều kêu lên, thêm văn, ngăn lại hắn. Chỉ cần ngươi cho ta tranh thủ đến một khắc đồng hồ thời gian, ta liền đem thứ hai linh sủng bồi dưỡng chi pháp truyền thụ cho ngươi. Thứ hai linh sủng bồi dưỡng phương pháp là ma cưu đại quốc sư một mình sáng tạo, trước đó không có bất kỳ cái gì hàng đầu sư bồi dưỡng thành công qua thứ hai linh sủng. Cái này bồi dưỡng phương pháp Ma Cưu chỉ dạy cho mình thân truyền, thêm văn bọn người luận độ thân mật, còn kém chút. Nhưng lúc này, Ma Cưu tự nhiên sẽ không lại của mình mình quý. Hướng về phía trước hắn đã hứa hẹn đem không cổ phái đại tư tế chi vị truyền cho thêm văn, hiện tại cũng chỉ có cái này thứ hai linh sủng bồi dưỡng chi pháp có thể đả động thêm văn, cùng tiêu phàm liều mạng. Sư thúc yên tâm, ta cùng người này không đội trời chung. Thêm văn nghe vậy, cắn răng nghiến lợi kêu lên, thêm văn cả đời này, chưa hề trải qua tối nay thảm liệt như vậy thất bại, chẳng những sư đệ cùng thân truyền nhóm cơ hồ chết được tinh quang, mình cũng hỏng một con mắt. Tất cả đây hết thảy, đều bái trước mắt người hoa này ban tặng. Dù coi như ma cưu đại quốc sư không cho hắn tăng giá cả, thêm văn cũng tuyệt không cùng tiêu phàm từ bỏ ý đồ. Giảm nhiều đầu sư kiêu ngạo, cũng không cho phép hắn tại loại thời khắc mấu chốt này làm rùa đen rút đầu. Tốt, rất tốt, ma cưu lập tức cảm thấy vui mừng, giết hắn. Thêm văn gầm lên giận dữ, quơ trong tay pháp khí, dẫn đầu hướng tiêu phàm vào tới. Tại trong mê cung, rõ ràng là mình sân nhà, lại bị người này đùa bỡn bao quanh loạn chuyển, chờ mắt nhìn xem sư đệ của mình cùng bị tiêu diệt từng bộ phận, trục vừa diệt giết, luôn luôn kém như vậy một chút điểm, không kịp cứu viện, thêm văn đã sớm bị kìm nén đến oán khí trùng thiên. Bây giờ tiêu phàm đang ở trước mắt, cuối cùng không có mê cung trở ngại, thêm văn làm sao có thể không liều chết tiến lên, cùng tiêu phàm quyết một trận thắng thua cái khác mấy tên hàng đầu sư, cũng cùng thêm văn là tâm tư giống nhau, mặc kệ 3721, theo sát thêm văn về sau, lớn tiếng hò hét, dơ cao pháp khí, ùa lên. Mà cưu không có thời gian đi chú ý một trận chiến này thắng bại, hắn nhất định phải nắm chặt hết thảy có thể nắm chặt thời gian, rốt cuộc lãng phí không dậy nổi. Lúc này buông ra cơ khinh xa, độc chân khẽ trống, thân thể hoảng du du hướng về thánh tuyển lướt tới, vẫy tay, xích viêm thảo lại một cánh hoa tung bay mà lên, ma cưu hé miệng, một ngụm đem cánh hoa nuốt xuống, lập tức ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu điều tức vận công, chữa trị thương thế. Thạch trận bên ngoài, sớm đã tiếng la trùng thiên, giết làm một đoàn. chương 533, bán linh thân thể. A à ma cư vận công điều tức vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, một tiếng thê lương kêu thảm vang lên, theo cái này âm thanh kêu thảm, một thân ảnh ở giữa không trung khoa tay múa chân, trực tiếp hướng về huyết ảnh hàng hình thành huyết sắc màng mỏng kích xạ mà tới vậy mà là thêm văn giảm nhiều đầu sư mà cái khác tham dự vây công tiêu phàm hàng đầu sư sớm đã ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ không rõ sống chết giữa tiếng kêu gào thê thảm thêm văn không có nửa điểm kháng cự chi lực một đầu đâm tiến vào huyết sắc màng mỏng huyết ảnh hàng không phân địch ta vừa có người xâm nhập huyết sắc màng mỏng lập tức xoay chuyển đem thêm văn toàn thân bao vây lại cái này huyết ảnh hàng là ma cưu đại quốc sư bản thân tinh huyết biến thành chỗ lợi hại không cần phải nhiều lời huyết sắc màng mỏng vừa một bao trùm thêm văn, vô số tơ máu liền nhau nhau chui vào thêm văn thể nội, nhìn qua, thật giống như đếm không hết huyết hồng sắc tiểu trùng, ngay tại thôn vệ thêm văn thân thể. Thêm văn chỉ tới kịp kêu thảm nửa tiếng, liền là đã hôn mê. Hắn nguyên bản coi như thân thể cường tráng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô quát xuống dưới, tựa hồ toàn thân tinh khí thần, đều tại bị cấp đi. Cùng lúc đó, huyết sắc màng mỏng lại có vẻ càng thêm sáng tỏ, huyết quang lưu truyền, rất rõ ràng đạt được một loại nào đó bổ dưỡng, Ma cứ tiếp tục ngồi xếp bằng điều tức vận công đối cái này màn thảm kịch chẳng quan tâm. Tật theo sát phía sau tiêu phàm trong miệng quát nhẹ, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nhau bỗng nhiên hướng thêm văn điểm đi. vốn đã đã hôn mê thêm văn bị hùng hồn vô so hạo nhiên chính khí một khích, nháy mắt tỉnh táo lại, mắt thấy huyết ảnh hàng ngay tại thôn vệ tinh huyết của mình, không khỏi vừa sợ vừa giật, vội vàng liều mạng dẫy ruộng nhưng mà toàn thân đều bị huyết sắc màng mỏng chăm chú bao trùm, lại nơi nào dãy ruộng phải thoát. Sư thúc, cứu mạng, thêm văn thê lương hét thảm lên, ma cưu không chút nào để ý, chỉ lo mình vận công điều tức, khôi phục thương thế. Ma cưu, người thật là ác độc, thêm văn tuyệt vọng kêu to một tiếng, tràn đầy oán độc cùng thống hận chi ý. Ngay sau đó, nguyên vốn đã mười điểm thân thể khẳng kheo, đột nhiên phồng lên, như là đánh đầy khí khí cầu, càng trướng càng lớn tiêu phàm cổ tay khẽ đảo, càn khôn đỉnh nổi lên, ở trước ngực xoay tròn cấp tốc, một cái hơn một xích phương viên trừ màu đỏ hỗn độn đồ án tại miệng đỉnh bên trên mới chậm rãi chuyển động, quang hoa lóa mắt. Phanh một tiếng vang thật lớn, thêm văn thân thể nổ tung lên, huyết vũ thịt nát tứ tán bay dương, mùi máu tanh sông vào mũi. Tự bảo, đây là tu vi cao thâm giảm nhiều đầu sư sau cùng giết địch thủ đoạn. Như là tiêu phàm đoán trước như thế, thêm văn tại tràn ngập oán độc cùng thống hận tuyệt vọng thời điểm, không chút do so dự đem một chiêu cuối cùng này làm ra. Huyết ảnh hàng biến thành huyết sắc màng mỏng cố nhiên thần diệu vô so, cũng khó có thể ngăn cản thêm văn tự bạo uy lực, trong chốc lát bị nổ tung một cái động lớn. Bất quá cùng vừa rồi Tô Nam thả ra bạo liệt trùng tình hình đồng dạng, lỗ lớn vừa mới bị nổ tung, lập tức liền bằng tốc độ kinh người bắt đầu khép lại, tuyệt không cho người ta thời cơ lợi dụng. Nhưng lần này, huyết ảnh hàng gặp càn khôn đỉnh, chính là các loại tà thuật quỷ mị khắc tinh. Nghiệng đỉnh trừ màu đỏ hỗn độn đồ án bay nhanh mà ra, chính chính khảm nạm nhập huyết sắc màng mỏng bị nổ tung trong lỗ lớn, không ngừng xoay tròn lấy, mở rộng. Ngay tại cấp tốc khép lại huyết sắc màng mỏng đụng một cái đến trừ màu đỏ hỗn độn đồ án, thật giống như đụng phải nhất khiến cho e ngại địch nhân, lập tức sôi trào hướng bốn phía thối lui, lại cũng khó có thể khép lại. Tiêu phàm dưới chân một sai, thân thể kích xạ mà trước, từ hỗn độn đồ án bên trong thẳng xuyên qua, thoáng qua liền đến thạch trận bên trong. Mà cưu vẫn như cú khoanh chân điều tức, đối đây hết thảy, giống như chưa tỉnh. Tiêu phàm vừa mới đạp chân đến thạch trận bên trong, mà cưu sau lưng hắc quang lóe lên, hắn bản mệnh linh sủng, đầu kia dài đến hai thước cự hình con rết, bắn ra, nháy mắt ngang qua thánh tuyển mặt nước, mục tiêu chính là thánh tuyển trung ương nở rộ xích viêm thảo. Mắt thấy tiêu phàm nhất cử đột phá huyết ảnh hàng, vào tới phụ cận, mà cưu lập tức không chút do dự liền phóng ra bản mệnh linh sủng, không phải muốn ngăn cản tiêu phàm, mà là muốn đoạt trước một bước, đem xích viêm thảo bỏ vào trong túi. Nguyên bản xích viêm thảo sinh trưởng tại thánh tuyển bên trong, có thể liên tục không ngừng hấp thu địa mạch âm khí cùng tinh hoa mặt trời, lúc này thanh xích viêm thảo toàn bộ hái xuống, cũng không là biện pháp tốt nhất, nhưng mà ma cưu không có lựa chọn nào khác. Nếu để cho tiêu phàm đem xích viêm thảo hái đi, như vậy hắn liền thật thất bại thảm hại. Tiêu phàm thậm chí đều khỏi phải lại đối với hắn thân tự xuất thủ, vẹn vẹn đã nuốt tiến vào thể nội bảy tên âm quỷ dung hợp sinh hồn, nếu như không có xích viêm thảo tương trợ, ma cư mình tuyệt đối không có cách nào hoàn toàn dung hợp, bị âm quỷ cùng sinh hồn phản phệ, là tất nhiên kết quả. Ma cư mình bạch cái này điểm mấu chốt, tiêu phàm đương nhiên cũng mình bạch cái này điểm mấu chốt. Ma cư bản thể đoạn mất một cái chân, hành động trở nên 10 điểm chậm chạp, nhưng bản mệnh linh sủng nhưng không có nhận bao lớn ảnh hưởng, vẫn như quốc tứ chi kiện toàn, tiến thối như điện. Một tiếng long ngâm, chả ma kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo cầu vồng, cực nhanh hướng về cự hình con rết truy sát mà đi. Bảo kiếm này là Ngọc Dương Quan bảo vật trấn giáo, năm đó Ngọc Dương chân nhân cầm này lưỡi dao, trảm ma trừ yêu, can quét quần tà, lấy sức một mình, tại Hải ngoại man hoang chi địa khai sáng đạo môn Lưu phái, vì vô số phiêu dương qua biển người hoa tử đệ, cung cấp một chỗ che gió che mưa chỗ. Tiêu phàm mặc dù không là thuần túy người trong đạo môn, lại là Hoa Hạ chính tông truyền thừa đại thuật sư, thần binh thông linh, tại Tiêu chân nhân trong tay cũng giống vậy có thể phát huy ra cực mạnh uy lực. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, như du long kinh thiên, khí thế khinh người. Kia bản mệnh linh sủng biết lợi hại, không kịp đi lấy xích viêm thảo, ở giữa không chung một cái xoay người, liền muốn chạy trốn mà đi. Vụt một tiếng vang giòn, bảo kiếm đánh chúng con rết, phát ra cùng loại kim loại giao kích thanh âm. Một tiếng thống khổ tê minh, nửa mảnh đen nhánh lóe sáng giáp lưng bay dương mà lên, máu tươi từ cự hình con rết trên lưng vẩy ra mà ra ma cưu đại quốc sư bản mệnh linh sủng cố nhiên cao minh cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi ngọc dương quan bảo vật trấn giáo sắc bén bị một kiếm chém bị thương một mực ngồi xếp bằng ma cưu bỗng nhiên mở mắt ra phun ra phẫn nộ vô so hỏa diễm tiêu phàm không chút nào để ý ma cưu đại quốc sư dưới chân một điểm bay người lên thánh tuyển thành ao đen nhánh lan can con mắt gắt gao tiếp cận thánh tuyển trung tâm xích viêm thảo vẫy tay không trung trảm ma kiếm bay vụt mà quay về giữ tại tiêu phàm trong tay một đạo thanh lạnh ánh sáng mang từ kiếm sống lưng phía trên tránh hiện ra uốn lượn du động mờ mờ ảo ảo có bay long thân ảnh dám ma cưu giống to một chân điểm xuống mặt đất cả người phi thân lên trong hai tay lục mang lấp lánh huyễn hóa ra vô số đại đại nho nhỏ lục sắc hồ điệp ở trên cao nhìn xuống lít nha lít nhít hướng lấy tiêu phàm kích xạ mà tới tiêu phàm vùng vẩy trảm ma kiếm một đạo lóe sáng màn sáng lập tức đem toàn bộ người đều bao phủ nó hạ Ma cưu hai tay lục mang biến thành lục sắc hồ điệp, tiêu phàm đã từng tận mắt chứng kiến qua, ngay cả tô nam xúc dưỡng âm bộc đều rất khó ngăn cản, có thể thấy được nó chỗ lợi hại, nếu thật là bị nhiễm phải, tuyệt không có quả ngon để ăn. Bất quá trảm ma kiếm là đạo giáo trí bảo, chuyên khắc các loại tà mỹ yêu vật. Lục sắc hồ điệp chỉ cần sông lên đến trên thân kiếm phương, lập tức liền bị màn sáng chôn vùi. Dù là như thế, tại ma cưu tấn công mạnh phía dưới, tiêu phàm hay là từ thành ao trên lan can lùi xuống dưới, từng bước một hướng thạch trận biên giới thối lui. Trong tay trái, chăm chú chế trụ một tấm bùa chú, lại tạm thời không có tế ra. Mà cưu dưới ra, lần nữa hiện ra một tia vết máu, gương mặt cũng không chỗ ở co quắp. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ quang cảnh, hoàn toàn không đủ để chữa trị khỏi thể nội loạn cả một đoàn những vật kia, lại càng không cần phải nói khép lại thương thế. Lần này dốc hết toàn lực bước lui tiêu phàm, bên trong hàng đầu cùng âm quỷ sinh hồn lại áp chế không nổi, đại quốc sư, không cần thiết lưỡng bại câu thương, ta chỉ cần, xích viêm thảo, kiếm quang bao phủ phía dưới, vang lên tiêu phàm công chính thanh âm bình thản. Ma cưu cười lạnh nói, lấy đi, xích viêm thảo, chẳng khác nào lấy đi ta tính mệnh. Tiêu phàm im lặng, nguyên lai tưởng rằng, ma cưu thân là đại quốc sư, chỉ cần dừng lại không còn thiên quỷ hàng, như vậy coi như không có xích viêm thảo, bảo mệnh hẳn là không thành vấn đề. Ai ngờ tình huống không phải như vậy, không có xích viêm thảo, dù coi như là đại quốc sư cũng giống vậy thúc thủ vô sách đàm phán khả năng họ trên thực tế đã không có bất quá ma cư hiển nhiên còn không hiểu rõ tiêu phàm gặp phải tình huống chốc lát bỗng nhiên nói tiêu tiên sinh trừ xích viêm thảo cái khác bất kỳ điều kiện gì ta đều đáp ứng ta có thể lập tức cho cơ tiểu thư giải trừ hàng đầu thậm chí ngay cả tô nam ta cũng thả hắn một con đường sống các ngươi muốn cái gì chỉ cần là ma cư trang viên có đều có thể lấy đi ta lấy tâm ma phát thệ, về sau tuyệt không truy cứu. Không truy cứu các ngươi, không truy cứu Tô Nam, cũng không truy cứu Ngọc Dương quan đạo sĩ. Hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua, từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông. Lấy đại quốc sư tại Đan Mạn Quốc thân phận và địa vị, mà cưu nói ra những lời ấy, kỳ thật đã là đang chủ động nhượng bộ. Trừ xích viêm thảo, không cách nào nhượng lại, cái khác bất kỳ vật gì, mà cưu đều nguyện ý lấy ra cùng tiêu phàm làm giao dịch thực tế ma cưu cũng ý thức được dưới mắt thế cục quá mức hung hiểm không nhường nửa bước không được tiêu phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói đại quốc sư ta cũng cần xích viêm thảo cứu mạng ma cưu khẽ giật mình lập tức cười như điên tiếng cười như là cú vọ xa xa truyền ra ngoài thật lâu ở trong trời đêm quanh quẩn đã dạng này kia còn có cái gì dễ nói quyết nhất tử chiến đi lớn thiên vương xin ban cho thần lực ma cưu đại quốc sư tại giữa không chung hai tay bấm quyết miệng tụng lớn thiên vương kéo quấn lại bên trong chi danh, trong chốc lát âm phong gào thét, một cỗ địa mạch âm khí ngưng kết mà thành nồng vụ, nhào nhào bay lên, hướng ma cư thể nội chui vào. Cùng lúc đó, từng đợt thê lương quỷ hào chi tiếng vang lên, còn lại năm cỗ bạch ngọc điêu tố đỉnh đầu hắc vụ hiện lên, năm tên âm quỷ thăm dò mà ra, ngưỡng vọng giữa không chung ma cư một chút, âm trầm trầm trong hai mắt hồng mang lấp lánh, đồng thời hé miệng réo vang một tiếng, cũng phi thân lên, hướng về ma cư đánh tới nháy mắt liền chui tiến vào ma cư thể nội ma cư thấp tiểu thon gầy thân thể đột nhiên tăng vọt toàn thân hắc khí lượn lờ hai mắt dần dần biến thành huyết hồng sắc nhất là quỷ dị chính là hắn chân gãy chỗ ngưng tụ lại một cỗ đậm đặc phải uyển như thực thể hắc khí càng tụ càng nhiều dần dần dài ra sau một lát vậy mà ngưng tụ thành một đầu bắp chân bộ dáng cứ việc nhìn qua cùng chân thực có cực kỳ rõ ràng khác nhau nhưng hắn đầu này chân gãy thật sự là sinh ra lần nữa mà ma cưu khí tức cả người, lại trở nên quỷ khí âm trầm, như có như không. Bán linh thân thể, vốn đã thoi thóp tô nam, thế mà cũng bị cái này có khí tức quỷ dị sở kinh tỉnh, miễn vừa mở mắt đến, lập tức lộ ra tuyệt đối khó có thể tin ánh mắt, kinh hãi muốn tuyệt kêu lên. Trường 534, cự linh áp đỉnh. Một nửa linh nửa người quái vật, xuất hiện tại tiêu phàm trên không, toàn thân quỷ khí lượn lờ, ở trên cao nhìn xuống, chừng mắt nhìn tiêu phàm ngay cả cơ khinh xa đều ngây người, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, cách đó không xa quái vật kia cường đại. Lúc trước ma cư mỗi thôn vệ một cái dung hợp sinh hồn âm quỷ, khí tức liền trở nên càng thêm cường đại một phân, nhưng mà cái loại cảm giác này mười điểm mơ hồ. Dưới mắt ma cư cường đại, lại là rõ ràng như thế. Cơ khinh xa ở một bên đều cảm nhận được cực kỳ áp lực cực lớn, càng không nói đến trực diện quái vật tiêu phàm. Tiêu phàm giơ kiếm ngay ngực, lặng lặng mà nhìn xem giữa không chung quái vật song nghi cao lại, thần sắc nghiêm trọng. Địa mạch âm khí không tuyệt tràn vào ma cưu thân thể, khí tức cường đại còn tại không ngừng tăng lên, thậm chí thánh tuyển mặt nước, đều bị cỗ này trí cường khí tức ép tới hướng phía dưới lõm, hiện ra một cái lõm hình hố tới. Người hoa, đi chết đi, ma cưu gầm lên giận dữ, tiếng như lôi chấn, thánh tuyển mặt nước nháy mắt bị sóng âm chấn động đến sôi trào lên. Ma cưu bàn tay vừa nhấc, giữa không chung, ngưng tụ ra một con bàn tay màu đen, chừng lớn gần trượng nhỏ, Đen nhánh xương mù, vây quanh bàn tay không ngừng lăn lộn. Một trường đánh ra, bàn tay lớn màu đen, mang theo không thể cùng kháng khí tức tử vong, vào đầu trấn áp mà hạ. Người xưa kể lại, thiên quỷ hàng đại thành về sau, có thể tu thành nửa người nửa linh chi thân, ủng có vô biên pháp lực. Xem ra tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Mà cư dưới mắt cưỡng ép ngưng tụ ra bán linh thân thể, uy lực liền to đến không hề tầm thường. Cái này bàn tay lớn màu đen vừa mới khẽ động. Tiêu Phàm liền cảm giác được quanh thân không khí cũng vì đó siết chặt, tựa hồ ngay cả không khí lưu động đều trở nên chậm chạp, trên hai vai cảm nhận được vạn quân cự lực, thậm chí ngay cả toàn thân khớp nối xương cốt đều tại ẩn ẩn rung động. Tiêu Phàm từ xuất đạo đến nay, cùng người giao thủ cũng không chỉ một hồi hai hồi, vô luận đối phương ra sao cùng siêu phàm xuất chúng cao thủ, cũng không thể cho hắn tạo thành loại này tựa như thái sơn áp đỉnh ngạt thở cảm giác. Từ cấp độ này đến nói, dưới mắt Tiêu Phàm gặp phải, đã tuyệt không phải sức người đây là một loại đến từ một giới khác yêu dị chi lực hắn hiện tại đối mặt nghiêm chỉnh mà nói cũng đã không phải là ma cưu đại quốc sư mà là một bộ bị nhiều cái linh hồn âm quỷ tràn ngập trong đó thân thể một cái quỷ vật chỉ bất quá dưới mắt ma cưu tự thân hồn phách còn có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo mà thôi nhưng mà những cái kia âm quỷ cùng dung hợp sinh hồn lúc nào cũng có thể phản vệ nuốt mất ma cưu hồn phách đảo khách thành chủ triệt để chiếm cứ quyền chủ đạo cái này to lớn bàn tay màu đen tốc độ di động cũng không nhanh, thậm chí có thể nói di động rất chậm. Nhưng mỗi hướng xuống một tấc, áp lực liền gia tăng một phân. Tại loại áp lực to lớn này phía dưới, tiêu phàm tất cả động tác đều trở nên chậm chạp vô so, căn bản liền không khả năng né tránh được. Trừ cứng đối cứng, không có đường khác có thể đi, chỉ là tiêu phàm cần lấy sức một mình, đối kháng 12 tên âm quỷ cùng 7-8 cái sinh hồn hợp lực. Tiêu phàm chậm rãi đưa tay trái ra, giữ tại chảm ma kiếm trên chuôi kiếm. Mỗi một cái động tác đều rất chậm, thật giống như trong phim ảnh pha quay chậm đồng dạng. Một chút xíu di động, hắn biết, bằng một cánh tay lực lượng, đã không có khả năng múa chảm ma kiếm. Chảm ma kiếm chậm rãi thẳng lập nên, một tấc một tấc đi lên dơ cao, kiếm tích phía trên cái kia đạo uyển như du long không ngừng lưu động lạnh lùng quang hoa, cũng biến thành 10 điểm ngốc trệ, giống như bị đông cứng như vậy, không nhúc nhích tại dạng này vượt xa nhân lực bên ngoài trọng áp phía dưới thần binh lợi khí cũng lớn thụ áp chế đen xì cự trưởng ép đến đỉnh đầu suy một tiếng vang nhỏ như là nóng bỏng côn sắt bỗng nhiên thấm vào lạnh trong nước chả ma kiếm sắc bén vô song lưỡi kiếm đâm chúng từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn màu đen suy suy âm thanh bên trong hắc vụ lăn lộn bàn tay lớn màu đen ép xuống tình thế chậm hơn lại là không chút nào dừng lại từng chút từng chút hướng xuống ép Tiêu phàm dơ cao lợi kiếm hai tay, bắt đầu khẽ run lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ hắn trơn bóng cái chắn cuồn cuộn mà hạ. Cự trưởng từng tấc từng tấc ép xuống, dần dần không có qua thân kiếm hơn phân nửa, tình thế càng thêm chậm chạp, lại vẫn không có ngừng chi ý. Bỗng nhiên bên trong, một mảnh đỏ thắm phù lục, từ tiêu phàm bào trong tay áo bay nhanh mà ra, áp sát vào chảm ma kiếm kiếm tích phía trên, huyết hồng chu sa quang mang lóa mắt, cả cái phù lục bốc cháy lên, khóa vì một cái tiên diễm vô so hỗn độn đồ án, trong chấp nhoáng liền chui vào trảm ma kiếm kiếm tích bên trong, không thấy bóng dáng. Sau một khắc, từng tiếng sáng tiếng long ngâm phóng lên tận trời. Trảm ma kiếm lộ tại bên ngoài một nửa kiếm tích bên trên, nguyên vốn đã đỡ đẫn thanh lãnh quang hoa, bỗng nhiên kích hoạt, một vệt ánh sáng bạc lè lè du long, nổi lên, tại kiếm tích phía trên lắc đầu vẫy đuôi, ngửa mặt lên trời thét dài, lập tức hóa thành trói mắt lóa mắt bạch mang bỗng nhiên hướng về bàn tay lớn màu đen đánh tới oanh một tiếng vang thật lớn bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên từ đó nổ tung hóa thành từng đoàn lớn xương mù màu đen tứ tán tung bay trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét phảng phất một viên quả bom nặng ký tại thạch trong trận nổ tung mỗi một góc đều bị cái này cỗ cuồng phong tác động đến cơ khinh xa liên tục không ngừng nhắm mắt lại chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực bỗng nhiên gần người nháy mắt ép tới ngay cả khí đều không kịp thở bất quá cái này cuồng phong tới cũng nhanh đi cũng nhanh, một quyển mà qua, thạch trong trận, nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Lạc một tiếng vang giòn, chỉ thấy thẳng tắp chỉ hướng lên bầu trời chảm ma kiếm bỗng nhiên hiện ra một vết nứt, lập tức từ đó một chiếc vì hai, dài ước chừng hơn một xích mũi kiếm bộ phân, rơi xuống, rơi xuống đất thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Ngọc Dương quan bảo vật chấn giáo, Ngọc Dương chân nhân lưu truyền tới nay thần binh lợi khí, tại tư làm tổn thương. Cảm giác bên trên, nó cùng bàn tay lớn màu đen đồng quy vô tận. Tiêu phàm trên mặt, bỗng nhiên hiện ra một vòng dị dạng đỏ ửng, lập tức lại trở nên tái nhợt vô so. Người hoa, đón thêm ta một chiêu, mắt thấy tiêu phàm phá mất mình chiêu thứ nhất, mà cưu giận tím mặt, lại là gầm lên giận dữ, hai tay đại trương, bỗng nhiên hướng trung ương hợp lại. Hô, âm phong tịch đi lên, hai con đồng dạng to lớn bàn tay lớn màu đen, nháy mắt tại thạch trận hai đầu nổi lên, Cùng vừa rồi ma cưu đánh ra bàn tay lớn màu đen khác biệt, cái này kích thứ hai tốc độ cực nhanh vô so. Hai con bàn tay lớn màu đen vừa bay vọt hiện, liền nhanh như thiểm điện hướng trung ương hợp kích mà tới. Cảm giác bên trên, hai bàn tay lớn bên trên mang theo kinh lực, mảy may cũng không so vừa rồi đánh ra bàn tay lớn màu đen yếu hơn nửa phân. Cẩn thận cơ khinh xa kìm lòng không đặng kêu lên, tuyết trắng tay nhỏ, nắm chắc thành quyền, không tự chủ được nín thở, vũ nghị mắt phượng chừng phải tròn căng riêng là một trưởng chi lực, tiêu phàm ứng phó, liền đã gian nan như vậy, thậm chí ngay cả Ngọc Dương quan bảo vật trấn giáo trảm ma kiếm đều một kích mà hủy. Bây giờ tiêu phàm hai tay chống chân, lại ứng đối ra sao cái này gấp đôi chi lực. Cuống hồ cái này hai bàn tay lớn tốc độ là cấp tốc như vậy, cơ hồ khiến người ngay cả vận hơi thở đề khí thời gian đều không có, vừa vừa phù hiện, còn không có lấy lại tinh thần, sau một khắc trưởng lực đã gần người. Tiêu phàm không tránh không né, thể nội hạo nhiên chính khí cực tốc lưu chuyển, nháy mắt tuôn hướng hai tay, hét lớn một tiếng, song trưởng bỗng nhiên hướng về hai bên phải trái nghênh kích mà ra. Song trưởng vừa một kích ra, hai cỗ kinh thiên động địa khí thức liền hiện ra đến, mảy may cũng không so hai con bàn tay lớn màu đen mang theo kinh lực hơi yếu. Bốn đạo kinh lực, khoảnh khắc liền đụng vào nhau, lần này, lại là vô thanh vô tức, tiêu phàm đánh ra hai trưởng, mặt ngoài nhìn lại, thậm chí ngay cả nửa điểm tác dụng đều không có, chưa thể trở ngại bàn tay lớn màu đen mảy may, hai bàn tay lớn bỗng nhiên xuyên qua hai cánh tay của hắn, ở trung ương khép lại. Tiêu phàm hơi có vẻ gầy gò cao thân thể, nháy mắt bị sương mù màu đen bao phủ. Ma cưu đại hỉ, ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười chợt nam chợt nữ, nghe vào thật giống như có mấy người tại đồng loạt cười to, cực kỳ khiếp người. Nhưng sau một khắc, ma cưu tiếng cười liền im bặt mà dừng. Sương mù màu đen tiêu tán, tiêu phàm thân hình hiển hiện ra, nhưng lại chưa như là ma cưu tưởng tượng như thế bị to lớn cự lực đập đến đứt gân gãy xương không thành hình người mà là thẳng tắp đứng đứng ở đó qua một tiếng tiêu phàm thân thể hơi trao đảo một cái há mồm phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt không nhìn thấy mảy may huyết sắc tiêu phàm cơ khinh xa kêu lên người đi nhanh lên đi không nên miễn cưỡng tiêu phàm khoát tay áo lạnh nhạt nói lụa mỏng không sao hiển nhiên tiêu phàm chỉ là phun một ngụm máu liền là đứng vững thân thể, lại không có chút nào lắc lư, mà cưu âm khí âm u trên mặt, rốt cục hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Tiêu tiên sinh, ta nếu là ngươi, liền sẽ nghe theo cơ tiểu thư ý kiến, không nên miễn cưỡng. Giống công kích như vậy, ngươi còn có thể tiếp nhận mấy lần. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi bây giờ đi, mang theo nữ nhân của ngươi đi, ta không ngăn trở. Trừ, xích viêm thảo, ngươi muốn cái gì, đều có thể lấy đi. Giữa không trung ma cưu, ông ông nói thanh âm cũng là chợt nam chợt nữ. Tiêu phàm lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía ma cưu, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng ý cười. Từ tốn nói, đại quốc sư, ngươi ứng nên hỏi một chút chính ngươi. Giống công kích như vậy, ngươi còn có thể phát động mấy lần. Nếu như ta đoán không sai, đây đã là cực hạn của ngươi. Ngươi tại căn cơ bất ổn dưới tình hình, cưỡng ép hấp thu âm quỷ cùng người sống hồn phách, căn bản cũng không có thời gian đến dung hợp lực lượng của bọn chúng người bây giờ loại tình hình này cũng không phải thật sự là bán linh thân thể kỳ thật chỉ là một cái quái thai ma cưu tiên sinh người bây giờ cũng đã muốn áp chế không nổi đi có lẽ căn bản liền không cần đến ta xuất thủ chỉ cần lại cùng một lát người liền sẽ bị âm quỷ phản phệ triệt để biến thành một cái quỷ vật đại quốc sư người bại cục đã định tiêu phàm thanh âm lạnh lùng mỗi một chữ đều như là đao kiếm nhất trùng điệp đâm vào ma cưu trên trái tim ma cưu gương mặt bỗng nhiên vặn vẹo nguyên bản đen nhánh quỷ khí lượn lờ mặt, lập tức trở nên đỏ thắm như máu, từng cái người khác nhau mặt, tại da mặt của hắn phía dưới hiển hiện ra, chợt nam chợt nữ, đều đều lộ ra thống khổ vô so thần sắc. Những này gương mặt, lờ mờ chính là mới vừa rồi bị hắn cưỡng ép thôn vệ đi xuống bảy tên dương nam âm nữ. Như là tiêu phàm lời nói, cưỡng ép ngưng tụ ra bán linh thân thể, bất quá là cái quái thai mà thôi. Âm quỷ cùng sinh hồn phản phệ, đã bắt đầu. Đáng chết, ma cừu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào to, làm cho cồn loạn. Các ngươi đều đáng chết, ma cừu quanh thân lượn lờ hắc vụ, kịch liệt lăn lộn. Đêm nay người nơi này, không có một cái có thể sống rời đi, đều đi chết đi. chương 535, Linh Thân Ma cừu rộng lớn ống tay áo một dương, vừa mới bị trảm ma kiếm gây thương tích bản mệnh linh sủng cự hình con rết bắn ra, tại ma cừu trước người không ngừng du tẩu, dương nanh múa vuốt, thần sắc dữ tợn vô so ma cưu cắn chót lưỡi, miệng hơi mở, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, xối tại cự hình con rết trên thân. Kia con ngô công bị máu tươi xối đến, chẳng những không có trở nên càng thêm cuồng bạo, ngược lại lập tức cứng lại ở đó, không nhúc nhích. Ma cưu không thèm để ý chút nào, miệng lẩm bẩm, một cỗ hắc khí từ trên người hắn xuất hiện, đem cự hình con rết lít nha lít nhít bao vây lại, khoảnh khắc liền chỉ thấy một cái cự đại xương mù màu đen đoàn, không nhìn thấy con rết thân ảnh. Xa xa nhìn lại, như là một cái màu đen sương mù kén, lẳng lặng treo ở giữa không trung. Nhưng kia cỗ tà dị khí tức, nhưng trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ thạch trận. Cơ khinh xa, thậm chí đã thoi thóp tô nam, đều không tự chủ được mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái này kỳ quỷ một màn. Tiêu phàm cũng không dám thất lễ, cổ tay khẽ đảo, càn khôn đỉnh nổi lên, trước người chậm rãi chuyển động, tiêu phàm cũng chỉ như kích, từng đạo pháp quyết đánh vào trong đỉnh, miệng đỉnh trừ màu đỏ hỗn độn đồ án hiển hiện ra, không ngừng xoay tròn, đem tiêu phàm mặt đều chiếu thành màu đỏ. Tay trái khẽ động, lại bắt mấy cái phủ lục nơi tay. Mặc dù không biết ma cư muốn làm gì cùng tuyệt chiêu, nhưng phá kén thành bướm từ trước đều là thuật sư nhóm nâng cao một bước mấu chốt thủ đoạn. Ma cư bản mệnh linh sủng đã lợi hại như thế, lại trải qua phá kén thành bướm khâu, liệu tất càng thêm khó có thể đối phó. Ma cư miệng bên trong niệm chú thanh âm, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng là cấp bách bao vây lấy cự hình con rết xương mù màu đen kén cũng không ngừng lăn lột, giống như nước sôi sôi trào. Oanh, xương mù màu đen kén đột nhiên nổ tung, cự hình con rết thân ảnh lại một lần nữa triển lộ mà ra, nguyên bản ô đen như sắt lân giáp, đã biến thành huyết hồng chi sắc, không chỗ ở nhảy lên, giống như là một viên hình thù kỳ quái trái tim. Nhìn qua viên này con rết hình dạng trái tim, mà cư bỗng nhiên quái tiếu. Cơ khinh xa hoảng sợ nhìn thấy, mà cư thân thể đang bị sương mù màu đen một chút xíu thôn phệ, nguyên bản còn lộ ra khí tức như có như không, giờ phút này lại là nhanh chóng hướng về hư vô chuyển hóa. Tựa hồ thân thể của hắn đã sắp biến mất hầu như không còn. Còn lại, đều đều là hắc vũ ngưng tụ mà thành thân thể, miễn cưỡng duy trì người hình dạng mà thôi. Nhưng ma cư cười quái dị vẫn tại tiếp tục, loại này kỳ quỷ tình trạng, đừng bảo là cơ khinh xa chưa từng nhìn thấy, dù coi như là tô nam, thân là đan mạn quốc một cùng một giảm nhiều đầu sư, cũng là chưa từng nghe thấy. Đây cũng không phải là bán linh thân thể, mà là hoàn toàn hư vô. Ma cư ngay tại biến thành thuần túy linh thân, nói cách khác, thân thể của hắn ngay tại biến mất, chỉ còn lại có hồn phách. 12 âm quỷ từ hắn ngay tại hư hóa xương mù thân bên trên hiển hiện ra. Cùng xương mù màu đen biến thành thân thể chăm chú quấn giao cùng một chỗ, bảy tên huyết hồng sắc âm quỷ tại miệng lớn thôn vệ lấy ma cư linh thân, còn lại năm tên còn không tới kịp dung hợp dương nam âm nữ sinh hồn màu đen âm quỷ thì tại tương hỗ cắn xé, tựa hồ cùng đối phương có thâm cửu đại hật, nhất định phải đem đối phương cắn nát ăn hết. Đây là thứ quỷ gì? Cơ khinh xa la hoảng lên, linh thân, lệ quỷ, tô nam miễn cưỡng hít một hơi, lấy cực kỳ thanh âm yếu ớt nói, trên mặt lộ ra hoảng sợ muốn tuyệt thần sắc. Ngay cả một kẻ hấp hối sắp chết, đối thứ này đều như thế sợ hãi, cái này lệ quỷ khủng bố, có thể thấy được chút ít. Tại hàng đầu giới, hàng đầu sư công lực trì trệ không tiến bị mình nuôi âm quỷ phản vệ ví dụ cũng không hiếm thấy chỉ bất quá rất nhiều hàng đầu sư một khi phát giác tình hình khác thường liền sẽ liều mạng tinh nguyên tổn hao nhiều cũng muốn mạnh mẽ đem âm quỷ phong ấn nhưng phong ấn thất bại âm quỷ phản vệ hàng đầu sư hồn phách về sau liền sẽ hóa thân thành lệ quỷ quấy phá làm hại cần càng cao minh hơn hàng đầu sư hoặc là mấy tên công lực tương đương hàng đầu sư cùng nhau xuất thủ mới có thể đem cái này lệ quỷ trấn áp thu phục. Ma Cưu là khâm phong đại quốc sư, đan mạn quốc thứ nhất hàng đầu sư, tại hàng đầu sư bên trong, hồn phách của hắn không thể nghi ngờ là cường đại nhất. 12 âm quỷ đồng thời phản phệ, một khi hóa thân thành lệ quỷ. Trên cơ bản cũng liền không người có thể thu phục được. Làm hại sự khốc liệt, đem thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ bất quá dưới mắt, ai cũng không đoái hoài tới cái này. Giữa không trung bỗng nhiên hồng quang lóa mắt, không ngừng khiêu động con rết hình trái tim bỗng nhiên vỡ ra, lại không có chút nào huyết tinh chi khí, như là một viên to lớn pháo hoa tại không trung nở rộ, đầy mắt lộng lẫy. Tựa hồ ai cũng chưa từng lưu ý, tại cái này bắn ra bốn phía huyết hồng sắc quang trong mưa, có một đạo dài nhỏ hồng mang, hướng về tiêu phàm kích bắn đi. Nhưng tiêu phàm gì cùng dạng người, dạng này đục thủy mạc ngư chướng nhãn pháp, làm sao có thể giấu giếm được hắn. Tật, quát khẽ một tiếng, tay phải ngón giữa và ngón trỏ hướng phía trước một chỉ. Càn khôn đỉnh hào quang tỏa sáng, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án phi tốc xoay tròn, hướng về kia nói dài nhỏ hồng mang, vào đầu phủ xuống. Cơ khinh xa cái này mới nhìn rõ ràng, cái kia đạo dài nhỏ hồng mang, là một con mini con rết, dài ước chừng hai thốn, so ban đầu cự hình con rết, còn lại tiểu vô số lần, toàn thân huyết hồng, như là huyết sắc mã não điêu thành, cơ hồ là hoàn toàn trong suốt cơ khinh xa không có tại máu con rết màu đỏ trên thân cảm ứng được nửa phân sinh cơ. Đây là một con quỷ vật, hoặc là nói, đây là ma cư bản mệnh linh sủng linh hồn biến thành linh thân. Bản mệnh linh sủng nhục thể bạo liệt, hàng đầu sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là hàng đầu giới thiết luật, ma cư cũng không ngoại lệ. Nhưng mà ma cư nhục thân, đã trước một bước tiêu vong, đầu này thiết luật, tự nhiên bài trừ. Ma cư cùng hắn bản mệnh linh sủng, đều chỉ còn lại có hồn phách, dựa theo hàng đầu sư lời nói, là chỉ còn lại có linh thân. Nguyên bản đối khắc chế quỷ vật có hiệu quả càn khôn đỉnh, lần này lại không phải linh nghiệm như vậy. Con dết linh thân chỉ ở hỗn độn đồ án bên trong thoảng qua một áp chế thân hình, liền xuyên qua hỗn độn đồ án ngăn cản, kính bắn thẳng về phía tiêu phàm. Tiêu phàm hai tay ngay cả dương, mấy viên phù lục bắn ra, tại không trung nhóm lửa ánh sáng, hóa thành các loại linh phù, hướng về dài nhỏ con rết linh thân vây kín mà đi. Loại này bí chế phù lục, nhằm vào quỷ vật linh thân có không phải bình thường hiệu quả. Số cái phù lục đồng loạt thi triển, con rết linh thân lập tức hồng mang lóa mắt, lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ tan giã non nửa nhiều. Nhưng mà phù lục chi lực cũng rốt cục hao hết, trở nên chỉ có giải gần tất ngắn con rết linh thân, càng thêm hư vô trong suốt, hóa thành một đạo nhàn nhạt, nhạt hồng mang, tiếp tục bắn về phía tiêu phàm. Này bản mệnh linh sủng hồn phách biến thành linh thân, không có thực thể, phương pháp bình thường, rất khó ngăn cản được nhược quả bị nó chui nhập thể nội, có thể suy ra, hậu quả nhất định là tai nạn tính, chỉ sợ linh hồn lập tức liền sẽ bị thứ này thôn phệ. Biến thành thụ nó điều khiển khôi lỗi, dù coi như là vô cực môn tiêu trưởng giáo, cũng không dám mạo hiểm như vậy. Tiêu phàm miệng bên trong chú ngữ thanh âm nổi lên, tay trái bấm quyết đưa ngang ngực, tay phải năm ngón tay như vòng. Từng đạo pháp lực giả dích không tuyệt rót vào trước ngực càn khôn đỉnh bên trong. Trong nháy mắt, dài gần tất con rết linh thân liền bắn tới phụ cận. Đúng lúc này, càn khôn đỉnh chấn động mạnh một cái, một cỗ xương mù màu đen phun ra ngoài, mang theo thấu xương kỳ hàn. Chính là tiêu phàm trước đó không lâu ở đây thu tập được địa mạch âm khí cùng 12 âm quỷ linh khí. Đối phó y sun thời điểm, dùng xong một chút, còn thừa lại hơn phân nửa, chứa đựng ở trong đỉnh. Bây giờ tình hình nguy cấp, tiêu phàm tự nhiên lại không nương tay, tất cả kỳ hàn âm khí. Bỗng nhiên đều phóng xuất ra, trong một chớp mắt, hắc vụ liền ngưng kết thành băng, Đem con rết linh thân đông cứng trong đó, vô số màu đỏ tia sáng, hướng về đông cứng con rết linh thân kích bắn đi. Cái này lại không phải địa mạch âm khí có thần thông, mà là tiêu phàm trộn lẫn trong đó vô cực môn đạo pháp, chuyên khắc quỷ vật tà mị. Tốt cơ khinh sa không khỏi mừng rỡ, bất quá lập tức, cơ khinh sa tiếu dung liền cứng ở trên mặt. Chỉ thấy bị đông lại con rết linh thân, bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, đông kết ở xung quanh người xương mù màu đen lập tức bắt đầu hòa tan đồng thời cực nhanh hướng linh thân thể bên trong chui vào. Nguyên bản bị tiêu phàm phù lục suy yếu gần nửa linh thân, lập tức lại phồng lớn. Trong chốc lát, liền phục hồi nguyên như cũ, biến trở về hai thốn phẩm chất. Địa mạch này âm khí cùng 12 âm quỷ trên thân hấp thu linh khí, nói đến cùng con rết linh thân chính là cùng loại đồng nguyên, đối phó người khác có lẽ ứng nghiệm như thần, đối phó con rết linh thân. Lại chỉ là cho nó bồi bổ mà thôi, nhìn thấy tình hình như vậy, đã triệt để hư hóa ma cưu, ở giữa không trung cười lên ha hả. Tiêu phàm, người thực ngốc, ma cừu đắc ý hét lớn, cần biết con rết linh thân vốn là địa mạch âm khí cùng linh sủng tinh hồn biến thành, tiêu phàm thế mà còn cho nó bồi bổ. Quả nhiên là ngốc đến có thể, tiêu phàm ngửa đầu đi lên xem xét, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, hắn tranh chính là này nháy mắt quang cảnh, con rết linh thân bị nhốt, ma cừu hoàn toàn hóa thành hư thể, lại tại đắc ý cười to. Giờ khắc này, tiêu phàm không có địch nhân, ma cư Kiếu dung, im bặt mà dừng. Nguyên bản đứng tại thánh tuyển bên cạnh tiêu phàm, thân thể bỗng nhiên bắn ra, như là mũi tên, trực tiếp hướng thánh tuyển trung ương nở rộ xích viêm thảo vào tới. Trong chốc lát, ma cư trợn mắt hốc mồm, thậm chí có chút chưa tỉnh hồn lại. Rốt cuộc không nghĩ tới, tiêu phàm sẽ bắt lấy này nháy mắt quang cảnh, thẳng đến xích viêm thảo. Ngay sau đó, con rết linh thân từ xương mù màu đen bên trong thoát khốn mà ra, tiếp tục hướng phía trước truy kích tiêu phàm. Chỉ tiếc, chậm cái này nửa nhịp, đã trễ. Cao thủ tranh chấp, tranh chính là cái này điện quang thạch hỏa sát na. Tiêu phàm người giữa không chung, trong tay hàn quang lóe lên, liễu diệp tiểu đao nổi lên, tại xích viêm thảo dài nhỏ thân cây phía trên như thiểm điện xẹt qua. Nở rộ hoa hồng nhẹ nhàng lắc một cái, liền là vô thanh vô tức thoát ly thân cây, rơi vào tiêu phàm trong tay, lúc đầu trầm tĩnh thánh tuyển mặt nước, bỗng nhiên lăn lộn sôi trào lên. Con rết linh thân tốc độ càng nhanh, như thế hơi một trì hoãn, liền đuổi tới tiêu phàm bên chân tiêu phàm thân thể ưỡn lên một cái tiêu chuẩn mảnh ngực xảo phiên vân liền quay lại trên đầu dưới chân trong tay hoa hồng một dương một cỗ tinh thuần đến cực điểm sinh mệnh tinh khí lao nhanh mà ra cái này tràn trề sinh mệnh tinh khí chính là quỷ vật trời sinh khắc tinh nhất sinh nhất tử hỗ trợ lẫn nhau nhưng lại tương sinh tướng khắc nguyên bản dương nhanh múa vuốt con rết linh thân bỗng nhiên tại không trung cứng đờ lập tức thẳng tắp rơi xuống rơi vào sôi trào thánh tuyển bên trong, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Không ma cư biến thành linh thân kêu to lên, trong thanh âm tràn đầy kinh sợ cùng ý tuyệt vọng. Lập tức, linh thân chấn động mạnh một cái, hướng về cơ khinh xa bay nhanh mà đi, duỗi ra hắc vụ lăn lộn quỷ thủ, lập tức liền bóp lấy cơ khinh xa cái cổ. Một cỗ âm trầm trầm khí tức tử vong, nháy mắt liền truyền khắp cơ khinh xa toàn thân, tú đẹp trên gương mặt, bao phủ một tầng đen nhánh sương mù. Tiêu phàm, giao ra, xích viêm thảo không phải, ta giết nữ nhân của ngươi. chương 536, vẫn lạc. Ma cưu khàn cả giọng gào thét, dù coi như là linh thân, bộ mặt cũng đã vặn vẹo, huyết hồng hai mắt, lóng lánh hung quang. Tiêu phàm tại không bên trong một cái xoay người, ổn ổn đương đương rơi vào thánh tuyển đen nhánh hàng rào phía trên, trong tay bưng lấy kia đóa diễm lệ hoa hồng, ánh mắt nhấp nháy tiếp cận ma cưu. Đại quốc sư, người bây giờ cái dạng này, cầm, xích viêm thảo, còn có chỗ lợi gì? Tiêu phàm tỉnh táo hỏi, con mắt dư quang, ở một bên tô nam trên thân phi tốc đảo qua. Trong truyền thuyết, xích viêm thảo có thể khởi tử hồi sinh, nhưng ma cưu nhục thân đã hủy, xích viêm thảo chẳng lẽ còn có thể giúp hắn đúc lại nhục thân không thành. Kia cũng không tránh khỏi quá thần kỳ, bất quá ma cưu bày ra loại này linh thân, lại làm cho tiêu phàm lớn cảm thấy hứng thú. Hoa hạ trường sinh truyền kỳ bên trong, vẫn luôn có nguyên thần xuất khiếu, suy nghĩ viển vông truyền thuyết vô cực thuật tàng trường sinh thiên thất lạc hầu như không còn, tiêu phàm từ cũng vô pháp lĩnh ngộ được cái gọi là nguyên thần xuất khiếu, đến cùng là loại nào thần thông. Mà cưu linh thân, lại thật sự là linh hồn chi thuật. Nhục thể tiêu vong, linh hồn vẫn như cũ sống sót, hơn nữa có thể độc lập hoạt động, tựa hồ còn có thâm bất khả chắc bản sự, có thể tổn thương tính mạng người. Đây là tiêu phàm trước kia từ chỗ chưa gặp tuyệt kỹ. Tự nhiên, dưới mắt không phải nghiên cứu thứ tuyệt kỹ này thời điểm. Mà lại, Tiêu phàm cũng không cho rằng, mà cưu đại quốc sư trước mắt linh thân, là một loại bình thường, có thể trường kỳ tồn tại trạng thái. Mà Cừu đây là bất đắc dĩ, bị buộc tiến hành đánh một trận cuối cùng. Nếu như không có những hậu thủ khác, mặc kẻ thắng bại như thế nào, mà Cừu chính mình cũng tất nhiên sẽ hồi phi yên diệt. Người hiểu cái gì, nhanh, thanh, xích viêm thảo, giao ra, nếu không, ta lập tức giết nàng. Mà Cừu tiếp tục gào thét, trên tay thêm mấy phân kinh lực, đen như mực tử khí lập tức từ cơ khinh xa đầu lan tràn đến nơi ngực cơ khinh xa đôi mi thanh tú cao lại trên mặt hiện lên một vòng thần tình thống khổ nghe ma cưu giọng điệu này chỉ cần có xích viêm thảo ngay cả hắn loại tình hình này đều có biện pháp phản hồi đây quả thực quá nghịch thiên đương nhiên cũng có khả năng ma cưu chỉ là không cam tâm để tiêu phàm lấy đi xích viêm thảo ta rơi không được tốt tất cả mọi người đừng nghĩ tốt tiêu phàm trầm ngâm hắn không phải không thèm để ý cơ khinh xa an nguy mặc dù già nhi ở trong mắt hắn ngàn tốt vạn tốt, nhưng mà nếu như muốn hy sinh cơ khinh xa sinh mệnh đi đổi tân lâm sinh mệnh. Dạng này sự tình, tiêu phàm tuyệt đối làm không được. Tiêu phàm dưới mắt không chịu lập tức đem xích viêm thảo giao ra, ở chỗ hắn không tin được ma cưu. Gặp tình hình như vậy, ma cưu bất luận cái gì hứa hẹn đều là không dựa vào được. Có rất lớn khả năng, tiêu phàm đem xích viêm thảo giao cho ma cưu, để ma cưu tình hình đạt được cải thiện, hoặc là để ma cưu năng lực trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói hậu quả chính là tai nạn tính chẳng những cứu không được cơ khinh xa ngay cả tiêu phàm chính mình cũng vô cùng nguy hiểm tiêu phàm chỉ là trách tâm nhân hậu lòng hiệp nghĩa lại tuyệt không phải đồ đần càng không phải là lạm người tốt tiêu phàm ta cảnh cáo ngươi ngươi không nên đánh ý định quỷ quái gì nữ nhân của ngươi bên trong ta máu hàng toàn thế giới trừ ta không ai còn có thể giải khai ngươi nếu là dám dở trò ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nữ nhân của ngươi lập tức liền độc phát mất mạng. Ma Cưu càng thêm nôn nóng, ta đếm ba lần, ngươi lập tức thanh, xích viêm thảo, giao ra. Một, hai, ba, chờ một chút, tiêu phàm quát khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn một chút trong tay xích viêm thảo, ánh mắt lóe lên một vòng lưu luyến không rời thần sắc. Bỗng nhiên dương một tay lên, diễm lệ hoa hồng tại không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng về một bên bay đi. Ma Cưu đại hỉ, không cần suy nghĩ phi thân lên đen như mực đại thủ mở ra hướng xích viêm thảo kích bắn đi đúng lúc này một đầu toàn thân đen nhánh đại xà vô thành vô tức từ tô nam dưới thân chui ra cong người xuống lập tức như là mũi tên kích xạ đến cơ khinh xa sau lưng mở ra miệng rộng cắn một cái tại cơ khinh xa trên mắt cá chân đầu này toàn thân đen nhánh đại xà chính là tô nam bản mệnh linh sủng theo lý tô nam bản thể trọng thương bản mệnh linh sủng cũng đi theo uể oải suy sụp lại không biết tô nam lấy loại phương pháp nào kích phát cái này con đại xà tiềm lực trong chớp nhoáng trở nên nhanh như thiểm điện cơ khinh xa lúc đầu bị ma cưu dưới cấm chế toàn thân trên dưới cũng không thể động đậy cái này con đại xà cắn một cái vào nàng mắt cá chân một loại xanh biếc chi sắc nháy mắt truyền khắp cơ khinh xa toàn thân ma cưu dưới tại nàng cấm chế trên người giải quyết dễ dàng lớn mật trong lúc cấp bách ma cưu dùng con mắt dư quang liếc tới đây hết thảy vừa sợ vừa giận lại là phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nam dở trò quỷ, giải khai cơ khinh xa cấm chế trên người. Xét thấy cơ khinh xa nguyên bản liền thụ người chế trụ, không có sức hoàn thủ, mà cưu dưới ở trên người nàng, cũng chính là rất bình thường cấm chế, cũng không có có chỗ đặc biệt gì. Loại này đẳng cấp cấm chế, đối với Tô Nam mà nói, dù coi như đã bản thân bị trọng thương, thoi thóp, muốn mở ra cũng vẫn như cũ hào không làm khó dễ. Cũng may chỉ cần xích viêm thảo tới tay, cơ khinh xa phải chăng được cứu vớt, cũng không sao. Ở trong đó nặng nhẹ, mà cưu hay là được chia rất rõ ràng. Hiển nhiên đen như mực đại thủ, sắp bắt được xích viêm thảo, dị biến nảy sinh. Kia đóa lộng lấy vô so hoa hồng lớn, tại ma cưu có thể đụng tay đến địa phương, xoay tít đánh cái mâm tráng bánh, bỗng nhiên lại hướng về tiêu phàm bắn trở về. Tiêu phàm vừa rồi làm, thế mà là lượn vòng xảo kinh. Cùng loại với bay đi đến khí kỹ xảo, loại này cho trẻ con kỹ xảo, ngày bình thường cũng chỉ là ở giữa bạn bè giải trí tranh thủ cười một tiếng thôi ma cưu nằm mơ đều không hề nghĩ tới tiêu phàm tại loại thời khắc mấu chốt này sẽ dùng dạng này không đáng giá nhắc tới kỹ xảo tới đối phó hắn quả thực chính là trò đùa nhưng mà mặc kệ ma cưu trong lòng nghẹn không ấm ức loại này trẻ con trò siếc tiêu phàm vẫn thật là ở trước mặt hắn xuất ra đồng thời đánh hắn trở tay không kịp đại quốc sư chộp vào không trung xích viêm thảo trong nháy mắt lại bay trở về tiêu phàm trong tay hỗn đản, lấy lại tinh thần ma cưu, nháy mắt nổi trận lôi đình. 12 tên âm quỷ thậm chí đều đình chỉ đối linh hồn hắn cắn, đồng loạt ngẩng đầu lên đến, phát ra phẫn nộ vô so thét lên thanh âm, toàn thân hắc vụ cuồn cuộn mà lên. Phẫn nộ tới cực điểm đại quốc sư, nhún người nhảy lên, lao thẳng tới trở về. Ma cưu đối tượng, vẫn như cũng là cơ khinh xa. Dù coi như tại nổi giận bên trong, đại quốc sư đầu não vẫn phi thường thanh tỉnh, hắn biết rõ, hướng tiêu phàm khởi sướng tiến công, thắng bại khó mà dự kiến. Bất quá có thể khẳng định là, nhất định là một trận gian khổ dị thường đánh lâu dài. Lấy hắn tình hình bây giờ, rõ ràng kiên trì không được bao lâu. Lại không cầm tới xích viêm thảo, âm quỷ phản vệ liền khó mà ngừng lại, kết quả cũng liền chú định. Nhất định phải bắt lấy cơ khinh xa, nhìn ra được, cái này hoa hạ nam nhân rất trọng tình cảm, đối nữ nhân của hắn cũng rất quan tâm. Chỉ cần bắt được cơ khinh xa, Mà cưu liền không đến mức hoàn toàn ở vào hạ phong, còn có cỏ kè mặc cả chỗ trống trong khoảnh khắc mà cưu đại quốc sư liền đem hết thảy đều tính toán phi thường đúng chỗ đáng tiếc là đại quốc sư tính sai đồng dạng hắn không có đem cơ khinh xa sức chiến đấu tính toán ở bên trong thời khắc mấu chốt người rất dễ dàng bị suy nghĩ của mình xu hướng tâm lý bình thường chỗ lừa dối hàng đầu sư thế giới là một cái hoàn toàn nam tôn thế giới thậm chí toàn bộ đan mạng quốc bộ lạc thổ dân đều là phi thường điển hình nam tôn nữ ti thế giới Tại ma cưu đại quốc sư trong suy nghĩ, nữ nhân là nhẫn nhục chịu đựng đại danh từ, phục thị nam nhân tốt nhất, chính là xuất sắc nhất nữ nhân. Cái gọi là nữ cường nhân, tại Đan Mạn Quốc là một cái 10 điểm ít thấy danh từ. Mà có can đảm hơn nữa có thể cùng hàng đầu sư đối đầu nữ nhân, càng là phượng mau lân giác. Về phần cường đại đến có thể kháng cự đại quốc sư nữ nhân, ma cưu đừng bảo là chưa thấy qua, nghĩ cũng không nghĩ qua. Huống chi, cơ khinh xa vẫn luôn ở vào trong lòng bàn tay của hắn trải qua mấy ngày nay không có phản kháng chút nào chi lực, ma cưu sớm đã nhận định cơ khinh sa là quả hồng mềm có thể dễ như trở bàn tay. Nếu như là tại cực kỳ tỉnh táo tình huống dưới, ma cư còn có thể nhớ tới cơ khinh sa thuật sư thân phận đáng tiếc dưới mắt đại quốc sư đã nổi giận. hắn chỉ muốn một phát bắt được cơ khinh sa để cái kia họ tiêu người hoa hảo hảo thanh tỉnh một chút có can đảm trêu đùa đại quốc sư, liền muốn gánh chịu hậu quả. Trên thực tế nếu như ngang tay đối đầu tại đã linh thân hóa ma cưu đại quốc sư trước mặt cơ khinh xa cũng xác thực kiên chỉ không được thời gian quá dài song phương trên thực lực tranh lệch hay là rất rõ ràng nhưng mà ma cưu đại quốc sư đánh giá thấp cơ khinh xa trên thân pháp khí uy lực dù sao châu á đối với đại quốc sư mà nói thực tế quá xa xôi đối đạo giáo thuật pháp hiểu rõ cũng vô cùng mơ hồ trên người một nữ nhân dù coi như cất giấu một kiện pháp khí nghĩ đến cũng bất quá là dùng để phòng thân mà thôi có thể lớn bao nhiêu tác dụng. Hắc vụ cuồn cuộn, đại quốc sư thoáng qua liền giết tới cơ khinh sa trước mặt. Cơ khinh sa thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn xem nổi giận ma cưu, tay trái bấm quyết, tay phải một dương, một mặt nho nhỏ gương đồng, phóng lên tận trời. Bắt đầu kính, cái này đạo môn trí bảo, một mực dấu ở cơ khinh sa trên thân, ẩn mà không phát. Tiêu phàm chọn vẹn hoa ba ngày tế luyện món pháp bảo này, đem tạo hóa điểm bên trong chứa đựng đại bộ phận phân linh lực, đều cưỡng ép đưa vào bắc đầu kính bên trong, phong ấn. Tơ khinh xa thì đồng dạng hoa trọn vẹn ba ngày để luyện tập tiêu phàm giáo cho hắn pháp quyết. Bộ này pháp quyết không có khác công dụng, chính là tại thời khắc mấu chốt, có thể thôi động bắc đầu kính, đem tạo hóa điểm quán chú đi vào linh lực, một lần tính phóng xuất. Chỉ có thể dùng một lần, mà lại chỉ có thể thôi động lâm thời quán chú linh lực. Một lần qua đi, pháp quyết liền không còn hữu hiệu. Cái này đạo môn trí bảo, không phải vô cực môn người muốn vận dụng tự nhiên, không có 10 năm thời gian đến chậm rãi luyện hóa rèn luyện, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng mà quan trọng trước mắt, thôi động lần này cũng đã đầy đủ. Bác đầu kính vọt lên giữa không chung, trói mắt lóa mắt kim quang bắn ra, vào đầu chụp vào ma cưu linh thân. Trong chốc lát, ma cưu chỉ cảm thấy trước mắt kim quang trói mắt, lại cũng không nhìn thấy những vật khác. Bác đầu kính là chuyên khắc quỷ vật yêu tà đạo môn trí bảo, là ma cưu linh thân cùng 12 âm quỷ thiên địch. Ma Cư vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh vừa vặn. Kinh thiên động địa rú thảm nháy mắt xa xa truyền ra. Chỉ thấy tại kim dưới ánh sáng, Ma Cư linh thân cùng 12 âm quỷ, hắc vụ bừng bừng, uyển như hoa tuyết gặp nắng gắt, lập tức bốc hơi. Linh thân cùng 12 âm quỷ thủ múa rậm chân, liều mạng dãy ruộng, trong lúc nhất thời, lại nơi nào dãy ruộng phải thoát, bất quá thoáng qua ở giữa, dày đặc vô so linh thân liền thất lạc hơn phân nửa, trở nên người điểm mỏng manh tiêu phàm người ngón luân chuyển, từng đạo hùng hậu pháp lực đánh vào càn khôn đỉnh bên trong, bảo đỉnh phi thân lên, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án bao phủ xuống, hình thành một cái vòng xoáy, bắt đầu đại lực hấp thu còn thừa không nhiều linh thân cùng âm quỷ biến thành hắc vụ. Đầu kia cắn cơ khinh xa mắt cá chân đen nhánh đại xà, càng là phi thân lên, hướng tiến vào kim quang bên trong, há mồm cắn ma cưu linh thân, liều mạng hút. Đối với Tô Nam mà nói, thôn vệ ma cưu linh hồn, là hắn giải trừ trên thân hàng đầu duy nhất cơ hội, lại há có thể bỏ qua. Lớn thiên vương kéo quấn lại bên trong, báo thù cho ta. Tam phương giáp công phía dưới, linh thân càng là khó mà chống đỡ được. Sau một lát, một tiếng tuyệt vọng giống to, đã kinh biến đến mức phai mở vô so ma cưu linh thân ẩm vang nổ tung. Tại kim quang bao phủ phía dưới hóa thành điểm điểm hắc quang, tứ tán bay dương, khoảnh khắc liền bị càn khôn đỉnh thu lấy phải sạch sẽ. Mà 12 âm quỷ, sớm tại linh thân bạo liệt trước đó, liền đã chống đỡ không nổi, đi đầu tán loạn. Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, càn khôn đỉnh đỏ lóng lánh bay trở về trong tay của hắn, Tiêu Phàm thần niệm chi lực hướng trong đỉnh tìm tòi, hài lòng gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, bác đầu kính uy năng cũng rốt cục hao hết, kim quang vừa thu lại, gương đồng nhỏ trở nên u ám không sáng, từ không trung rơi xuống mà xuống, Tiêu Phàm lần nữa vẫy tay một cái, gương đồng cũng bay trở về trong tay hắn. Tiêu Phàm cẩn thận nghiệm nhìn một chút, thấy bảo vật bình yên vô sự, lúc này mới yên lòng lại đầu kia đen nhánh đại xà, thì phi thân trở lại tô nam bên người. Nhìn qua, tô nam trên mặt loại kia màu cho tàn, đã tiêu tán thành vô hình, thoảng qua hiện ra một tia huyết sắc. Cùng lúc đó, tại một cái đen nhánh không biết tên không gian bên trong, một tiếng phẫn nộ đã cực gào thét bỗng nhiên vang lên, tràn đầy nói không nên lời uy áp chỉ ý, tựa hồ một vị nào đó cường đại đến cực điểm đại năng giả, bị bỗng nhiên kinh động. chương 537, Bằng hữu Xôi chào thánh tuyển an yên tĩnh, Giờ khắc này, toàn bộ ma cưu trang viên đều phi thường yên tĩnh. Cơ khinh xa thân thể nhoáng một cái, về sau ngã xuống. Tô Nam bản mệnh linh sủng giúp nàng giải khai cấm chế, nhưng thật ra là lấy độc trị độc, tăng thêm vừa mới giải khai cấm chế, liền toàn lực thôi động bắt đầu kính diệt địch, cơ khinh xa pháp lực tiêu hao qua kịch. Tiêu phàm thân thể nhoáng một cái, liền đến phụ cận, cánh tay một dài, nắm ở cơ khinh xa. Cơ khinh xa trên mặt, hiện ra một tầng xanh mơn mởn nhan sắc, lộ ra cực kỳ quỷ dị tiêu phàm sau nghi nhân lại không chút do dự liền cầm trong tay xích viêm thảo tiến đến cơ khinh xa dưới chóp mũi một cỗ tinh thuần đến cực điểm sinh mệnh linh khí tuôn ra tiến vào cơ khinh xa thể nội. cơ khinh xa mở ra hai con ngươi miễn cưỡng cười một tiếng trên mặt xanh mơn mởn nhan sắc hơi có tiêu tán tô nam đại sư tiêu phàm quay đầu kêu lên không thể nghi ngờ cơ khinh xa bên trong hàng đầu ma cưu đã vẫn lạc mà chết đối hàng đầu thuật hiểu rõ toàn bộ đan mạn quốc lại cũng không có người có thể siêu việt tô nam. Tô nam tình hình, so vừa rồi tốt hơn nhiều, bất quá vẫn như cũ bị thương nặng, chậm rãi ngồi thẳng người, thấp giọng nói tiêu chân nhân không cần lo nghĩ, cơ tiểu thư bên trong hàng đầu, không coi là bao nhiêu lợi hại. Nếu như ta không có nhìn lầm, vừa rồi tiêu chân nhân tựa hồ dùng, càn khôn đỉnh, thu lấy một bộ phân ma cưu linh thân tinh khí, thứ này, là giải hàng đầu thánh dược. Muốn giải hàng đầu, trực tiếp nhất biện pháp, chính là hấp thu rơi hàng hàng đầu sư bản thân tinh huyết. ma cưu tiêu vong, linh thân tinh khí cũng có đồng dạng hiệu quả. Mà lại, ma cưu khi còn sống là đan mạn quốc cường đại nhất hàng đầu sư, hắn linh thân tinh khí, đối bất luận cái gì hàng đầu giải trừ đều có hiệu quả. Tiêu phàm nghe xong lời ấy, không chút do dự tế ra càn khôn đỉnh, đem ma cưu linh thân tinh khí dẫn xuất, dần dần độ nhập cơ khinh xa thể nổi. Tô Nam ở một bên chỉ điểm quyết khiếu, sau một lát, cơ khinh xa trên mặt xanh mơn mởn nhan sắc, liền là tiêu trừ phải sạch sẽ. Tốt, ta không sao, cơ khinh xa nở nụ cười xinh đẹp, lập tức đứng thẳng người, rời đi tiêu phàm ôm ấp, nhìn về phía tiêu phàm trong tay xích viêm thảo, đầy mắt sợ hãi lẫn vui mừng. Cuối cùng tới tay, công đức viên mãn, tiêu phàm dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, gật đầu cười. Chuyến này Nam Dương chuyến đi, nhưng thật không dễ dàng. Tô Nam cũng nhìn qua xích viêm thảo, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ, lập tức liền đem tâm tư này thu vào. Vừa rồi tiêu phàm đại chiến ma cưu linh thân một màn, hắn thấy thanh thanh sở sở. Đừng bảo là hắn hiện tại trọng thương chưa lành, liền xem như thần hoàn khí túc thời điểm, hơn phân nửa cũng không phải tiêu phàm đối thủ. Điểm này, tô nam tâm bên trong nắm chắc, đã như vậy, vậy liền hay là không muốn đi nhớ thương xích viêm thảo, không có thương tâm. Lại nói, tô nam cũng rất muốn giao tiêu phàm người bạn này. Tiêu chân nhân, xích viêm thảo, dược hiệu cực mạnh, nếu như bằng hữu của ngươi thương thế không phải quá nghiêm trọng, nhưng thật ra là không dùng đến cả cây, xích viêm thảo. Tiêu chân nhân có thể xét dùng thuốc, tô nam nhắc nhở, ngữ khí rất là chân thành. Tiêu phàm nhìn một chút trong tay linh dược, mỉm cười gật đầu, nói, đa tạ tô nam giáo chủ chỉ điểm. Kỳ thật lấy tiêu phàm tại dược lý bên trên cao thâm tạo nghệ, hắn nhìn thấy xích viêm thảo thời điểm, liền đã đại khái đối xích viêm thảo hiệu quả trị liệu có hiểu biết, biết tô nam nói đích thật là lời nói thật. Chỉ điểm không dám nhận, Tô Nam đứng dậy, hướng bốn phía một chương nhìn, trong mắt toát ra cực kỳ thần tình phức tạp, nói tiêu chân nhân, nghĩ muốn xử trí như thế nào ma cưu sơn trang. Trải qua trận này, không cổ phái toàn bộ tinh anh tổn thất hầu như không còn, 15 tên giảm nhiều đầu sư, chỉ còn lại có hai người mà thôi. Cơ An Ni cùng gia ninh Trừng, bởi vì trọng thương chưa lành, một mực tại bế quan khổ tu, không có tham dự đêm nay kịch chiến, ngược lại trốn qua một kiếp. Cực thịnh một thời không cổ phái, đã tan thành mây khói, rơi xuống đến ma cư quật khởi trước đó tiêu chuẩn, nhiều lắm là so ra mà vượt một trong đó cùng hàng đầu môn phái thực lực. Hàng đầu sư thế giới, cường giả vi tôn, vô luận ma cưu lúc còn sống, không cổ phái ra sao chờ huy hoàng sán lạn, hiện tại cũng đã trở thành lão hoàng lịch, ngày mai hoa cúc thôi. Cái này còn phải xem tiêu phàm phải chăng cho phép bọn hắn tiếp tục tồn tại hạ đi. Thời khắc này ma cư trang viên, tại tiêu phàm trước mặt, trên cơ bản tương đương không đề phòng. Tiêu phàm trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, Tô Nam Đại Sư, không cổ phái, truyền thừa, vẫn là phải tiếp tục. Không nhưng bây giờ là như thế này, coi như tương lai, ta cũng hy vọng môn phái này hương hỏa, có thể kéo dài. Diệt cả nhà người ta, tuyệt không phải tiêu phàm tác phong. Mà phía sau câu nói kia, thì là nói cho Tô Nam nghe. Ma cư vẫn lạc, cùng Tô Nam nổi danh cao chừng cùng nạp trái hai vị một cùng giảm nhiều đầu sư cũng đã vẫn lạc. Tô Nam đã là đan mạn quốc hoàn toàn xứng đáng thứ nhất hàng đầu sư, bị hoàng thất phong làm đại quốc sư chỉ là vấn đề thời gian tiêu phàm hy vọng tô nam đảm nhiệm đại quốc sư về sau đối không cổ phái hạ thủ lưu tình không muốn đuổi tận giết việt tô nam song mi nhẹ trao lại chậm chậm nói tiêu chân nhân tại chúng ta hàng đầu sư xem ra tiêu chân nhân làm như vậy cũng không thể làm nhiều cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc tiêu phàm từ châu á đường xa mà đến đem không cổ phái giết đến thất bại thảm hại bây giờ lại muốn lưu lại truyền thừa của bọn hắn liền không sợ tương lai có một ngày không cổ phái lần nữa quật khởi về sau hướng hắn trả thù a à. đây chính là đi ra ma cưu đại quốc sư môn phái tại ma cưu đại quốc sư không thiên quỷ hàng tinh khí thần đều đều ở vào trạng thái đỉnh phong thời điểm dù coi như là tiêu phàm cũng tuyệt không nắm chắc tất thắng ai có thể cam đoan nhiều năm về sau không cổ phái sẽ không xuất hiện cái thứ hai ma cưu tiêu phàm lắc đầu nói tô nam đại sư tại chúng ta châu á cổ đại có một loại tàn bạo nhất pháp luật, gọi là chu cửu tộc. Không biết Tô Nam Đại Sư phải chăng nghe nói qua, Tô Nam sắc mặt hơi đổi một chút, nói có nghe thấy. Lại không biết tiêu phàm vào lúc này bỗng nhiên nhắc lên cái này chu cửu tộc là có ý gì. Cổ đại bạo quân hoặc là quân phiệt, đem đối thủ đánh bại về sau, bởi vì sợ con cháu của hắn hậu đại báo thù, liền muốn đem đối thủ cửu tộc toàn bộ chu sát, nam tính tộc nhân, bất luận lão ấu, dù là còn ở trong tã lót hải nhi, cũng không buông tha. Kỳ thật, đây chẳng qua là mở một cái cực đoan ác liệt tiền lệ thôi. Rất nhiều chu người cửu tộc bạo quân, không bao lâu, cũng sẽ bị người chu cửu tộc. Giết hắn người này, cũng không phải là lúc trước bị hắn giết chết đối thủ hậu đại, mà là cái khác người không liên hệ. Chu cửu tộc, diệt người cả nhà, thực tế là rất ngu xuẩn cách làm. Trừ kéo dài cừu hận, tự chui đầu vào dọ, lại không có những tác dụng khác. Cường giả chân chính, là khinh thường tại làm như vậy. Tô Nam nhất thời bán hội, Tự nhiên không thể nào hiểu được Tiêu Phàm lời nói này thâm ý, bất quá Tiêu Phàm đã kiên trì bất diệt ma cưu truyền thừa, Tô Nam cũng không tốt kiên trì. Dù sao dưới mắt, Tiêu Phàm mới là người chiến thắng. Tốt, vậy liền hết thảy đều y theo tiêu chân nhân ý tứ. Tô Nam mỉm cười đáp, thứ đặt tên buổi chiều, rơi già sân bay, khách quý phòng chờ máy bay, khách quý chật nhà, một cái nho nhỏ dương hành lý, đặt tại Tiêu Phàm dưới chân. Một phòng lớn người vây ngồi ở một bên, chuyện trò vui vẻ đã cầm tới xích viêm thảo tiêu phàm lòng chỉ muốn về cách lâm thanh loan cho hắn hạn định một tháng kỳ hạn chỉ có không đến một tuần lễ thời gian phải nắm chắc thời gian chạy tới vì tân lâm phối dược làm sao đại dương thời tiết biến ảo khó lường ven biển bỗng nhiên hạ xuống mưa to phi cơ chuyến chỉ hoãn cất cánh đành phải ở đây cùng các bằng hữu nói chuyện phiếm nói chuyện cái này phòng khách quý bên trong thật đúng là tập trung lạc già thành nổi danh nhất nhìn mấy cái nhân vật lãnh thụ biến mất rất nhiều ngày Hoàng Thanh Vân Hoàng Cao Huy phụ tử, thình lình đang ngồi. Ngồi tại bên cạnh đại ca Hoàng Dũng Huy, cầm thật chặt một bên Phạm Linh tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy thần sắc nhẹ nhõm. Hắn rốt cục có thể dỡ xuống Hoàng thị tập đoàn CEO cái này nặng tại thiên quân gánh. Công ty lớn giám đốc điều hành, thật không phải là ai cũng có thể đảm nhiệm. Hoàng Thanh Vân tay trái, thì là âu phục giày ra Phạm Nhạc. Mời tiêu chân nhân yên tâm, chúng ta hoàng gia nhất định toàn lực ứng phó hiệp trợ phạm nhạc tiên sinh, thuận lợi hoàn thành giao tiếp. Hoàng Thanh Vân hướng về tiêu phạm không người một chút, kính cẩn nói. Tại mỗi lần cùng tiêu phạm nói chuyện trước đó, Hoàng Thanh Vân đều muốn lặp lại động tác giống nhau, lấy đó đối tiêu phạm vô hạn tôn trọng. Nếu như không có tiêu phạm, hắn cùng con của hắn, giờ phút này sớm đã không tại nhân thế. Hoàng thị tập đoàn to lớn sản nghiệp, cũng sẽ bị phạm anh từng bước một thôn tính từng bước xâm chiếm, cuối cùng tiêu vong duy nhất may mắn còn sống sót tiểu nhi tử hoàng dũng huy chỉ sợ cho đến lúc đó cũng giống vậy không gánh nổi tính mệnh tiêu phàm đối bọn hắn hoàng gia có tái tạo tri ân Cuống hồ đây là một cái có thể diệt sát ma cưu đại quốc sư trí cường giả tại nam dương tại đan mạn quốc tại lạc gia thành còn có ai dám đối dạng này trí cường giả có chút bất kính tri ý a à. phạm nhạc song nghi không muốn người biết nhau một chút nói thật mấy năm qua hắn đã thành thói quen tại cơ khinh xa bên người sinh hoạt, đối với kia bị vô số người hâm mộ bạc triệu gia tài, phạm nhạc thái độ vô cùng gió nhạt mây nhẹ. Hắn minh xác hướng cơ khinh xa tỏ thái độ, hay là nguyện ý lưu tại bên cạnh nàng, tiếp tục vì nàng khi bảo tiêu. Phạm gia phú khả địch quốc gia sản, tình nguyện giao cho Phạm Linh đi kế thừa. Cơ khinh xa không có đáp ứng, nàng không thể như thế tự tư, trọng yếu nhất chính là Phạm Anh chết bất đắc kỳ tử. Trước mắt Phạm ra rắn mất đầu, hỗn loạn tương bừng, bộ này gánh nặng ngàn cân phạm linh là tuyệt đối gánh vác không nổi đến bạc triệu gia tài giao cho nàng không là đối với nàng tốt mà sẽ hại nàng liền để nàng cùng hoàng dũng huy tổ kiến bọn hắn tiểu gia đình thanh thản ổn định qua bọn hắn tiểu thời gian chẳng phải là tốt tạ ơn hoàng tiên sinh tiêu phàm mỉm cười hướng hoàng thanh vân gật đầu thăm hỏi ánh mắt tại phạm nhạc trên mặt thoáng nhìn lập tức đối hắn ý nghĩ lòng dạ biết rõ phạm nhạc đừng sầu mi khổ kiểm mặc kệ đến lúc nào chúng ta cũng sẽ là bằng hữu. Lại nói, có tiền cũng không phải là chuyện xấu, tài phú chỉ cần sử dụng thỏa đáng, có thể trợ giúp rất nhiều người. Lời nói này, xác thực phát ra từ tiêu phàm nội tâm. Lần này Nam Dương chuyến đi, cơ khinh xa cùng phạm nhạc, bồi tiếp hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, nói một tiếng bằng hữu tuyệt không là quá. Phạm nhạc nhẹ gật đầu, tâm tình hơi thư sướng chút. Chốc lát, sân bay phát thanh bên trong vang lên đăng ký thông chi, người mặc tịnh lệ chế phục nhân viên phục vụ đến đây dẫn dắt khách quý đăng ký. Cơ khinh xa hướng Phạm Nhạc vươn tay ra, yên nhiên nói, Phạm Nhạc, chúng ta trước kia là bằng hiếu, hiện tại là bằng hiếu, đem đến vẫn là bằng hiếu. Chờ ta xử lý xong chuyện bên này, ta còn đi cửa sắt tìm ngươi. Phạm Nhạc đưa tay cùng nàng một nắm, nói, ngữ khí bình thản, thật giống như đang kể một kiện 10 điểm chuyện đương nhiên. Cơ khinh xa thoảng qua khẽ giật mình, lập tức cười khe khẽ lắc đầu. Cái này Phạm Nhạc cũng là nhận lý lẽ cứng nhắc ra hòa. Chương 538, Giả Nhi. Quang Minh Hồ lão quân núi, Thất Diệu cung tổng đàng nghị sự đường. Khi Tiêu Phàm lấy ra xích viêm thảo, Hoa bà bà lần đầu ở trước mặt hắn nở một nụ cười, bất quá lập tức lại ẩn liếm không gặp, nghiêm mặt. Không biết tại sao, Hoa bà bà đối Tiêu Phàm cảm nhận vẫn luôn rất kém cỏi, xưa nay không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Có lẽ tại Hoa bà bà trong suy nghĩ tiêu phàm chính là cái kia lừa gạt thất diệu cung thiếu chủ tiểu bạch kiểm. Dạng này sẽ chỉ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ hài tử nam nhân, quyết không thể cho quá nhiều tín nhiệm. Nhưng thất diệu cung cái khác trưởng bối, thái độ cùng hoa bà bà khác lạ, sự chú ý của mọi người, không ngoài dự tính, đều tập trung ở xích viêm thảo phía trên. Đây chính là xích viêm thảo, thật là tinh thuần sinh mệnh tinh khí. Không phải nói, xích viêm thảo là cỏ a à. như thế nào là một đóa hoa hồng lớn, nói nhỏ thanh âm khe khẽ vang lên, mấy vị thất diệu cung trưởng bối châu đầu ghé tai, nghị luận ẩm ý, bất quá lớn đều mang không che giấu được hưng phấn chi ý. Mặc kệ là hoa hay là cỏ, linh dược này tán phát khí tức, tuyệt đối không giả. Thánh nữ có thể cứu, lâm thanh loan từ tiêu phàm trong tay tiếp nhận xích viêm thảo, cẩn thận điều tra, song nghi có chút nhíu lên, nói tiêu phàm, cái này, xích viêm thảo, làm sao không hoàn chỉnh. Có thể nhìn ra được, xích viêm thảo thiếu thốn mấy cái cánh hoa. Đối với phổ thông hoa cỏ mà nói, thiếu thốn mấy cái cánh hoa hoàn toàn không làm đại sự, nhưng xích viêm thảo là hoàn toàn khác biệt. Thiếu thốn cánh hoa, sẽ sẽ không ảnh hưởng đến dược hiệu. Tiêu phàm khom người một chút, thấp giọng nói tiền bối, xích viêm thảo, xác thực thiếu mấy cái cánh hoa, trong đó hai cái, bị ma cưu đại quốc sư ăn. Còn có hai cái, chính ta lưu lại một cái, một cái khác cánh hoa, đưa tặng cho bằng hữu của ta, làm nàng thù lao. Vị bằng hữu này, tự nhiên chỉ là cơ khinh xa. Phe này đánh bại ma cưu đại quốc sư, thuận lợi lấy được xích viêm thảo, cơ khinh sa cư công chí vĩ. Cứ việc cơ khinh sa mình tuyệt không có nói ra yêu cầu như vậy, tiêu phàm còn là tặng cho nàng một cái cánh hoa. Đây là cơ khinh sa nên được, Lâm Thanh Loan nhẹ nhàng hừ một tiếng, không nói gì nữa. Như là tiêu phàm đồng dạng, Lâm Thanh Loan cũng tinh thông dược lý, từ xích viêm thảo bên trên tán phát ra tinh thuần sinh mệnh tinh khí để phán đoán. Dù coi như thiếu bốn cái cánh hoa, cũng đủ để luyện thành thanh linh đan tất lại còn có các linh dược khác phụ trợ, cứ việc dược hiệu kém xa xích viêm thảo, nhưng văn võ trung sức, cả khỏa hiệu quả của đan dược tuyệt đối không kém. Lập tức khai lò luyện đan, Lâm Thanh Loan đứng dậy, trầm giọng hạ lệnh, vâng, tất cả thất diệu cung nhân vật đầu não đồng loạt đứng dậy, không người lĩnh mệnh. Tiêu phàm, người đi theo ta, Lâm Thanh Loan liếc tiêu phàm một chút, nói, cung chủ, cái này làm sao có thể, Lâm Thanh Loan lời còn chưa dứt. Hoa bà bà lập tức liền phát ra, hầm hư cái khác mấy tên nhân vật đầu não cũng đồng loạt nhìn về phía Lâm Thanh Loan, tựa hồ rất là đồng ý hoa bà bà ý kiến. Chế đan thuật đứng hàng thất diệu cung bảy đại tuyệt kỳ một trong, ngay cả chỉ thủy tổ sư đều 10 điểm tôn sùng, há có thể tùy tiện công bố cho ngoại nhân. Huống chi, người ngoài này hay là thất diệu cung túc địch. Lâm Thanh Loan lạnh lùng ánh mắt chậm rãi quét qua, lạnh lùng nói, luyện chế, thanh linh đan, cần âm dương hỗ trợ, các người có thể tìm tới một cái so nội lực của hắn càng thêm thâm hậu Nam A. À một câu lập tức đem tất cả mọi người chắn trở về thất diệu cung cực độ trọng nữ khinh nam môn hạ nam vốn cũng rất ít có hạn mấy cái cũng chỉ là ngoại vi đệ tử không người đạt được chân truyền đừng bảo là nam coi như bao quát lâm thanh loan ở bên trong chỉ sợ đều không người có thể so tiêu phàm nội lực càng thêm thâm hậu mọi người tại chỗ đều đều là chế đan cao thủ tự nhiên đều rất rõ ràng một cái đạo lý luyện đan người nội lực càng là cao minh luyện đan xác suất thành công liền càng cao Đan dược phẩm tướng cũng càng tốt. Thanh linh đan việc quan hệ già nhi sinh tử, luyện đan người tiêu chuẩn càng cao càng tốt. Dù coi như là hoa bà bà, cũng không thể phản bác. Bất quá từ đó về sau, lão thái thái này vẫn sụ mặt, không cho qua Tiêu Phàm sắc mặt tốt nhìn. Cũng may Tiêu Phàm dưới mắt căn bản liền không tâm tình đến so đo những thứ này. Lập tức một đoàn người theo Lâm Thanh Loan tiến vào đan thất. Thất diệu cung đan thất, ngược lại cùng chỉ thủy xem đan thất không có quá lớn khác nhau chỉ là đan thất bên trong bố trí trận văn, cùng chỉ thủy xem đại trận có chút khác biệt. Cảm giác bên trên, thất diệu cung đan thất bên trong khắc hỏa trận văn, càng nhiều thiên về tại tăng cường luyện đan uy lực, mà dừng nước xem đan thất trận văn, thì thiên về tại phòng ngự, miễn cho luyện đan thời điểm bị người quấy dày. Cả hai đều có các diệu dụng, bất quá tiêu phàm cảm thấy, hoàn toàn có thể dung hội quán thông, phát huy cả hai sở trường. Trận pháp chi đạo, tiêu chân nhân là chân chính mọi người cùng già nhi khỏi hẳn về sau có thể hai người cùng một chỗ về chỉ thủy xem một lần nữa khắc họa đan thất trận văn nghĩ đến đây tiêu phàm trên mặt hiện lên một vòng ấm áp ý cười cái này đi vào chính là trọn vẹn ba ngày ba đêm tiêu phàm không biết ba ngày này ở giữa toàn bộ lão quân núi đều biến thành một cái chiến đấu thành lũy lâm thanh loan ban xuống hiệu lệnh tất cả thất diệu cung tử để tiến vào cấp một chuẩn bị chiến đấu tổng đàn tất cả pháp trận cùng phòng ngự biện pháp toàn bộ mở ra bất kỳ người nào không có đạt được cung chủ chính miệng chỉ lệnh dám xông vào lão quân sơn chủ phong người một thể cầm nã lần này giới nghiêm cơ hồ ngay cả toàn bộ quang minh đập chứa nước đều bị chế độ quân nhân không trách lâm thanh loan thận trọng như thế việc thực tế xích viêm thảo quá mức chân quý trên đường đi tiêu phàm lấy phù lục phong ấn thần dược tinh thuần đến cực điểm sinh mệnh linh khí chưa từng tiết ra ngoài cũng không có gây nên những người khác ngấp nghé bây giờ khai lò luyện đan sinh mệnh tinh khí rốt cuộc không che giấu được. Dạng này thiên địa linh vật, tại trong quá trình luyện chế, tất nhiên sẽ dẫn phát cực kỳ mãnh liệt thiên tượng. Gây nên các lộ cao nhân dị sĩ chú ý, chính là tất nhiên. Trên giang hồ, ngọa hổ tàng long, thân thủ cường hoành, thuật pháp cao minh người đếm không hết, lâm thanh loan mảy may cũng không dám khinh thường. Luyện đan trong lúc đó, nàng cùng tiêu phàm cùng thất diệu cung mấy vị đỉnh tiêm cao thủ đều thiếu phương pháp, thật có đại năng giả đến đây đánh linh dược chủ ý, thật đúng là cái đại phiền toái. May mà hết thảy coi như thuận lợi, trong lúc đó thật có một hai nhóm người tay tiếp cận quang minh hồ, ý đầu hiểu rõ lão quân trên núi đến cùng phát sinh loại nào biến cố, vậy mà dẫn phát kịch liệt như vậy thiên tượng dị biến, đều đều bị trận địa sẵn sàng thất diệu cung đuổi trở về. Khi lại một ngày mặt trời từ đông phương dâng lên thời điểm, yên lặng tại trên giường nằm hơn 20 ngày tân lâm, như bạch ngọc gương mặt xinh đẹp bên trên, ẩn ẩn có một tia huyết sắc, thật dài tiệp mau hấp động lên, hai mắt thật to rốt cục chậm rãi mở ra tới. Già, một tiếng quen thuộc vô so kêu gọi, truyền vào tân lâm trong tai. Hai viên óng ánh nước mắt, chậm rãi từ tân lâm song trong mắt tràn ra ngoài, tinh xảo nhỏ bé yếu ớt ngón tay, bỗng nhiên nắm chặt, một mực cầm con kia ấm áp nhu hòa bàn tay. Tiêu phàm nắm thật chặt dài như mảnh khảnh tay nhỏ, bỏ vào mình bên miệng, nhẹ nhàng hôn lấy, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Gần một tháng không gặp, già nhi gầy không ít, khuôn mặt trở nên nhọn, thấy tiêu phàm từng đợt đau lòng. Tiêu phàm, tân lâm rốt cuộc thấy rõ ràng nam nhân ở trước mắt, tấm kia làm nàng dù coi như tại thật sâu trong giấc ngủ, cũng không giờ khác nào không tại tưởng niệm anh Tuấn khuôn mặt. Cũng không biết nơi nào đến một cỗ sức mạnh, nằm nhanh một tháng tân lâm bỗng nhiên ưỡn một cái vòng eo, muốn ngồi dậy. Tiêu phàm kịp thời duỗi ra cánh tay kia, nâng cổ của nàng. Tân lâm cũng đưa tay ra, ôm lấy cổ của hắn, môi đỏ khẽ nhúc nhích liền muốn hôn đem lên đi một tiếng uy nghiêm ho khan thanh âm bỗng nhiên vang lên già nhi lập tức giật mình kêu lên vội vàng quay đầu nhìn lại lập tức liền mắt choáng váng sư phụ già nhi sợ hãi kêu lên liên tục không ngừng đem đầu dấu ở tiêu phàm dưới cổ một bên diễm lệ hồng hà nháy mắt bay đầy gương mặt xấu hổ mà ức đây là ở đâu bên trong sư phụ làm sao lại xuất hiện tại mình cùng tiêu phàm bên người chẳng lẽ là ảo giác mới vừa từ ngủ say bên trong tỉnh lại nhất thời bán hội tân lâm hoàn toàn làm không rõ ràng tình trạng già nhi người thụ thương đây là đang lão quân núi người về nhà tiêu phàm vội vàng dùng nhất đơn giản ngữ cho nàng giải thích trước mắt hiện trạng a à, sư sư phụ ta tân lâm giật nảy cả mình vội vàng buông ra tiêu phàm tay vừa thẹn vừa vội trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải cái này cái này mình cùng tiêu phàm tốt còn không có hướng sư phụ báo cáo qua đây không có được sư phụ đồng ý liền cùng nam nhân tốt sư phụ nếu là biết nên có bao nhiêu sinh khí nhiều năm dạy bảo hủy hoại chỉ trong chốc lát lúc trước mình đi chỉ thủy quan chi trước sư phụ cứ việc vẫn chưa phân phó mình muốn thận trọng tự thủ quyết không thể cùng tiêu phàm ở giữa phát sinh cái gì quan hệ thân mật nhưng thất diệu cung quy củ mình cũng không phải không biết còn dùng đặc biệt phân phó a à. nhìn một cái chính mình cũng đã làm những gì hừ Lâm Thanh Loan khe khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên đối đồ đệ cái này biểu hiện có chút bất mãn. Tân Lâm càng thêm xấu hổ gấp không thôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thậm chí hiện ra một sợi không lớn bình thường đỏ thắm. Tiêu phàm vội vàng đập vỗ tay của nàng, để nàng yên tĩnh, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Loan, dung mạo trịnh trọng, thanh âm trầm thấp nói, tiền bối, già nhi vừa mới tỉnh lại, thân thể còn rất yếu ớt. Tiêu phàm lời còn chưa dứt, nhưng ý kia rõ ràng Lâm Cung Chủ, ngài nhìn, ta yêu thân thể người còn rất yếu, ngài có thể hay không không muốn lại hù dọa nàng. Không phải, ta sẽ không cao hứng nha. Lâm Thanh Loan vừa tức giận vừa buồn cười. Gia hỏa này, không phải muốn đích thân cho giả nhi mớm thuốc, còn ở trước mặt nàng cùng giả nhi thân mật cùng nhau, cũng liền thôi. Cũng dám tại thất diệu cung tổng đàn, tại thánh nữ phòng ngủ, hướng thất diệu cung cung chủ hạ lệnh trục khách. Quả thực chính là được một tất lại muốn tiến một thước. Bất quá, tiêu phàm nói tựa hồ cũng có lý già nhi bệnh trầm kha mới nổi lên, xa xa chưa nói tới khỏi hẳn, lúc này tối kỵ đại hỉ đại bi, một khi dẫn động thương thế, không khỏi lại muốn rất nhiều nhiều lần. Mình người sư phụ này, đánh tiểu uy nghiêm, nghiêm túc thận trọng, già nhi rất sợ hãi mình của trách. Bỗng nhiên bên trong đánh vỡ nàng tư tình, thật không biết nội tâm gấp thành bộ dáng gì. Lâm Thanh Loan lại hừ một tiếng, quay người liền rời đi phòng ngủ. Hiển nhiên sư phụ thật đi, cũng không quay đầu lại, Tân lâm cái này mới nhẹ nhàng thở vào một cái, trên gương mặt kia sợi không bình thường đỏ thắm, dần dần tiêu tán. Bỗng nhiên hướng phía tiêu phàm thẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ. Tiêu phàm không chịu được đưa tay nhéo nhéo nàng thẳng mũi, cười lên ha hả. Tiếng cười vô câu vô thúc, vui vẻ vô so. chương 539, Tô Nam Đại Quốc Sư. Cửu Nguyệt bên trong, châu Á thời tiết, vẫn như cũ nóng bức như lửa. Giáp lục đảo Tô Nam Trang Viên, cũng giống vậy sóng nhiệt cuồn cuộn. Tại dạng này viêm trời nóng khí bên trong, trang viên quản sự giảm nhiều đầu sư, bình thường đều sẽ thông cảm bọn hạ nhân, tận khả năng không phái bọn hắn việc phải làm. Nhưng hôm nay, hòa chiêu giảm nhiều đầu sư lại thái độ khác thường, sáng sớm liền đem tất cả hạ nhân đều đuổi ra dâm mát phòng, dưới làm cả trang viên tổng vệ sinh, răng đèn kết hoa, chuẩn bị nghênh đón khách nhân tôn quý nhất. Hòa chiêu giảm nhiều đầu sư là tô nam giáo chủ thân truyền, là nạp cát phái một đời mới nhân tài mới nổi, hòa nói bên trong rất được tô nam giáo chủ tín nhiệm, trang viên hết thảy tục vụ, đều giao xử lý dùm hắn. Qua nhiều năm như vậy, hòa chiêu cũng chưa từng để tô nam thất vọng qua, đem toàn bộ nạp cát phái cùng tô nam trang viên nói chuyện thường vụ, đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, chưa hề để tô nam vì những chuyện nhỏ nhặt này đang nghi. Tại trang viên một đám dưới trong mắt người, vị này giảm nhiều đầu sư làm người hòa khí, bình dị gần gũi, cũng không tự tiện uy phúc, mọi người đối hòa chiêu giảm nhiều đầu sư cảm nhận đều tốt vô cùng nhưng là, không bao gồm lần này mệnh lệnh, thật có chút không hiểu thấu. Thực tại mệnh lệnh như vậy, 7 ngày trước hòa chiêu giảm nhiều đầu sư mới vừa vạn hạ đạt qua một lần. Trang viên từ trên xuống dưới, dòng dã bận rộn hai ngày, đem tô nam trang viên trang trí phải như là chuyện cổ tích bên trong cung điện, vui mừng hớn hở, đẹp rực rỡ đẹp luân. Kia một lần, mọi người cứ việc mệt mỏi thúi chết, lại từng cái cam tâm tình nguyện, vui vẻ ra mặt. Bởi vì, lần kia là nghênh đón tối cao su đăng khâm sứ nửa tháng trước tiền nhiệm đại quốc sư ma cưu tại mình trang viên thiên quỷ hàng lúc lọt vào thiên quỷ phản phệ vẫn lạc mà chết trực tiếp tuyên cáo vị này đan mạng quốc từ trước tới nay tại vị thời gian dài nhất đại quốc sư kết thúc cùng lúc đó nghe nói ngay cả không cổ phái giảm nhiều đầu sư đều tử thương hầu như không còn chỉ còn lại có hai tên người trọng thương may mắn trốn được tính mệnh tin tức này quyền uy họ không thể nghi ngờ bởi vì tuyên bố tin tức này người là tô nam giáo chủ Đan Mạn Quốc gần với Ma Cưu Đại Quốc sư nổi danh nhất một cùng giảm nhiều đầu sư. Ma Cưu binh giải thời điểm, Tô Nam liền ở một bên tận mắt nhìn thấy. Tin tức này vừa truyền tới, lập tức liền chấn kinh toàn bộ Đan Mạn Quốc, không chỉ là hàng đầu giới, giới chính trị, giới kinh doanh thậm chí quân giới đều gây nên chưa từng có chấn động mạnh. Bình thường Đại Quốc sư thoái vị hoặc là quy thiên, sẽ không khiến cho như thế lớn chấn động. Nhưng lần này, tuyệt đối là một ngoại lệ. Ma Cưu Đại Quốc Sư chẳng những là gần trăm năm nay công nhận thiên phú tối cao, họ cách cường thế nhất Đại Quốc Sư, cũng là liên tục năm nhiệm Đại Quốc Sư bên trong, một vị duy nhất không phải bình thường tử vong Đại Quốc Sư. Nhưng mà những này đều không phải dẫn phát chấn động yếu tố mấu chốt. Chân chính để mọi người khiếp sợ không tên chính là Ma Cưu Đại Quốc Sư chết, cùng Tô Nam có quan hệ. Người chết, vô luận nó khi còn sống cỡ nào phong quang hiển hách, đều tuyệt sẽ không để cường giả chân chính quay lại nhiều chú ý hắn, chỉ có còn sống trí cường giả, mới có thể khiến cái này trong lòng người kính sợ kính sợ. Tô Nam miệng thảo luận, là hắn mắt thấy ma cư vẫn lạc, nhưng cơ hồ tất cả mọi người sẽ đem câu nói này giải đọc vì Tô Nam diệt sát ma cư. Ma cư cùng Tô Nam không thân chẳng quen, tại thiên quỷ hàng thời điểm, làm sao có thể mời Tô Nam đứng ngoài quan sát. Không hề nghi ngờ, Tô Nam là mình xông vào. Tại dạng này thời khắc mấu chốt xâm nhập trang viên, Tô Nam mục đích rất rõ ràng, chính là đi giết Ma Cư, Ma Cưu cũng tuyệt không có khả năng bỏ qua hắn. Hiện tại, Ma Cưu chết rồi, Tô Nam còn sống. Vấn đề không phải đã rõ ràng rồi sao? Từ một cái góc độ khác đến nói, hoàn toàn có thể cho rằng như vậy, Tô Nam tại hàng đầu thuật bên trên tạo nghệ đã vượt qua Ma Cưu. Mặc dù Tô Nam hẳn là tuyển tại Ma Cưu thiên quỷ hàng thời điểm, đột thi đánh lén, đánh Ma Cưu trở tay không kịp, cũng đủ để chứng minh Tô Nam cường đại. Nhất là cái này tin tức sau khi truyền ra, cơ hồ tất cả tạo nghệ cao thâm giảm nhiều đầu sư đều âm thầm thở phào một cái. Nếu như ma cưu thật luyện thành thiên quỷ hàng, chỉ sợ bọn họ những này giảm nhiều đầu sư đều phải xui xẻo. Cách đoạn thời gian, ma cưu liền muốn thôn vệ một cái cường đại linh hồn đến vững chắc cảnh giới của hắn. Hàng đầu thuật bên trên tạo nghệ càng cao hàng đầu sư, càng có có thể trở thành đồ ăn. Tô Nam nhất cử diệt sát ma cưu, vì đoàn người tiêu trừ cái này tai họa ngầm, tuyệt đối được xương tụng vì dân trừ hại. Thế là, thuận lý thành trương, Tô Nam trở thành đan mạn quốc tân nhiệm đại quốc sư. Tối cao su đăng khâm sứ, thân phó Tô Nam trang viên, đem hoàng thất phong bái chiếu thư đưa tới, đồng thời đại biểu tối cao su đăng, trịnh trọng mời Tô Nam đại quốc sư, tại thích hợp thời điểm, dừng chân hoàng cung, đảm đương lên đan mạn quốc hoàng thất thủ hộ chi trách. Tô Nam đại quốc sư vui sướng tiếp nhận tối cao su đăng mời, hứa hẹn không lâu sau đó, liền sẽ thân phó hoàng cung dừng chân. Đại quốc sư sở dĩ không có lập tức thành hàng, tất cả mọi người có thể hiểu được. Trước sau hai vị đại quốc sư ở giữa, khẳng định phát sinh qua cực kỳ thảm liệt giao phong, Tô Nam mặc dù chiến thắng, khẳng định cũng thụ thương không nhẹ, cần phải thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian mới được. Vì thế, Tô Nam trang viên vừa múa vừa hát, trọn vẹn chúc mừng ba ngày. Tô Nam, đã là gần trăm năm nay, nạp cắt phá hiện lên vị thứ ba đại quốc sư. Cái này tại Đan Mạn Quốc trong lịch sử, là tuyệt vô cận hữu Chỉ bằng vào đầu này, nạp cát phái là đủ trở thành đan mạn quốc thứ nhất hàng đầu lưu phái. Ai ngờ chúc mừng dư ba còn tại, hòa chiêu giảm nhiều đầu sư lại bắt đầu dày vò đoàn người. Đồng thời không khách khí chút nào khuyên bảo mọi người, lần này hoan nghênh khách quý, nhất định phải là tối cao quy cách, mảy may cũng không thể so hoan nghênh khâm sứ quy cách thấp hơn nửa phân. Mọi người lại là khẩn trương lại là hiếu kỳ, không biết lại có gì ghê gớm đại nhân vật, phải lớn giá quang lâm tô nam trang viên. Đợi đến một ngày này buổi sáng, Tô Nam trang viên tất cả mọi người mới phát hiện, lần này nghênh đón khách quý quy cách, so nghênh đón khâm sứ quy cách cao hơn. Ngay cả Tô Nam đại quốc sư đều tự mình xuất động, ngồi lên lạc già thành người hoa gia tộc đưa tặng nhập khẩu xa hoa phen tầm xe con, tiến về sân bay nghênh đón khách quý. Lúc này đem tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đây là trước nay chưa từng có đại sự, từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể để Tô Nam đại quốc sư thận trọng như thế việc, như thế lễ kính có thừa dù coi như tại lúc trước, mà cựu đại quốc sư tự mình đi Tô Nam trang viên thời điểm, Tô Nam cũng chưa từng rời đi trang viên đi nghinh đón hắn. Liền cùng trước đó không lâu khâm sứ đến nhà đồng dạng, từ hòa chiêu tổ chức nghi thức hoan nghênh, khách nhân tiến vào trang viên, Tô Nam mới hiện thân tiếp đãi. Lần này, Tô Nam vậy mà rời đi trang viên, tiến về sân bay. E là cho dù là đan mạn quốc tối cao su đang ngự giá đích thân tới, cũng không chiếm được loại quy cách này lễ ngộ chỉ ít tại tô nam trang viên bọn hạ nhân trong lòng tô nam đại quốc sư địa vị tuyệt đối không tại tối cao su đăng phía dưới thậm chí còn hơn lần này đến thăm khách quý rốt cuộc là ai a à? trang viên bọn hạ nhân thực tế không cách nào tưởng tượng trên thế giới lại còn có thân phận địa vị càng tại tô nam đại quốc sư phía trên người khi khách quý rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc cơ hồ tất cả mọi người trừng lớn hai mắt rơi xuống một chỗ kính mắt cả kinh nửa ngày nói không ra lời vậy mà là hai vị dị tộc nhân, mà lại, còn trẻ như vậy. Không hề nghi ngờ, Tô Nam Trang viên hai vị này khách nhân tôn quý nhất, chính là tiêu phàm cùng cơ khinh xa. Bất quá, liền ngay cả tiêu phàm cùng cơ khinh xa đều không hề nghĩ tới, Tô Nam sẽ bày ra long trọng như vậy nghi thức hoan nghênh. Không những ở sân bay trải thảm đỏ, Tô Nam Trang viên thảm đỏ càng là trải ra ngoài mấy dặm xa, thịnh trang bản địa thổ dân nam nữ, vừa múa vừa hát, không ngừng hướng khách nhân rơi vãi lấy cánh hoa. Tô Nam Đại Quốc Sư, chẳng những là nạp khát phái giáo chủ, càng là thổ dân nạp cắt người đại tộc trưởng. Đến hàng vạn mà tính nạp cắt người, đều bị phát động, nghênh đón khách quý. Đại Quốc Sư, cái này quá long trọng, thật không dám đang. Tiêu Phàm từ đáy lòng nói, Tô Nam mỉm cười nói, Tiêu chân Nhân không cần khiêm tốn, chúng ta là cùng nhau xuất sinh nhập tử sinh tử chi giao. Mặc kệ đến lúc nào, Tiêu chân Nhân cùng cơ tiểu thư, đều là ta Tô Nam tôn quý nhất bằng hiếu. Tô Nam nói đến cực kỳ chân thành, một cái, ba người đã từng kề vai chiến đấu, xác thực có thể xưng sinh tử chi giao, thứ hai, tiêu phàm cường đại, cũng xứng đáng Tô Nam kính trọng, thứ ba, Tô Nam cũng hy vọng có thể xuyên thấu qua tiêu phàm, tiếp xúc nhiều hơn châu Á thuật pháp. Tục ngữ nói, nó núi chi thạch có thể công ngọc. Tô Nam trước kia cùng nguyên thành tử giao hảo, đã lĩnh ngộ được không ít đạo thuật bí quyết, đối với hắn hàng đầu thuật, rất có ích lợi. Tiêu phàm thuật pháp mạnh, càng tại nguyên thành tử phía trên, trao đổi lẫn nhau, đoạt được nhất định rất nhiều. So ra mà nói, Tô Nam là tương đối khai sáng hàng đầu sư. Huống chi, hàng đầu thuật nguyên bản là Nam Dương bản thổ vô thuật cùng đến từ châu Á miêu cương cổ thuật đem kết hợp mà thành. Đã có thể cùng cổ thuật kết hợp, như vậy cùng châu Á truyền thừa thuật pháp kết hợp, thăm dò ra một loại càng cao minh hơn hàng đầu thuật, cũng không phải không có khả năng. Mà điểm này, cũng thật sự là tiêu phàm lần nữa đến thăm đan mạn quốc nguyên nhân chủ yếu. Tiêu phàm mỉm cười, hướng tô nam hạ thấp người làm lễ. Hôm nay tiêu phàm, một bộ đường trang, màu xanh dày vải, khí độ nho nhã, thần thái phiêu giật, quả nhiên là trẻ tuổi tuấn ngạn, lỗi lạc. Cơ khinh xa càng là váy dài phiêu dương, đẹp đến mức tựa như ảo mộng, nhẹ nhàng kéo lại tiêu phàm cánh tay, chậm rãi đi tại trên thảm đỏ, nhận lấy thành trên ngàn vạn người gieo hò, cánh hoa như mưa, tiếu hiếp như hoa. Dù coi như không phải tộc loại của ta, Tiêu phàm cùng cơ khinh xa vẫn tại trong khoảnh khắc liền chinh phục tất cả trước tới đón tiếp nạp các người. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng thắn phục, như núi kêu biển gầm, hướng về khách nhân tôn quý nhất vào tới. Cùng ma cưu trang viên đồng dạng, tô nam trang viên cũng xây ở nhiệt đới trong rừng. Chỉ bất quá tương đối mà nói, tô nam trang viên càng thêm tiếp cận thành khu, không có vào sâu như vậy rừng cây. Riêng lấy quy mô cùng xa hoa trình độ mà nói, tô nam trang viên ở xa ma cưu trang viên phía trên cái này cùng nạp cát phái thâm hậu nội tình có quan hệ. Cùng nạp cát phái tướng so, không cổ phái là điển hình nhà giàu mới nổi. Đi qua thật dài thảm đỏ, hất lên toàn thân cánh hoa, Tô Nam rốt cục dẫn lĩnh tiêu phàm cùng cơ khinh xa, đi tới trong trang viên thành, leo lên tường thành, phất tay thăm hỏi, tiếp nhận hơn 10.000 nạp cát người gieo hò. Sau đó, tựa như nguyên thủ đi thăm, tiêu phàm cùng cơ khinh xa tại trang viên hưởng thụ phong phú vô so cơm trưa, lại tại Tô Nam tự mình dẫn dắt phía dưới, tham quan nội thành. Tại tiêu phàm trước mặt, Tô Nam không có bất kỳ cái gì cấm kỵ, thậm chí ngay cả mình nói thường chỗ, đều không giữ lại chút nào hướng tiêu phàm cùng cơ khinh xa rộng mở, lấy đó mình đối khách quý hoàn toàn tiến nhiệm. Tiêu phàm cũng rất thành khẩn nói tới lần này mình quay về đan mạn quốc dự tính ban đầu. chương 540, lại đến Ma Cưu Trang Viên. Tiêu phàm mỉm cười, lấy ra một mảnh đen nhánh thuộc ra, giao đến Tô Nam trên tay. Thiên nhãn thần thông, Tô Nam vừa vừa tiếp xúc với quá khứ, trên mặt liền là lộ ra vẻ giật mình. Mảnh này đen nhánh thuộc ra, chính là tiêu phàm được từ đoán vượng túi ra, phía trên khắc lấy một chút cổ lão chữ tượng hình, trải qua cơ khinh xa phân biệt, đây là nạp khát người sử dụng văn tự. Đại quốc sư mắt sáng như đuốc, đây là đoán vượng đại sư di vật, không dối gạt đại quốc sư, ta đối cái này bên trên ghi lại, thiên nhãn thần thông, cảm thấy rất hứng thú, cho nên cố ý chạy đến hướng đại quốc sư thỉnh giáo, hy vọng đại quốc sư có thể vì ta giải hoặc. Tiêu phàm cũng không giấu giếm, trực tiếp nơi đó nói rõ mình ý đổ đến. Cứ việc bản này thiên nhãn thần thông được từ đoán vượng di vật, mà đoán vượng lại là nạp cát phái hàng đầu sư, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tiêu phàm đem xem làm hữu dụng. Nói đến, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Đoán vượng chết tại cơ an ni trong tay, hắn lại đánh bại cơ an ni, đoán vượng di vật, đương nhiên thuộc sở hữu của hắn. Hàng đầu sư thế giới, Vốn là tuân theo cường giả vi tôn pháp tắc. Lúc ấy Cơ Khinh Sa liền phán định đây là Thiên Nhãn Thần Thông, chỉ là Cơ Khinh Sa mặc dù uyên bác, đối cái này trên thuộc ra rất nhiều chữ tượng hình, cũng chỉ có thể là giống như đã từng quen biết, không có cách nào khẳng định. Giáp Lục Đảo bên trên, người thổ dân chủng tộc thực tế quá nhiều, đại đa số ở vào 10 điểm nguyên thủy trạng thái, dù coi như là hoa nhân đại học trong thư viện, đối với mấy cái này thổ dân chủng tộc sử dụng chữ tượng hình, cũng chỉ có đại khái miêu tả lại là ra không được sai lầm không có người nào có thể dựa vào suy đoán đi một loại lợi hại chỉ cần tại cái nào đó mấu chốt khâu bên trên xuất hiện nghĩa khác kết quả liền sẽ rất là khác biệt thậm chí cùng nguyên ý đi ngược lại tô nam nhẹ gật đầu nói thiên nhãn thần thông kỳ thật tính không được là đoán vượng sư đệ tuyệt kỹ rất nhiều hàng đầu sư đều qua cái này chỉ bất quá đoán vượng sư đệ thành tựu tối cao bản này là chúng ta nạp cắt phái tiền bối hàng đầu sư lưu truyền tới nay nhưng đoán vượng sư đệ tự mình tiến hành đổi tiến vào tiêu chân nhân cảm thấy hứng thú lời nói ta có thể làm tiêu chân nhân làm người thông dịch tiêu phàm bận biểu tức khom người một chút khách khí nói đa tạ đại quốc sư tô nam mỉm cười nói tiêu chân nhân đã chúng ta là bằng hiếu những này khách khí liền không cần giảng đối với châu á thuật pháp ta cũng cảm thấy rất hứng thú có chút lo nghĩ hy vọng tiêu chân nhân có thể cho ta giải hoặc rất nguyện ý cùng đại quốc sư giao lưu tâm đắc Lập tức Tô Nam liền đem bản này thiên nhãn thông phiên dịch ra, Tô Nam phi thường nguyên bác, nhiều năm cùng nguyên thành tử giao hảo, hán ngữ bên trên tạo nghệ tinh thâm, phiên dịch ra đến, văn lý trôi chảy, trương pháp ngay ngắn. Cơ khinh xa liền đã từng nói, cái này thiên nhãn thông cũng không tính là thuần túy hàng đầu thuật, hoặc là nói, là một loại cực kỳ độc lực hàng đầu thuật, có thể đơn độc. Mắt thấy tiêu phàm có chút cao hứng, Tô Nam do dự một chút, vẫn là nói tiêu chân nhân, bản này bản thân rất đơn giản, không phức tạp, phi thường dễ dàng. Nhưng muốn chân chính có thành tựu, trong đó có một cái rất lớn mấu chốt, chính là thiên mục trùng. Đoán vượng sư đệ bản thân thiên phú xuất chúng, nhưng mà hắn sở dĩ có thể trở thành 20 năm qua, thiên nhãn thần thông, thành tựu cao nhất người, chủ yếu vẫn là thiên mục trùng, công lao. Loại này linh trùng, phi thường khó tìm, đoán vượng sư đệ năm đó cũng là trùng hợp mới đến một đôi. Cái này ngụ ý chính là nói, người tiêu chân nhân không nên cao hứng quá sớm, không có thiên mục trùng, người cho dù có, thành tựu cũng rất có hạn. Có lẽ thị lực có thể so trước kia mạnh lên mấy phân, muốn luyện thành chân chính thiên nhãn, kia còn kém xa lắm. Tiêu phàm cười ha ha một tiếng, nói, đa tạ đại quốc sư nhắc nhở, chỉ cần có thể có sở trường tiến vào, ta liền rất hài lòng. Về phần hắn trong túi liền một cặp thiên mục trùng sự thật, lại là không cần hướng Tô Nam nhắc lên. Tô Nam liền chuyển hướng câu chuyện, hắn thật đúng là có chút lo lắng, Tiêu Phàm xin nhờ hắn đi tìm thiên mục trùng, cái này cùng linh trùng, coi như không giống xích viêm thảo như thế 100 năm khó tìm, nhưng cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một khi Tiêu Phàm mở miệng, hắn không đáp ứng không phải, đáp ứng cũng không phải. Còn không bằng vương nhìn trái phải mà nói hắn, miễn cho xấu hổ. Tiêu Phàm cùng cơ khinh xa tại Tô Nam Trang Viên đợi hai ngày, lẫn nhau ở giữa, giao lưu tâm đắc, cầu thông kỹ xảo, đều đều lớn có sở hoạch. Nhất là cơ khinh xa, Tô Nam vì nàng giải đáp rất nhiều hàng đầu thuật bên trên nghi nan. Nhìn qua, cơ khinh xa tựa hồ hữu tâm muốn xâm nhập nghiên cứu hàng đầu thuật, chuẩn bị đem hàng đầu thuật cùng hà lạc phái thuật pháp truyền thừa dung hợp một chỗ, khai sáng một cái kỷ nguyên mới. Xem ở tiêu phàm trên mặt mũi, Tô Nam đối cơ khinh xa trên cơ bản là hỏi gì đáp nấy, rất ít tàng tư. Hàng đầu thuật truyền thừa, cùng hoa hạ thuật pháp truyền thừa, hơi có khác nhau. Càng càng cường điệu người cá nhân thiên phú, đồng dạng một thiên, từ người khác, có lẽ cuối cùng cả đời cũng khó có thể đại thành, nếu như thay đổi Tô Nam đến, thậm chí chỉ cần 3 năm năm liền có thể đăng phong tạo cực. Tô Nam cũng không tàng tư, đến lúc đó có thể lớn bao nhiêu thành tựu, liền muốn nhìn cơ khinh xa thiên phú của mình cùng duyên phân. Mà đối với Tô Nam nghi vấn, tiêu phàm cũng giống vậy hỏi gì đáp nấy. Nhưng hai ngày này, Tô Nam thu hoạch lớn nhất, hay là từ tiêu phàm nơi đó đạt được một cái toa thuốc. Mà cưu trang viên một trận chiến, Tô Nam bản thân bị trọng thương, chỉ là thời gian nửa tháng còn thiếu rất nhiều hắn khôi phục nhưng mà đã tiếp nhận hoàng thất ngự phong luôn luôn kéo lấy không đi hoàng cung dừng chân cũng không phải cái biện pháp chỉ sợ lập tức liền sẽ khiến cái khác giảm nhiều đầu sư hoài nghi một khi có người thừa dịp tô nam suy yếu hướng hắn khởi xướng khiêu chiến vậy sẽ là vô cùng nguy hiểm đối với tô nam mà nói việc cấp bách liền là mau chóng khỏi hẳn thương thế để cho mình lần nữa tiến vào trạng thái đỉnh phong tiêu phàm tự thân vì hắn bắt mạch tự mình mở một cái toa thuốc, căn dặn Tô Nam dựa theo này uống thuốc điều trị, nhiều nhất 3 tháng, liền có thể phục hồi nguyên như cũ, khôi phục như lúc ban đầu. Tô Nam chiếu đơn uống thuốc, chỉ bất quá hai bộ thuốc ăn hết, liền lớn thấy hiệu quả, tự nhiên vui mừng quá đỗi, đối tiêu phàm khâm phục, lại nâng cao một bước. Châu Á thuật pháp truyền thừa, quả nhiên bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bác đại tinh thâm. Hai ngày sau đó, tiêu phàm cùng cơ khinh xa cáo từ lạc gia thành hoàng gia phạm gia sớm đã đạt được phân phó, hoàng thanh vân đem mình xe hơi phái ra, chuyên đuổi tới tô nam trang viên nghinh đón tiêu chân nhân cùng cơ tiểu thư. Buổi chiều lúc phân, màu đen Phantom tầm xe con, xuất hiện tại ma cưu trang viên cổng. Từ xa nhìn lại, ma cưu trang viên vẫn như cũ đứng sừng sững ở xanh biếc sơn giã ở giữa, nguy nga hùng vĩ, nhưng kia cỗ khinh người khí thế, sớm đã biến mất hầu như không còn. Nhìn thấy xa hoa Phantom tầm xe con lái tới gần, trên cổng thành bảo an nhân viên, trước liền kinh hoàng. Đại quốc sư vẫn lạc, không cổ phái 15 tên giảm nhiều đầu sư cơ hồ tổn thất hầu như không còn, dưới mắt ma cưu trang viên, cũng không tiếp tục là ngày xưa ma cưu trang viên. Thậm chí ngay cả bản thân bị trọng thương cơ an ni cùng gia ninh trừng, đều sớm liền rời đi trang viên, tránh người ở bên ngoài khó mà biết được địa phương chữa thương đi. Trang viên cái khác hàng đầu sư, chỉ cần có thể động đậy, trên cơ bản cũng chạy tinh quang chỉ có mấy tên trung thành nhất hàng đầu sư cùng bộ phân không chỗ có thể đi bảo an nhân viên lưu lại, trông coi nói dần chống trải trang viên, có một ngày không có một thiên địa hòa với thời gian. Mà cưu đại quốc sư tại thế thời điểm, thực tế uy phong quá thịnh, giết chóc không ít, đắc tội hàng đầu sư lưu phái cũng không ít. Bây giờ không cổ phái bỗng nhiên suy sụp, những cái kia đã từng cừu nhân thừa cơ giết tới trang viên đến báo thù, quá đương nhiên. Nửa tháng này đến, mà cưu trang viên thần hồn nát thần tính, lưu thủ nhân viên một buổi số kinh, liền không có qua qua một ngày an tâm thời gian. Đài này bá khí vô so phen tâm, bản thân liền mang theo nói không nên lời uy áp khí tức. Mọi người trong lòng đều nắm chắc, có thể ngồi lên loại này xe sang người, không phú thì quý, tuyệt không phải dưới mắt ma cưu trang viên có thể đắc tội nổi. Bất quá, đại môn hay là đóng chặt, màu đen xe sang tại trước cổng chính chậm rãi ngừng lại. Một tên trẻ tuổi hàng đầu sư, cả gan đi lên phía trước. Bất kể nói thế nào, cũng phải lên đến hỏi một chút tình huống, nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào đại giá vinh dự đón tiếp ma cưu trang viên, mới tốt có cách đối phó. Cửa sổ xe chậm rãi buông xuống, trẻ tuổi hàng đầu sư bỗng nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra thất kinh thần sắc, kìm lòng không đặng hai đầu gối mềm nhún, quỳ dạp trên đất. Trong xe lộ ra cỗ khí thức kia, vị này trẻ tuổi hàng đầu sư thực tế quá quen thuộc. Hắn đã từng tham gia so với nửa tháng trước mê cung chi chiến, chính là trong xe người này, đem thêm văn giảm nhiều đầu sư bọn người tàn sát hầu như không còn. Vị này trẻ tuổi hàng đầu sư, bởi vì cách quá xa, mới may mắn bảo trụ một đầu tính mệnh. Thạch trận chi chiến, hắn dù không có thấy tận mắt, nhưng đại quốc sư vẫn lạc, tất nhiên cùng người này có quan hệ. Ngoại giới đều truyền thuyết, ma cưu đại quốc sư là Tô Nam diệt sát, nhưng mà nếu là không có trong xe người này từ bên cạnh hiệp trợ, bằng Tô Nam lực lượng một người, tuyệt không phải ma cưu đại quốc sư đối thủ. Nếu không, Tô Nam đã sớm hướng ma cưu khởi xướng khiêu chiến, tranh đoạt đại quốc sư chi vị. Nói cách khác, dưới mắt trong xe ngồi người này mới là dẫn đến ma cưu đại quốc sư vẫn lạc, không cổ phái suy vi kẻ cầm đầu. Dạng này một cái có thể diệt sát ma cưu đại quốc sư trí cường giả, bỗng nhiên lần nữa vinh dự đón tiếp ma cưu trang viên, sao không gọi trẻ tuổi hàng đầu sư sợ mất mật, kinh hãi muốn tuyệt. Chẳng lẽ, hắn là đến triệt để hủy diệt ma cưu trang viên sao? Coi là thật như thế, mà cưu trang viên sẽ lập tức từ trên địa cầu hoàn toàn biến mất. Đối với dạng này trí cường giả mà nói, muốn làm đến điểm này, bất quá chỉ là một cái nhấc tay thôi. Thậm chí đều khỏi phải tự mình động thủ, chỉ cần một câu phân phó, tự có người thi hành mệnh lệnh. Người tên là gì? Một cái mang theo khàn khàn nhưng lại yêu nhã vô so giọng nữ trong xe vang lên, lại còn nói chính là rơi ra người thổ dân ngôn ngữ. Ta, ta gọi cắt ba, trẻ tuổi hàng đầu sư lấy đầu đụng địa, run giọng đáp cát ba tiên sinh hiện tại trang viên là từ ngươi đang phụ trách a à. cái kia yêu nhã giọng nữ tiếp tục hỏi không chậm không nhanh là là vậy thì tốt người phía trước dẫn đường chúng ta muốn đi nội thành mời ngươi nói cho trang viên cái khác lưu thủ nhân viên các an bản chức không nên kinh hoàng chỉ muốn mọi người yên lặng liền không có việc gì hiểu chưa thanh âm vẫn như cũ yêu nhã lại mang theo nói không nên lời cao cao tại thượng ý vị ta lời nói ra chính là mệnh lệnh Cát ba âm thầm thở vào một cái, thưa dạ liên thanh. Audio điện tử võ tấn bền. Khết tập 36